Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân chương 573, tôi không phải là con ếch nấu trong nước ấm. Bí thư lộ tỏ vẻ cảm tạ ý tốt của trưởng phòng tả, sau đó lấy từ trong cặp ra một chiếc các nói. Tôi có một người em mở cửa hàng quần áo trên đường Đông Giao, làm ăn bình thường nhưng trang phục rất tốt. Cậu ấy đến tìm tôi, nói tôi giới thiệu khách, Trường phong tả, khi nào ngài rảnh đi dạo phố, nhất định phải đến cửa hàng của cậu em tôi dạo hoa chơi một vòng, cũng coi như ủng hộ cậu ấy kinh doanh. Tấm cắt rất tinh xảo, hai chữ pia các đen bên trên càng hấp dẫn ánh mắt người khác. Trường phòng tả nhìn chiếc thẻ được chế tác rất đẹp, trong lòng thầm cho ra khẳng định, thế nhưng nàng lại dùng giọng vui mừng giả vờ hồn nhiên nói. Tôi cũng thích đi qua đông giao, cũng thường mua quần áo ở nơi này, vì vừa có thể yên tâm mà giá cả lại khá tốt. Khi bí thư lộ cáo từ bỏ đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh, trưởng phòng tả cầm tấm thẻ xem xét, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Tam Nhi lúc này cũng nghe được động tính, hắn từ trên lầu đi xuống. Hắn đưa mắt nhìn cửa đóng chặt thì khẽ nói. Gì, cháu nghe nói bí thư lộ này ngày thường mắt dài lên trời, hôm nay không ngờ lại an phận làm người như vậy, xem ra lời đồn cũng không thể tin được. Trường phong tả nhìn thoáng qua đứa cháu của mình, cũng không cho ý kiến với lời nói của hắn, hưng trong lòng không khỏi bừng bừng cảm giác kiêu ngạo. Tuy nàng vẫn luôn là một người phụ nữ giỏi giang sau lưng một người đàn ông thành công như Tề Chính Hồng, thế nhưng nàng cũng hiểu rõ chuyện quan trường, bí thư lộ kia cũng chỉ có thể kiêu ngạo với từng người mà thôi. Lại có hai nhóm người đi đến, đồng hồ đã chỉ 10 giờ, lúc này địch thu bình thật sự có chút nôn nóng. Khi hắn chuẩn bị mở miệng nói lời cáo từ, đúng lúc cửa bị mở ra từ bên ngoài, Tề Chính Hồng và lái xe đi vào nhà. Dượng, ngài đã về rồi. Địch Thu Bình vừa thấy Tề Chính Hồng thì nhanh chóng tươi cười tiến lên đón chào. Nhưng đáng tiếc là Tề Chính Hồng không có hảo cảm với đứa cháu bên ngoại của mình, hắn chỉ khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế sa lông phân phó lái xe. Tiểu Trần, cậu trở về đi, ngày mai sẽ còn phải đến đông bộ một chuyến, thế nên nghỉ ngơi cho tốt. Vâng, Chủ tịch Tề, tôi về trước. Tiểu Trần cung kính nói lời từ biệt Tề Chính Hồng, lại cáo từ trưởng phòng tả, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng khách nhà Tề Chính Hồng khi thấy chồng tỏ ra lãnh đạm với cháu của mình trưởng phòng tả cũng có chút bực mình chờ tiểu trần đóng cửa nhà lại nàng chỉ vào bể cá nói anh tề anh xem hai con cá kia thế nào đây là cá rồng phong thủy mà tam nhi đã bỏ nhiều công sức mua cho chúng ta nghe nói nhiều ông chủ bên hong kong nhờ vào cá rồng này mà đổi vận tề chính hồng nhìn hai con cá rồng rất lớn đang bơi qua bơi lại trong bể hắn nói với giọng điệu và gương mặt cực kỳ bình tĩnh thứ này mà đem lại vận may sao nói Tam Nhi đưa đi đi, tôi cũng không nhận tâm ý này, xem như phí công. Anh Tề, đây là tâm ý của Tam Nhi, anh đây là nói gì vậy? Vẻ mặt trưởng phòng tả trợt biến đổi, Tề Chính Hồng không nể tình cháu trai trước mặt mình, nếu như không phải là địch thu bình có ở chỗ này, sợ rằng nàng đã sớm nổi nóng rồi. Audio điện tử võ tấn bền Địch Thu Bình biết dượng mình không phải là người có thể đắc tội, hắn tiến lên nói. Gì, dưỡng cũng là vì muốn tốt cho cháu, muốn cháu thành thật làm việc, không đi đường ngang ngõ tắt. Tuy rất nhiều nơi vì cá rồng mà đổi vận, thế nhưng thực tế thì cũng không ai tận mắt nhìn thấy cả. Thế cho nên dưỡng xem như tùy ý nuôi hai con cá cho vui vậy. Tề chính hồng nhìn thoáng qua địch thu bình, sau đó hắn khoát tay áo nói. Hôm nay tôi có chút mệt mỏi, tôi đi nghỉ trước. Địch thu bình há hốc miệng, nhưng cuối cùng hắn cũng không dám nói ra khỏi miệng đừng nói là tề chính hồng sắp là chủ tịch tỉnh sơn nam dù là phó chủ tịch thường vụ thì hắn cũng không dám hả hơi trước mặt tề chính hồng trưởng phòng tải nhìn bộ dạng bó tay bó chân nhìn cháu mình trong lòng hiểu rõ ý nghĩ của hắn đợi sau khi tề chính hồng đi vào phòng nàng khoát tay áo với địch thu bình tam nhi dượng của cậu quá bề bột, thế này đi cậu muốn gì cứ trực tiếp nói với gì chỉ cần không phải quá khó khăn gì sẽ sắp xếp thỏa đáng địch thu bình thật sự rất thất lạc Bây giờ thấy dì đồng ý, hắn cảm thấy tình cảm của dì với mình là rất tốt, hắn tranh thủ nói. Dì, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là trong huyện đầu tư xây dựng ký túc xá, cháu không phải muốn kiếm chút tiền để tận hiếu với mẹ sao. Trưởng phòng tả không chờ địch thu bình nói xong, nàng khoát tay áo nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này sao không nói sớm, cậu quay về là được. Địch thu bình nhìn bộ dạng như đã tính trước của dì, thế là trong lòng vui sướng nở hoa hắn tỏ vẻ cảm tạ sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà tề chính hồng sau khi rửa mặt thì trưởng phòng tả quay về phòng nàng cảm thấy lúc này tề chính hồng nên ngủ rồi mới phải không ngờ khi nàng đi vào phòng ngủ thì tề chính hồng còn đang cúi đầu ngồi trên ghế khi thấy bộ dạng của chồng như vậy trưởng phòng tả chợt tiêu tan đi nhiều cảm giác tức giận nàng khẽ hỏi anh tề về nhà thì tranh thủ nghỉ ngơi cũng đừng nghĩ đến những chuyện xảy ra bên ngoài lúc này không còn sớm nữa anh đi nghỉ đi tề chính hồng giật mình tỉnh lại trong lúc trầm tư hắn nhìn thoáng qua vợ mình rồi gật đầu nói được rồi tề chính hồng tuy mở miệng đồng ý nhưng lại không có động tĩnh gì hắn vẫn ngồi trên ghế nhưng khi trưởng phòng tả định mở miệng thì chợt nghe tề chính hồng hỏi tam nhi đã về rồi sao đã về rồi anh làm sao vậy dù thế nào thì tam nhi cũng là cháu của mình anh đối xử với nó như vậy sau này em sao có thể gặp mặt chị em đây cả đời này chị em khổ sở bây giờ con cái như vậy cũng không dễ dàng gì sao anh lại không có chút đồng tình nào vậy trưởng phòng tả vốn đã áp chế lửa giận trong lòng lúc này thấy tề chính hồng nói như vậy thì lại nổi nóng tề chính hồng khoát tay áo nói đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau chị gái của em có gia cảnh khó khăn anh sẽ ra sức giúp đỡ việc lớn việc nhỏ đều có thể quan tâm thế nhưng anh nói cho em biết tam nhi không biết làm người chính đáng em đừng quan tâm đến nó em làm vậy không phải muốn tốt cho nó là quá mức cương chiều sẽ làm hại nó tề chính hồng nhìn vẻ mặt khó coi của vợ mình hắn khẽ giải thích bây giờ là thời điểm quan trọng chúng ta cần chú ý một chút em biết rồi em biết anh là người cực kỳ thận trọng nhưng không phải đã có trưởng ban dương sao cần gì phải để ý quá nhiều như vậy trưởng phòng tả thở phì phì một tiếng sau đó ngồi xuống bên giường tề chính hồng nhìn bộ dạng tức giận của vợ mình hắn cố tình không quan tâm đến nàng nhưng cũng không hy vọng lửa cháu trong nhà mình, thế cho nên đây xem như là một chuyện phiền lòng. Kể từ khi biết mình có cơ hội tranh chấp vị trí chủ tịch tỉnh Sơn Nam thì Tề Chính Hồng thật sự khó thể nào giữ được bình tĩnh, trái tim lúc này giống như đang uống thuốc kích thích, lúc này cũng thình thịch không ngừng. Hơn nữa hắn thường xuyên ra ngoài uống rượu xã giao, lại thiếu vận động, cơ thể ngày càng kém cỏi, khả năng đàn ông cũng giảm sút, rơi đến trình độ mềm nhũn không nghe theo sự điều khiển của mình. Trưởng phòng Tả lại khác biệt với Tề Chính Hồng, nàng đang ở vào độ tuổi như lang như hổ, thế cho nên nhìn bằng mắt mà gấp trong lòng. Nàng biết rõ với thân phận của chồng mình thì căn bản không thể đến bệnh viện kiểm tra được, vì vậy mới đi tìm về đủ mọi loại thuốc kỳ lạ quý hiếm để về làm thí nghiệm với Tề Chính Hồng, chỉ là hiệu quả quá nhỏ. Khoảng thời gian này Tề Chính Hồng lại đặt tâm tư lên phương diện tranh chấp vị trí chủ tịch tỉnh, thật sự chuyện bé xé ra to, nghĩa vụ làm chồng cũng bỏ bê, đành tùy ý mà thôi. Nhắc đến cũng kỳ quái, thứ kia của tề chính hồng ở bên ngoài cũng chưa đến mức mềm nhũn như vậy, nhưng mỗi khi về đến nhà lại không dùng được. Không những không dùng được, mỗi khi đói viện với vợ căn bản là khó thể đứng lên. Cũng may vợ hắn là quan viên cấp phó sở, lại là người truyền thống, tuy chưa đến mức tam tòng tứ đức nhưng cũng thông tình đạt lý. Nàng nể tình chồng đang có áp lực quá lớn, thế cho nên lên giường cũng không làm quá lên. Tề Chính Hồng chi vào trong chăn thì trưởng phòng Tả đã đưa đến một chén thuốc đông y, nàng yêu cầu hắn uống vào. Tề Chính Hồng cũng hiểu vấn đề, thuận tiện uống hết ly nước. Trưởng phòng Tả cũng không đưa cái chén xuống nhà bếp mà nhanh chóng chui vào trong chăn. Nói thật, Tề Chính Hồng cũng muốn vui vẻ với vợ, thế nhưng hắn càng nghĩ như vậy thì áp lực càng lớn, giống như hoàn thành chuyện vợ chồng cũng thật sự khó khăn và áp lực như tiến lên nắm bắt vị trí chủ tịch thành phố, sinh ra một cảm giác quá nhanh sẽ khó thành công cực kỳ bất đắc dĩ. Ngày thường hắn còn có thể miễn cưỡng tham gia, hôm nay chẳng biết có phải tâm tình không tốt hay không, hắn dứt khoát tắt lửa. Vợ hắn bần rộn đến mức vã mồ hôi, thật sự cũng không làm gì được, thế là đành phải bỏ qua. Tề Chính Hồng nhìn vẻ mặt thất vọng của vợ, hắn hận không thể thiến chính mình. Hắn khẽ vỗ vai vợ và kiên nhẫn giải thích. "Đừng nóng, gần đây anh tâm tình không tốt, có lẽ vì ảnh hưởng tâm tình nên mới như vậy. Hai ngày gần đây đã có người chĩa súng vào người anh." Trưởng phòng Tả đang tỏ ra rất ai oán, nhưng bây giờ nghe thấy có người gây chuyện với chồng mình, nàng nhanh chóng biến thành một con hổ tức giận, nàng hỏi ngay. "Ai, là ai muốn gây chuyện cho anh?" Tề Chính Hồng khoát tay áo nói. "Vợ, em cứ nằm xuống, đừng quá gấp, em nghe anh nói này." Chuyện này tuy khó giải quyết nhưng Trưởng ban Dương đã ra mặt chào hỏi, cuối cùng cũng áp chế được. "Em đã nói rồi mà, Trưởng ban Dương là người nể tình bạn cũ." Anh nên xem xét khi nào lãnh đạo có thời gian rảnh thì về thủ đô thăm thú một phen. Nhân tình và quan hệ cần phải thường xuyên qua lại, nếu không nhiều ngày không gặp sẽ thành xa lạ. Trưởng phòng Tả nghe thấy chồng mình gặp nguy hóa lành thì mới yên tâm hơn một chút, nàng chợt ngồi xuống giường rồi thở dài nói: "Nếu Quân Tài còn ở tỉnh Sơn Nam thì tốt rồi, có nó ở đây thì quan hệ giữa chúng ta và Trưởng Ban Dương sẽ càng thêm thân mật." Tề Chính Hồng giống như bị vợ mình đâm cho một đao một lúc lâu sau cũng không nói được gì. Sự việc liên quan đến Dương Quân Tài thật sự như vết thương khó lành, dù thời gian trôi qua và bắt đầu khép miệng, thế nhưng sẹo khó mất, không đụng vào thì không sao, nếu động vào thì sẽ có vấn đề. Lão lãnh đạo giao con trai cho mình, đây là cái gì? Là tín nhiệm mình, nhưng kết quả là Dương Quân Tài phải ảm đạm rời khỏi tinh Sơn Nam, thiếu chút nữa vì sự việc xảy ra mà chịu trách nhiệm với pháp luật, điều này làm cho tề chính hồng càng nghi càng thêm khó thở tên khốn đẩy dương quân tài đi thì lại phát triển cực mạnh như đi trên đất bằng, liên tục tiến lên địa vị quan trọng, cuộc sống vui vẻ thoải mái. Nếu nhìn vào những gì hai bên tiếp xúc với nhau, nhìn vào biểu hiện của đối phương, có thể thấy vương tử quân chỉ là một con cừu non ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng bản chất của vương tử quân quá khác biệt so với biểu hiện bên ngoài, đừng tưởng rằng ngày thường người này thường cười tủm tỉm mà nghĩ rằng sẽ không quan tâm đến thứ gì, đây chính là biểu hiện giả dối mà thôi. Tề chính hồng biết rất rõ, tiểu tử kia lòng dạ rất sâu, đánh giá đúng đắn nhất chính là đối phương không phải cừu non, phải là một con dã thú. Không, cũng không phải là dã thú, thật sự là một con sói liên tục diễu võ dương oai, coi trời bằng vung. Tề chính hồng hoài nghi trong người vương tử quân luôn tuôn chảy một dòng máu căn bản chưa từng bình tĩnh, nó sẽ sôi trào bất cứ lúc nào. Tên kia gần đây bận rộn làm công tác dân sinh, muốn làm một người lái đỏ hợp cách, cố gắng công tác vì nhân dân thành phố đông bộ. Người này cũng thật sự có năng lực, có thể vung tay kéo chiếc thuyền thành phố Đông Bộ vượt sóng dữ và vững vàng tiến về phía trước. Hừ, với độ nặng đó mà muốn làm người cầm lái thành phố Đông Bộ, cũng không sợ sóng vỗ nát người sao? Chủ tịch thành phố Đông Bộ, nếu như vị trí đó là của Dương Quân Tài thì lão lãnh đạo sẽ vui sướng đến mức nào? Tề Chính Hồng nghĩ đến Dương Độ Lục thì lại nghĩ đến cuộc điện thoại của lãnh đạo vào ngày hôm nay. Tuy trưởng ban Dương cố gắng áp chế lời nói, hơn nữa cũng không nặng lời nhưng Tề Chính Hồng vẫn có thể cảm nhận được sự bực bội của lãnh đạo. Những năm qua Tề Chính Hồng cũng không vung tay quá chán, mỗi ngày hết lòng vì sự phát triển kinh tế của tỉnh Sơn Nam. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ có người lén ngáng chân hắn, hơn nữa người này chính là một kẻ đã sớm rời khỏi tỉnh Sơn Nam. Tình huống này làm cho Tề Chính Hồng cảm thấy mình là một con ếch trong nước ấm, bên dưới là lò than, may mà phát hiện kịp thời, nếu không đến khi nổi nước sôi thì con ếch cũng bị nấu chín nhưng bây giờ đã tốt, chuyện xấu đã bị áp chế, mình cũng không rơi vào trạng thái ưu phiền. Sau khi nhiếp hạ quân rời khỏi tỉnh Sơn Nam, tất cả sẽ nằm trong bàn tay của Chủ tịch Hào Nhất Phong. Dù hắn và Hào Nhất Phong có vài tranh chấp trên vài phương diện, thế nhưng hai người dù sao cũng là một phái, tin chắc thế cục tỉnh Sơn Nam sẽ đoàn kết chưa từng có. Thử hỏi xem, có ai không muốn một thế cục tuyệt vời như vậy? Anh Tề, mai anh đến thành phố Đông Bộ sao? Khi thấy chồng không lên tiếng, Trưởng phòng tả chợt nhớ đến câu nói vừa rồi của hắn với lái xe. Đúng, ngày mai có một hạng mục được ký kết ở thành phố Đông Bộ, tôi sẽ đại biểu cho tỉnh đến tham gia. Xem như nể mặt thành phố Đông Bộ. Tề Chính Hồng khẽ đứng lên nói: Anh đi đến thành phố Đông Bộ sao? Anh sẽ không phải đến thúc đẩy người ta đấy chứ? Anh đi chuyến này là tâm bốc người ta, anh cũng không biết chủ tịch thành phố Đông Bộ là ai sao? Trường Phong tả vừa rồi còn cảm khái cho Dương Quân Tài bây giờ nàng chợt bắt đúng đài và mở miệng như súng máy. Tề chính hồng cười cười, hắn vỗ vỗ vào vai vợ rồi nói. Vợ, tân bốc thì tân bốc, dù sao đây cũng là lần cuối hắn được tân bốc như vậy. trưởng phòng tả nhìn nụ cười đầy ẩn ý của tề chính hồng, nàng chợt hiểu rõ vấn đề. chương 574, gà gáy nửa đêm. Vùng địa giới thành phố Đông Bộ có mười mấy chiếc xe dừng lại chờ sẵn, lúc này bầu không khí cuối thu khá thoải mái, Vương Tử Quân và những lãnh đạo thành phố đều đã xuống xe. Thư ký trưởng đảng, chủ tịch Tề khi nào thì đến? Đồng Quốc Khánh đứng bên cạnh Vương Tử Quân nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó khẽ nói với Đảng Hằng đứng cách đó không xa. Lúc này điện thoại trên tay Đảng Hằng hầu như biến thành đường dây nóng, hắn nghe thấy câu hỏi của bí thư Đồng Quốc Khánh, thế là nhanh chóng đi đến bên cạnh rồi khẽ nói. "Bí thư Đồng, tôi vừa mới liên lạc, 2-3 phút nữa xe của chủ tịch Tề sẽ đến." Đồng Quốc Khánh khẽ gật đầu, hắn cũng không hỏi lại, nhưng ánh mắt của hắn bắt đầu nhìn về phương xa. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến vẻ mặt của Đồng Quốc Khánh, hắn cười cười nói chuyện với Bành Quang Binh ở bên cạnh. Sau khi thành phố Sơn Viên và An Dịch đề xuất ý kiến với tỉnh ủy, vị trí phó phòng tổ chức tỉnh ủy cuối cùng đã được quyết định. Vị phó phòng tổ chức tỉnh ủy lần này không phải là đề bà từ dưới lên, cũng không phải sinh ra từ phòng tổ chức tỉnh ủy, mà chính là một vị phó giám đốc sở nội vụ tỉnh đến nhận chức phó phòng tổ chức. Vị phó giám đốc sở nội vụ đến nhận chức ở phòng tổ chức tỉnh ủy tuy không gây ra nhiều phong ba, thế nhưng lại xem như đánh tan ý nghĩ muốn tiến lên của đám người bành quang binh. Chủ tịch Vương, chúng ta ký kết hợp đồng lần này cũng đều nhờ vào anh. Ngày hôm qua tôi lên tỉnh đề cập đến vấn đề này, thật sự làm cho anh Lưu của thành phố Tam Hồ cực kỳ hâm mộ. Năm xưa thành phố Tam Hồ bọn họ liên hợp cùng thương nhân Hong Kong để khai thác phốt pho nhưng điều kiện ký kết lại rất thảm thương. Bành Quang Binh vừa hút thuốc vừa cười nói. Bành Quang Binh dù là nịnh nọt Vương Tử Quân nhưng những lời nói của hắn cũng không có gì là sai. Vương Tử Quân biết rõ từ đầu đến cuối về hạng mục khai thác phốt pho ở thành phố Tam Hồ, cũng vì năm xưa đám lãnh đạo thành phố nóng lòng cầu toàn, thế cho nên củ cải bị đưa lên nồi lại tạo ra một tai họa ngầm. Vương Tử Quân khoát tay áo cười nói: "Bí thư Bành, anh cũng đừng khen tôi như vậy, lần này có thể ký kết thành công hợp đồng với hai tập đoàn, chủ yếu là nhờ vào sự cố gắng của tất cả cán bộ thành phố." Bành Quang Bình cười hì hì, hắn ghé sát miệng bên tai Vương Tử Quân nói: "Chủ tịch Vương, vấn đề này không thể nói trước được, thành tích thật sự khó thể chạy thoát, rốt cuộc là công lao của ai thì mọi người hiểu rất rõ. Tôi không sợ đắc tội với người, nhưng lại không quen nhìn vẻ mặt của vài người." không quen nhìn biểu hiện, không ích lợi thì đùn đẩy cài cọ, khi có công thì nóng lòng tranh giành. Vương tử quân chỉ khẽ mỉm cười mà không tỏ thái độ, hắn biết rõ bành quang binh đang nói ai, nhưng hắn không muốn mình nói quá rõ ở sự kiện này. Dựa theo cấp bậc của tề chính hồng, đến thành phố Đông Bộ thì hai ban ngành đảng ủy chính quyền cũng không đến mức đón tiếp như vậy, chỉ cần đứng đón chào ở cổng khối chính quyền thành phố là được, đã đủ cấp bậc lễ nghi. Thế nhưng sáng sớm hôm nay bí thư Đồng Quốc Khánh lại lên tiếng quyết định, tiếp đón vượt quy cách, đến vùng giáp xanh nghênh đón Tề Chính Hồng. Tin tức Tề Chính Hồng có thể tiếp nhận vị trí chủ tịch tỉnh thật sự đã truyền đi khắp nơi. Có thể tiến lên làm cán bộ cấp giám đốc sở thì không ai là kẻ ngốc, biết rõ tin đồn này là không có lửa sao có khói. Vì vậy đồng quốc khánh cho ra quyết định và mọi người cảm thấy đó chỉ là bình thường, tiếp đón từ xa cũng chỉ là chạy thêm một đoạn đường, căn bản chẳng có vấn đề gì cả. Hai chiếc xe một trước một sau chạy đến như bay. Khi thấy nhóm Đồng Quốc Khánh đứng ven đường thì xe giảm tốc độ. Đồng Quốc Khánh nhìn đám cán bộ phía sau lưng mình, sau đó nhanh chóng tiến lên nghênh đón lãnh đạo. Cửa xe nhanh chóng mở ra, thư ký Dương Tiểu Mao đã không biết bao nhiêu lần trải qua tình huống thế này, thế cho nên khi Đồng Quốc Khánh tiến lên đón chào thì hắn đã nhanh chóng mở cửa. Cửa mở, Tề Chính Hồng mặc một bộ tây trang xanh đen bước xuống xe. "Chủ tịch Tề, chào mừng anh đến thành phố Đông Bộ." khi thấy Tề Chính Hồng thì Đồng Quốc Khánh vội vàng duỗi hai tay, nhanh chóng tiến lên đón chào Tề Chính Hồng. Tề Chính Hồng rất nghiêm túc, hắn vươn tay bắt chặt tay Đồng Quốc Khánh rồi nói. Bí thư Quốc Khánh, đây không phải chỗ nói chuyện, mời anh lên xe của tôi. Tề Chính Hồng vừa nói vừa đi về phía xe, những hành động liên tiếp này không khỏi làm cho đám thường ủy thành phố Đông Bộ cảm thấy kỳ quái. Dù cũng có nhiều tình huống lãnh đạo xuống tuyến dưới không muốn chào hỏi thành viên ban ngành đi ra nghênh đón, nhưng ít nhất cũng phải cho lãnh đạo đứng đầu thành phố cơ hội được bắt tay nói một câu chứ. Không ngờ lần này Tề Chính Hồng xuống lại hoàn toàn không tuân theo quy củ bình thường, căn bản không quan tâm đến một vị chủ tịch thành phố như Vương Tử Quân, gọn gàng dứt khoát kéo đồng quốc khánh lên xe. Tề Chính Hồng là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, tất nhiên hắn là người hiểu rõ lễ tiết, đám người đi đến nghênh đón cũng không nghĩ theo chiều hướng như vậy, bọn họ càng nghĩ thêm sâu hơn, đó là Tề Chính Hồng cố ý như thế loại cố ý này chính là muốn tỏ thái độ với vương tử quân trước mặt mọi người. Chủ tịch Tề là người có lực cạnh tranh cực mạnh với vị trí chủ tịch tỉnh, thậm chí có người còn cho đó là sự việc phán đóng thuyền. Một đại nhân vật sắp tiến lên vị trí thứ hai trong tỉnh Sơn Nam lại ở một trường hợp công khai có biểu hiện như vậy, điều này đủ nói lên con đường đầy trông gai và khó khăn của vương tử quân trong tương lai. Người cực kỳ ủng hộ vương tử quân công tác trong tỉnh Sơn Nam chính là Bí Thư Nhiếp, nhưng Bí Thư Nhiếp sắp rời khỏi vị trí, rời khỏi tỉnh Sơn Nam, người tiếp nhận vị trí bí thư tỉnh ủy chính là Hào Nhất Phong có quan hệ không tầm thường với Tề Chính Hồng. Dù những người kia chỉ nghĩ trong lòng, thế nhưng lúc này tình huống diễn ra rõ ràng, không khỏi làm cho đám cán bộ đi theo Vương Tử Quân có chút băng giá tâm tư. Dù sao thì dưới tình huống hai vị lãnh đạo đứng hàng đầu và thứ hai trong tỉnh cùng nhau áp chế, cho dù có bản lĩnh Tề Thiên cũng khó thể làm gì ra hồn. Nếu so với ý nghĩ nguyên man bất định của mọi người thì Vương Tử Quân lại có biểu hiện cực kỳ ung dung bình tĩnh, hắn nhìn chiếc xe Audi biển số thành phố Sơn Viên chậm rãi khởi động, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Xem ra tề chính Hồng có oán niệm rất lớn. Khi đồng nhị dân khởi động xe theo sau, Trúc Phu Bình cũng mở cửa xe ngồi vào bên trong. Lúc này vẻ mặt hắn rất lo lắng, hắn là người luôn ủng hộ Vương Tử Quân, hắn biết tương lai của Vương Tử Quân là ánh xạ vận mệnh của mình tuy Trúc Phu Bình cũng có một con đường khác, thế nhưng nếu đi trên đường kia thì khó thể nào rửa sạch vết nhơ, nếu không phải bị ép đến đường cùng, dù thế nào hắn cũng không cho phép mình đi trên con đường như vậy. Chủ tịch Vương, Chủ tịch Tề thật sự quá mức. Trúc Phu Bình còn chưa nói hết lời thì Vương Tử Quân đã khoát tay A à cho hắn dừng lại. Trúc Phu Bình nhìn gương mặt với nụ cười của Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm dây lát vẫn dùng giọng không cam lòng nói. Chủ tịch Vương, tôi nghe nói ngày hôm qua Hạ Nham Châu đi đến nhà bí thư đồng. Hạ Nham Châu trước nay luôn là người đứng giữa trong mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Đồng Quốc Khánh, bây giờ lại đi vào nhà bí thư đồng, điều này nói rõ bí thư ủy ban tư pháp đã cho ra lựa chọn là bí thư đồng. Trúc Phu Bình cũng không quá bất ngờ đối với lựa chọn của Hạ Nham Châu, dù sao dựa vào ánh mắt lâu dài cũng thấy Chủ tịch Vương là người mất đi chỗ dựa ở tỉnh Sơn Nam, xem như tương lai dần mờ nhạt. Đi theo một người có tương lai u ám, như vậy sẽ chẳng có gì là tốt, thế cho nên Trúc Vũ Bình cảm thấy lựa chọn của Hạ Nham Châu cân bản không có gì đáng trách. Không phải chim khôn chọn cành mà đậu sao, trên quan trường chú ý nhất là quan hệ và đứng thành hàng, nếu chọn sai người thì rất có thể những cố gắng sẽ biến thành con số không. Trúc Vũ Bình nói những lời này cho Vương Tử Quân, cũng không phải muốn tố cáo Hạ Nham Châu, chính là nhắc nhở Hạ Nham Châu đã dựa sang Đồng Quốc Khánh. Vương Tử Quân cười cười nói, Bí Thư Trúc, con người dù dựa về phía bên nào cũng sẽ quay lưng về phía một nửa còn lại, vì vậy không cần nghĩ nhiều, cũng không có vấn đề gì. Trúc Phu Bình nhìn nụ cười căn bản không có chút biểu cảm của Vương Tử Quân mà kinh hoàng. Chủ tịch Vương nói như vậy là có ý gì? Nói bóng nói gió mình cũng không nên học theo cách chân dẫm hai thuyền của Hạ Nam Châu, hay là có ý gì khác? Khi Trúc Phu Bình miên man suy nghĩ thì điện thoại của Vương Tử Quân vang lên, hắn lấy ra nhìn thoáng qua, chỉ thấy đó là tin nhắn với dòng chữ cùng ăn cơm vương tử quân nhìn dòng chữ này mà gương mặt không chút biểu cảm lộ ra nụ cười hắn thuận tay xóa bỏ tin nhắn kia sau đó cười nói với trúc phu bình bí thư trúc nghi thức ký kết hôm nay chuẩn bị thế nào rồi có thư ký trưởng thái áp trận vì vậy sẽ không có vấn đề gì trúc phu bình có hơi sững sờ sau đó nhanh chóng mở miệng vương tử quân cười cười nói tiếp nửa năm qua thành phố đông bộ chúng ta thật sự kêu gọi đầu tư khá mạnh quan trọng là chúng ta đã tạo ra hoàn cảnh phát triển kinh tế cực kỳ tốt đẹp. Trên phương diện ưu hóa tác phong của cán bộ, Bí Thư Trúc cần phải bỏ ra nhiều tâm tư hơn, như vậy tác phong cán bộ mới tiến triển được. Vương Tử Quân giống như không phát hiện cảm giác không yên lòng của Trúc Phu Bình, hắn vẫn tiếp tục nói chuyện rất vui vẻ. Lúc này Trúc Phu Bình cũng căn bản không tiếp tục ở lại trên chủ đề này, hắn rất muốn hỏi Vương Tử Quân xem có thật là Bí Thư Nhiếp sẽ bị điều đi không. Nhưng cuối cùng hắn cũng không mở miệng, chỉ tán gẫu vài câu với vương tử quân mà thôi. 20 phút sau xe đến khu văn phòng thị ủy thành phố Đông Bộ, dựa theo sắp xếp thì Tề Chính Hồng trước tiên phải mở hội nghị gặp mặt ban ngành thành phố. Tề Chính Hồng cũng không phản đối, hắn phối hợp đi cùng mọi người đến phòng họp. Cũng không biết Tề Chính Hồng và Đồng Quốc Khánh nói những gì khi ngồi cùng xe với nhau, nhưng lúc này tâm tình của Đồng Quốc Khánh có hơi kích động. Hắn mời chủ tịch Tề Chính Hồng ngồi xuống ghế của mình, sau đó cười nói với mọi người hôm nay thành phố Đông Bộ có thể nói là song hỷ lâm môn, đầu tiên là Chủ tịch Tề đến thành phố Đông Bộ chỉ đạo công tác, tôi tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Tề, công tác của thành phố Đông Bộ chúng ta nhất định sẽ có thể phát triển lên giai đoạn mới ở cơ sở hiện hữu. Thứ hai chính là thành phố Đông Bộ chúng ta sẽ tiến hành ký kết hạng mục khai thác khoáng với tập đoàn Thần Hà và tập đoàn Thiên Giang, có hai hạng mục này sẽ đẩy mạnh tăng trưởng của thành phố, càng làm cho kinh tế phát triển mạnh mẽ. Tiến lên nước thang mới. Lúc này mời chủ tịch Tề đứng lên phát biểu vài lời. Đồng quốc Khánh dẫn đầu mọi người vỗ tay chào mừng, thế là trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Tề Chính Hồng dùng ánh mắt nhàn nhạt quét qua bốn phía, ánh mắt hắn rơi lên người Vương Tử Quân, vẻ mặt có hơi ngưng tụ. Hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó mới cười nói. "Các đồng chí, hôm nay tôi đến thành phố Đông Bộ, tôi thật sự rất vui." Sau khi thành phố Đông Bộ xảy ra sự kiện của Nhâm Sương Bình và Lý Khang Lộ, thành phố Đông Bộ có thể nhanh chóng thu nạp nhân tâm tan dã, nắm chặt phát triển kinh tế, bày ra trạng thái phát triển cực kỳ phù hợp, điều này làm tôi rất vui. Các đồng chí, trước khi đến thì tôi đã làm công tác thống kê kinh tế toàn tỉnh trong quý 3, tốc độ phát triển của thành phố Đông Bộ chúng ta đã vượt mức của tỉnh, cũng vượt qua cả định mức cao nhất năm ngoái. Lúc này tôi đại biểu cho khối chính quyền tỉnh, thật sự khen ngợi các vị đồng chí mọi người đã khổ cực công tác. Thực tế đáng nhắc đến là Bí Thư Đồng, anh ấy đến công tác ở thành phố Đông Bộ chưa được một năm nhưng có thể nhanh chóng ổn định thế cục, làm cho thành phố Đông Bộ phát triển vững vàng dưới thế cục phức tạp, thật sự là thành tích rất lớn. Tề Chính Hồng nói đều là những lời khen ngợi, thế nhưng đám người trong phòng họp đều hiểu rõ những lời đường hoàng kia chủ yếu hướng về phía Đồng Quốc Khánh. Nhìn vào phương diện nào đó thì những lời kia là một loại thái độ, chính là Tề Chính Hồng cực kỳ xem trọng Đồng Quốc Khánh. Nếu như nhiếp hạ quân không đi, Tề Chính Hồng sẽ chỉ là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, hắn tỏ thái độ dù có mạnh mẽ thì cũng không tạo nên tiếng vang quá lớn, dù sao hắn cũng chỉ là một thường ủy tỉnh ủy, căn bản không tỏ ra tác dụng quá lớn. Nhưng bây giờ là xưa không bằng nay, hắn là người sắp kế nhiệm vị trí chủ tịch tỉnh, đối với nhiều người thì chức vụ kia không khác gì một quả bom tấn. Tề Chính Hồng nói nhưng ánh mắt luôn quan sát vẻ mặt mọi người, hắn nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy xét của đám cán bộ thành phố Đông Bộ, trong lòng không khỏi bùng lên cảm giác đắc ý. Tề Chính Hồng là một người từng trải, đã trải qua nhiều chuyện, hắn càng hiểu rõ ràng biến hóa của lòng người. Dựa vào vài câu nói đã làm cho nhân tâm biến đổi khôn lường, điều này làm cho Tề Chính Hồng thật sự sinh ra cảm giác thành tựu. Tề Chính Hồng hiểu rõ ràng, nếu là trước kia, hắn sẽ căn bản không có lực ảnh hưởng lớn như vậy, bây giờ sở dĩ có tình huống thế này, chủ yếu là vì thân phận của mình sắp biến đổi. Sau khi quan sát mọi người, Ánh mắt Tề Chính Hồng lại nhìn về phía Đồng Quốc Khánh và Vương Tử Quân, vẻ mặt Đồng Quốc Khánh rất bình tĩnh, cơ thể thẳng tắp nhưng mặt mày không che giấu được niềm vui sướng, điều này nói rõ hiện tại Đồng Quốc Khánh rất vui vẻ đắc ý. Nếu so sánh với Đồng Quốc Khánh thì Vương Tử Quân ngồi ở phía bên cạnh lại có biểu hiện làm cho Tề Chính Hồng thật sự ngứa răng. Trong suy nghĩ của Tề Chính Hồng, bây giờ biểu hiện tốt nhất của Vương Tử Quân phải là ủ rũ trầm mặc không nói, hoặc là tâm sự nặng nề. Tất nhiên hắn thật sự rất hy vọng sẽ được thấy biểu hiện của vương tử quân biến đổi theo chiều hướng xấu. Nhưng trường hợp hôm nay, biểu hiện của một vương tử quân gần đây luôn ngang ngược đã vượt ra khỏi dự đoán của Tề Chính Hồng. Đối phương vẫn ngồi đó cười tủm tỉm, bộ dạng ung dung bình tĩnh, giống như đang nghe giảng trong phòng học. Chính mình ném tất cả công lao lên người đồng quốc khánh, đối phương không những không tức giận, lại giống như căn bản chẳng nghe thấy gì. Hay là hắn đang ngồi đó và cảm thấy mình chẳng qua chỉ là nói nhảm? Đối với tỉnh Sơn Nam thì nói nhảm còn được đám cán bộ đặt cho một cái biệt hiệu, đó là nói thúi lắm. Không biết có phải bị chúng ta hay không mà tề chính hồng chợt có ý nghĩ như vậy, điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác cực kỳ phẫn nộ. Vương tử quân, tôi cũng không tin không trị được cậu. Sau khi Đồng Quốc Khánh nói hai câu khiêm tốn, tề chính hồng cười nói. Bí thư Quốc Khánh, có một số việc nên khiêm tốn thì khiêm tốn, nhưng có một số việc thì phải đứng lên tiếp nhận không nhường ai, dù thế nào cũng phải có dũng khí của mình bây giờ thành phố đông bộ đang ở trong tình thế tốt kinh tế phát triển đúng theo đường dây cao tốc đủ để chứng tỏ thành tích mạnh mẽ của anh anh có gan làm tốt công tác như vậy cũng phải có gan biểu hiện như thế mới thật sự tốt tề chính hồng nói đến đây thì nhìn thoáng qua vương tử quân rồi cười nói chủ tịch vương anh nói xem tôi nói có đúng không khinh người quá đáng tề chính hồng đẩy hết công lao của vương tử quân lên người đồng quốc khánh lại còn bắt Vương Tử Quân phải đứng lên ca tụng, đây không phải là cho người ta một đá, sau đó đạp lên mặt người ta sao? Sau khi Tề Chính Hồng nói ra những lời như vậy thì tất cả ánh mắt đám người trong phòng họp đều nhìn về phía Vương Tử Quân. Ánh mắt đám người không đồng nhất với nhau, bọn họ có chút hả hê, có kẻ muốn xem náo nhiệt, nhưng phần lớn là tỏ ra lo lắng cho Vương Tử Quân. Dù Vương Tử Quân có biểu hiện cực kỳ trầm ổn, thế nhưng tuổi tác lại không thể không phải là thứ để người ta nhìn vào dù sao đây cũng là một vị chủ tịch vừa tròn 30, nếu hắn xúc động trong trường hợp này, nếu máu nóng sôi trào, chỉ sợ đối phương sẽ ném ra vài câu liên quan đến ý thức giác ngộ để phản kích, chỉ sợ sự việc sẽ náo loạn theo chiều hướng xấu. Dù tề chính hồng có không đúng thì cũng là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, nếu vương tử quân đỏ mặt tía tai với lãnh đạo thì rõ ràng không có gì là tốt. Không ngờ vương tử quân căn bản cực kỳ bình tĩnh với nụ cười của tề chính hồng, hắn khẽ gật đầu, sau đó dùng giọng phụ họa nói. Chủ tịch Tề nói đúng, sau khi Bí Thư Đồng đi vào thành phố Đông Bộ, đã thật sự cố gắng rất nhiều vì sự phát triển của thành phố. Chưa nói những thứ gì khác, nói về phương diện ăn cơm, Bí Thư Đồng cũng ăn không được nhiều, đôi khi không ăn cơm đã phải đi công tác, dùng những chữ tận tâm tận lực để miêu tả cũng không có gì là quá mức. Lúc bắt đầu thì Đồng Quốc Khánh còn có chút lo lắng, nếu Vương Tử Quân vỗ bàn náo loạn với Tề Chính Hồng, như vậy chỉ sợ sẽ khó thể xong việc. Dù thế nào thì hắn cũng là bí thư thị ủy, hôm nay là thời điểm long trọng, nếu Tề chính hồng không vui thì cũng không có gì hay. Nhưng bây giờ nghe vương tử quân thổi phồng một bí thư thị ủy như mình, chính đồng quốc khánh cảm thấy không bằng tình huống vương tử quân vỗ bàn gây loạn, vì những lời của vương tử quân thật sự giống như điếu văn cho mình. Tề chính hồng cũng thật sự ảo não, hắn nhìn bộ dạng hùng hồn ung dung của vương tử quân khi yêu cầu bí thư đồng nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, trong lòng thầm nghĩ người nay sao đáng hận như vậy. Nhìn cặp môi của hắn, Sao có thể nói ra những lời buồn nôn như vậy được? Tuy ăn cơm cũng không phải là chuyện gì lớn, thế nhưng đừng quá xem thường, đây chính là tác phong của Bí thư Đồng. Bí thư Đồng là người đứng đầu, thành phố Đông Bộ chúng ta phát triển thì tuyệt đối không nên để con dê đầu đàn ngã xuống. Vì chuyện này mà tôi từng nói qua với anh Đồng, nhưng anh Đồng ngoài miệng thì đồng ý, thế nhưng khi công tác vẫn mất ăn mất ngủ, liều mạng như sói. Đồng Quốc Khánh thật sự cảm thấy rất phiền hắn thật sự sinh ra cảm giác cầu xin tha thứ, hắn rất muốn mở miệng nói, vương đại gia, ngài tha cho tôi, tôi không phải người quá tiên tiến như vậy, anh cũng đừng khoa trương thái quá. Nhưng Đồng Quốc Khánh căn bản không thể nổi giận, vừa rồi tề chính hồng lên tiếng, tuy ai cũng hiểu đó là những lời dâu ông nội cắm cầm bà kia, thế nhưng dù sao đó cũng là lời của tề chính hồng. Bây giờ vương tử quân lên tiếng, bọn họ cũng phải nghe, cũng không thể phản bác nếu phản bác chẳng phải không đồng ý với tư tưởng của đồng quốc khánh căn bản không toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân tề chính hồng nhìn vương tử quân nói như múa thao thao bất tuyệt trong lòng rất bức bối nhưng hắn phải để cho người ta lên tiếng dù sao đó cũng là lãnh đạo đứng hàng thứ hai ở đông bộ lời nói lại khắc sâu khen ngợi hắn làm lãnh đạo thượng cấp phải vỗ tay vì ban ngành đoàn kết như vậy hắn cũng không thể nói chủ tịch vương những lời này của anh không nên nói ra như vậy thật sự không hay, quá thái quá. Bí thư Đồng vì sự phát triển của thành phố Đông Bộ có thể nói là hết lòng lo lắng, mất ăn mất ngủ. Có một lần tôi đến phòng làm việc của Bí thư Đồng, thấy Bí thư ngồi trên mặt ghế, trong tay cầm một ly trà, đang ngủ. Đồng Quốc Khánh nghe Vương Tử Quân kể về sự tích của mình mà thật sự chịu hết nổi, cảm thấy rất khó chịu, những sự việc có hơi quá lố. Khi trong đầu hắn lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn chợt thấy bành quang binh ở phía đối diện đang phun nước trà ra khỏi miệng bí thư bành ngài làm sao vậy vương tử quân đang khích lệ bí thư đồng chợt dùng giọng quan tâm hỏi bành quang binh bành quang binh thật sự là không nhịn được hắn ho vài tiếng thật mạnh cuối cùng mới khắc chế nụ cười của mình hắn biết mình đang đối diện với ánh mắt mọi người thế cho nên vương tử quân vừa hỏi thì hắn giả vờ điềm nhiên như không nói chủ tịch vương không có gì là tôi vừa rồi tôi có chút kích động Tuy cả đám người đều đang rất buồn cười nhưng dù là ai cũng phải cố gắng áp chế chính mình, nhưng biểu hiện buồn cười lại làm cho hội nghị hôm nay như một trò khôi hài. Hội nghị đến lúc này thật sự đã đạt đến hiệu quả làm cho người ta không khỏi ôm bụng cười. Người mất mặt nhất là Đồng Quốc Khánh, hắn là người được Tề Chính Hồng khen ngợi, hội nghị nhanh chóng biến thành lễ truy điệu, sự việc này truyền ra ngoài chẳng phải là trò cười sao? Chủ tịch Vương, cũng đừng nói đến chuyện của tôi nữa, tôi chỉ làm những gì cần thiết mà thôi. Lúc này chủ tịch Tề đến thành phố Đông Bộ, điều này không dễ dàng chút nào, chúng ta chủ yếu nói về trọng điểm thì hay hơn. Đồng Quốc Khánh tiếp tục ngồi thẳng người, hắn thầm mắng Vương Tử Quân là kẻ nham hiểm, nếu như tiếp tục để cho đối phương hát lời khen ngợi theo kiểu như vậy, chỉ sợ mình sẽ biến thành đóa hoa được mọi người nhớ mãi không thôi. Vương Tử Quân cười nói về phía Đồng Quốc Khánh. Bí thư Đồng, tôi không dám gật bừa với những lời của anh. Chủ tịch Tề đến thành phố Đông Bộ, không phải quan tâm đến thực tế phát triển của trưởng phòng Đông bộ, quan tâm đến tình huống thực tế của đám cán bộ cấp dưới chúng ta sao? Nếu như không nói rõ với chủ tịch Tề, chỉ nói sơ qua về trọng điểm, chẳng lẽ không phải là gà gáy nửa đêm sao? Lúc này Đồng Quốc Khánh thật sự dở khóc dở cười, Vương Tử Quân là người căn bản không ra bài theo kiểu thông thường, sức tưởng tượng của người này quá phong phú. Anh nói xem một người đường đường là phó chủ tịch thường vụ tỉnh Như Tề Chính Hồng sao lại để Vương Tử Quân liên hệ với gã gáy nửa đêm? Chương 575, cầu sẽ sập, người sẽ xong. Đồng Quốc Khánh nhìn gương mặt với nụ cười nhàn nhạt, nhạt của Vương Tử Quân, hắn nghĩ đến hình tượng hòa nhã thường ngày của Vương Tử Quân, thế là hắn chợt cho ra một kết luận, không nên động vào những người như thế này, ngàn vạn lần đừng ép đối phương quá đáng, nếu không người ta chỉ cần mở miệng cũng đủ làm cho anh tức chết. Hơn nữa dù anh có giận sôi người thì cũng chỉ có thể ngồi yên chậm rãi nhai nuốt lời nói của đối phương, căn bản không làm gì được. Chủ tịch Vương, mong anh chú ý cách nói chuyện, sao có thể liên hệ chủ tịch Tề với thứ kia được. Có một vị phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách khối chính quyền tỉnh đi theo chủ tịch Tề đến thành phố Đông Bộ, hắn vô tình nhìn qua thấy vẻ mặt hơi tái của Tề Chính Hồng, thế là thấy cơ hội đã đến, vội vàng lên tiếng chất vấn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân có chút ấn tượng với vị chủ nhiệm trương này, người này khi tiến lên tiếp nhận vị trí phó chủ nhiệm thì đầu tóc bóng mượt, quần áo bóng lộn. Điều này cũng không có gì là kỳ quái, chủ nhiệm trương công tác mệt mỏi, sau vài năm viết bản thảo trong phòng nghiên cứu chính sách thì tóc dụng đi hơn phân nửa, bây giờ cả ngày đội tóc giả, thật sự giống như biến thành người khác. Vương Tử Quân khẽ cười cười với phó chủ nhiệm trương, hắn nói. Chủ nhiệm trương, lời này của anh sao lại nói như vậy? Tôi nói chủ tịch tề là gà gáy nửa đêm sao? Chủ tịch Tề không những quan tâm đến sự phát triển của thành phố đông bộ chúng tôi, càng quan tâm đến cuộc sống của cán bộ, những vị lãnh đạo như thế này phải biết đi đâu tìm ra bây giờ. Đúng rồi, tôi nói những thứ này mà quên mất chuyện quan trọng nhất, Chủ tịch Tề, dù thế nào thì ngài cũng phải quan tâm đến bí thư đồng, anh ấy công tác mệt mỏi và bỏ sức quá lớn, nếu cứ như vậy thì sức nào chịu được. Vương Tử Quân nói làm cho thế giới nội tâm của Tề Chính Hồng trao đảo, người nói vô tình nhưng người nghe cố ý. Những ngày qua tề chính hồng thật sự phát sầu vì chuyện bản năng đàn ông của mình, bây giờ vương tử quân chĩa vào đó càng làm cho hắn phát sầu. Tề chính hồng trầm mặt nhìn vương tử quân, hắn vốn muốn ức hiếp tiểu tử này, không ngờ lại biến hay thành dở, rõ ràng biến đồng quốc khánh thành một trò khôi hài. Nếu bây giờ cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ hành trình của một vị phó chủ tịch thường vụ tỉnh như hắn xuống thành phố đông bộ sẽ coi như thất bại hoàn toàn. Chủ tịch vương, sự việc liên quan đến bí thư đồng, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy sau. Tề chính hồng thật sự không muốn tiếp tục dây dưa, hắn nhìn đồng hồ rồi nói với Đồng Quốc Khánh. Bí thư đồng, đã đến giờ rồi, chúng ta đến hiện trường ký kết thôi. Đồng Quốc Khánh có thể cảm nhận được sự bức bối của Chủ tịch Tề chính hồng, nhưng hắn nghĩ theo chiều hướng khác, thế cho nên trong lòng có chút vui mừng. Vương tử quân vốn đã đắc tội với Chủ tịch Tề, hôm nay lại tiếp tục gặp tai nạn, quan hệ hai bên không phải càng thêm cứng nhắc sao nếu bí thư nhiếp bị điều đi sau đó chủ tịch tề tiến lên làm chủ tịch tỉnh như vậy sớm muộn gì tề chính hồng cũng sẽ tính sổ với vương tử quân như vậy còn gì tươi đẹp và vui vẻ hơn tuy còn một thời gian ngắn nửa mới đến thời điểm ký kết hợp đồng thế nhưng đồng quốc khánh nghe thấy tề chính hồng nói như vậy thì lập tức thở ra một hơi như chút gánh nặng chủ tịch tề mời ngài đi bên này dưới sự dẫn dắt của đồng quốc khánh đoàn người đi ra khỏi phòng họp đi về phía hiện trường ký kết đã được sắp xếp tốt đẹp Vương tử quân đi cách không xa tề chính hồng, phía sau hắn chính là phó bí thư La Kiến Cường. Chủ tịch tử quân, vừa rồi không có chút hơi quá đấy chứ. La Kiến Cường khẽ kéo tay áo của vương tử quân rồi nói. Vương tử quân hiểu ý của La Kiến Cường, hắn cảm tạ sự quan tâm của bí thư La, sau đó khẽ nói. Bí thư La, anh nói xem, sói có thể yêu cừu sao? Cũng chỉ là hát một bài đúng nhịp, chỉ sợ cũng không phải sự thật là như thế. La Kiến Cường lắc đầu rồi trực tiếp cho ra đáp án. Anh đạp con người ta một cái, lại mong chờ người ta tươi cười với mình sao? Không phải là phí sức lực à? Vương tử quân cố ý đi rớt ra phía sau rồi khẽ nói. La Kiến Cường lúc này xem như hiểu rõ vấn đề, khi hắn đang định nói thêm vài lời thì Vương tử quân đã khẽ nói. Bí thư la, anh nói xem, đánh vào mặt người ta một lần rồi, bây giờ đánh thêm vài lần nữa có khác gì nhau? thật sự không khác gì, là kiến cường nhìn vương tử quân, hắn chợt cảm thấy mình đang lo lắng xuông cho chủ tịch vương ở phương diện này. Vương tử quân và tề chính hồng vốn có quan hệ không tốt, dù vương tử quân cúp đuôi làm người thì tề chính hồng cũng sẽ không tốt hơn được, cũng sẽ không chịu bỏ qua. Bây giờ tề chính hồng còn chưa kịp nhảy lên đầu vương tử quân, như vậy không bằng nhảy lên cho đối phương vài đạp, cho đối phương bầm dập một trận. Vò sứt lại mẻ. Trong đầu La Kiến Cường xuất hiện câu nói như vậy, Hắn thầm cho ra một định luận với Vương Tử Quân. Hắn thấy Vương Tử Quân vốn đã không có tư tưởng nối liền quan hệ với Tề Chính Hồng, thế cho nên tính toán như vậy chẳng có gì là sai. Biết đâu sau khi Tề Chính Hồng làm chủ tịch tỉnh, khi đó chủ tịch Vương Tử Quân sẽ bị điều đến một đơn vị rảnh rỗi không quyền, khi đó chỉ sợ ngôi sao sáng trên chính trường tỉnh Sơn Nam sẽ coi như sao băng rơi xuống đất. Lưu Duy Chính thầm nghĩ như vậy, hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Bây giờ hắn căn bản không thấy có biện pháp nào để phá vỡ thế cục mà vương tử quân đang phải đối mặt. Hắn thấy bây giờ vương tử quân hoặc là rời khỏi tỉnh Sơn Nam, hoặc là kéo chủ tịch tề xuống. Hai con đường này, con đường thứ nhất còn có chút hy vọng, mà điều thứ hai thì hầu như là khó tưởng, trên cơ bản là không có khả năng. Không phải là vương tử quân chuẩn bị rời khỏi tỉnh Sơn Nam, thế cho nên bây giờ mới cho ra những hành vi không kiêng nể như vậy sao? Trong đại sảnh chức năng của khách sạn Đông Bộ, Bây giờ chỗ này răng đèn kết hoa, biểu ngữ đỏ trói răng đầy, đầy những dòng chữ chúc mừng thành công. Một dàn nhạc do tập đoàn Thần Hà bỏ tiền mời đến đang cho ra những khúc nhạc vui vẻ khiến tạo bầu không khí tốt đẹp. Chủ tịch Tề, đây là trình gia hòa tiên sinh của tập đoàn Thần Hà, vị này chính là giám đốc biển của tập đoàn Thiên Giang. Đồng Quốc Khánh nhìn thấy hai người trình gia hòa từ trong khách sạn đông bộ đi ra tiếp đón, thế là vội vàng mở miệng giới thiệu với Tề Chính Hồng. Lúc này tề chính Hùng thật sự đang rất tức giận còn chưa tiêu tán hết, thế nhưng đối mặt với nhà đầu tư thì vẫn chú ý lực ảnh hưởng. Vì thế khi thấy hai người Trình Gia Hòa đi đến, hắn nở nụ cười vui vẻ bắt tay với hai người bọn họ, cũng tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh hai người bọn họ đến đầu tư ở thành phố Đông Bộ. Trình Gia Hòa và Giám đốc Điền Tuy là thương nhân đến từ bên ngoài thế nhưng cũng hiểu đạo lý trong nhà có người làm quan thì mọi sự đều thông. Thế cho nên hai người bày ra biểu hiện cực kỳ cảm động khi thấy chủ tịch Tề tự mình đến tham gia buổi lễ ký kết giữa hai tập đoàn và chính quyền thành phố Đông Bộ. Bọn họ thành khẩn mong sau này chủ tịch Tề quan tâm nhiều hơn đến hai xí nghiệp, cho ra nhiều chính sách ưu đãi hơn, v v. Giám đốc Trình, giám đốc Điền, sau này các anh cứ can đảm sản xuất và phát triển ở thành phố Đông Bộ, chỉ cần trong phạm vi chính sách cho phép, có gì cần cứ tìm đến bí thư Đồng, thị ủy sẽ là hậu thuẫn kiên cường cho các anh. Tề Chính Hồng vừa đi lại trong đại sảnh vừa dùng giọng bình dị gần gũi nói với hai người Trình Gia Hòa. Tề Chính Hồng nói về Bí thư Đồng, điều này làm cho gương mặt tươi cười của Trình Gia Hòa chợt có chút khác thường. Hắn là một trong những người có khả năng tiến lên tiếp nhận vị trí lãnh đạo tập đoàn Thần Hà, hắn là người có chút đầu óc chính trị, thế là không khỏi quay đầu nhìn. Hắn thấy Chủ tịch Vương lúc này đi thụt lùi ra phía sau một chút, điều này thật sự có chút không bình thường thật sự rất không giống với một vài hiện tượng trong quan trường nội địa. Xem ra trong sự kiện này còn có chút chuyện mà chính mình không biết, tuy không biết nhưng trình gia hòa tiên sinh vẫn có chuẩn tắc cho mình, đó chính là là mình còn kinh doanh phát triển ở thành phố Đông Bộ, dù thế nào cũng không nên đắc tội chủ tịch vương. Tuy vị chủ tịch tề này có chức vụ cao hơn chủ tịch vương, thế nhưng quan lớn không bằng quan đang cai quản, tập đoàn thần hà vốn là xí nghiệp được tỉnh giới thiệu, đáng lý ra phải nhận được chính sách ưu đãi nhận được đãi ngộ tốt nhất. Thế nhưng chỉ vì đắc tội với Vương Tử Quân, không những không có địa vị gì tốt, thậm chí còn phải đầu tư thêm cả trăm triệu. Một người như Vương Tử Quân thì căn bản không nên trêu vào. Cảm ơn chủ tịch Tề quan tâm, những ngày qua tập đoàn Thần Hà chúng tôi ở thành phố Đông Bộ được bí thư Đồng và chủ tịch Vương Nhiệt tình khoản đãi, hai vị lãnh đạo đã cho ra ưu đãi rất lớn cho chúng tôi ở phương diện khai phá đầu tư. Trình Gia Hòa nhắc đến Vương Tử Quân thì cố ý cười cười với chủ tịch Vương đang đi ở phía sau, dùng biểu hiện của mình để bày tỏ mối quan hệ tốt đẹp hữu nghị giữa hai bên. Vương Tử Quân nghe được ý tứ của Trình Gia Hòa, thế nhưng hắn cũng chỉ cười cười, cũng không đặt nặng vấn đề này. Tề Chính Hồng lại hừ hừ hai tiếng từ chối cho ý kiến, như vậy xem như sự việc này đã qua. Khi tất cả nhân viên an vị, xem như nghi thức ký kết lần này chính thức bắt đầu. Trong nghi thức ký kết Tề Chính Hồng đại biểu cho chính quyền tỉnh tỏ vẻ nhiệt liệt chúc mừng, đồng thời cho ra những lời khẳng định với công tác của thành phố Đông Bộ. Vì có đài truyền hình phát hình trực tiếp nên chủ tịch Tề nói chuyện rất chính thống, căn bản không có chút vấn đề nào. Sau khi nghe chỉ thị của phó chủ tịch thường vụ Tề Chính Hồng, nụ cười trên mặt Vương Tử Quân càng thêm sáng lạn. Tôi hy vọng toàn thể cán bộ thành phố Đông Bộ cần phấn chấn tinh thần, tăng áp lực và hăm hở tiến lên, phải có dũng khí đấu tranh, có gan và có quyết tâm. Tôi tin tưởng thành phố Đông Bộ sẽ phát triển mạnh mẽ trong tỉnh Sơn Nam. Tề Chính Hồng phát biểu mất 5-6 phút, biểu hiện cực kỳ tự nhiên, đúng mực. Khi hắn kết thúc bài phát biểu thì nghi thức ký kết hợp đồng đã chính thức được bắt đầu. Thật ra hợp đồng này đã sớm được thương nghị tốt, lần này chỉ là một nghi thức ký kết hình thức mà thôi. Khi Vương Tử Quân ký tên của mình lên hợp đồng thì nghi thức ký kết lần này xem như hạ màn. Dựa theo sắp xếp của thành phố Đông Bộ, ngay sau đó chính là tọa đàm cùng xí nghiệp tất nhiên nhân vật chính của buổi tọa đàm là Tề Chính Hồng. Vương Tử Quân nghe thấy Chủ tịch Tề nói chuyện nhiệt tình với đại biểu xí nghiệp, hắn thật sự không có hứng thú. Khi trong lòng đang trầm ngâm thì điện thoại chợt rung lên, hắn lấy điện thoại nhìn thoáng qua, thì ra là một tin nhắn được gửi đến, bên trên chi có hai chữ lợi ít ý nhiều, thành công. Vương Tử Quân nhìn hai chữ này mà cảm thấy trong lòng bừng bừng cảm xúc, tuy hắn đã dự đoán được kết quả này thế nhưng bây giờ sự thật phơi bày trước mắt, trong lòng vẫn không nhịn được có chút run rẩy. Đã thành công, Vương Tử Quân cố gắng áp chế tâm tình kích động, hắn đi ra rồi đi vào nhà vệ sinh. Hắn hút điếu thuốc trong nhà vệ sinh, bình tĩnh tâm tình của mình, sau đó mới chuẩn bị rời đi. Khi Vương Tử Quân kéo cửa phòng thì có người đẩy cửa, hắn ngẩng đầu lên nhìn, ngay sau đó chợt ngẩn ngơ. Vương Tử Quân chợt sững sờ, người đối diện cũng sững sờ, rõ ràng hai bên không kịp phản ứng đối phương giống như cũng không ngờ lại gặp mặt vương tử quân ở chỗ này. Hai người sướng sờ trong nháy mắt, sau đó đều nở nụ cười có chút mất tự nhiên. Vương tử quân khẽ gật đầu với tề chính hồng, sau đó xoay người muốn đi. Vương tử quân, cậu biểu diễn rất tốt. Một giọng nói nhàn nhạt, nhạt phát ra từ trong miệng tề chính hồng, hắn khẽ đóng cửa nhà vệ sinh rồi nói. Chủ tịch tử quân, cậu biết khi nào thì châu chấu nhảy mạnh nhất không? Vương tử quân nghe rõ lời khiêu khích của tề chính hồng, hắn biết rõ câu hỏi xấu xa của đối phương có nghĩa là gì, hắn lại cố ý giả vờ không biết và lắc đầu nói. Ôi chủ tịch tề, có câu nói thế này, vật họp theo loài, người phân biệt theo bầy, còn tập tính của châu chấu, tôi căn bản chưa từng nghiên cứu. Những con châu chấu bị bắt về sẽ nhảy lên điên cuồng, vì chúng biết thời gian dành cho mình cũng không còn nhiều. Tề chính hồng đưa mắt nhìn vương tử quân rồi dùng giọng gây sự nói. Tề Chính Hồng nói ra những lời như vậy và cảm thấy tâm lý thư thái hơn nhiều, cảm giác mắc nghẹn ở phương diện sinh lý càng được giải phóng, hắn đi được vài bước thì mở thắt lưng ra. Thật ra Tề Chính Hồng cũng cảm thấy mình tính toán chi ly với Vương Tử Quân như vậy là không hay, không có trình độ. Trước mắt hắn đang ở vào giai đoạn quan trọng, rất nhiều chuyện căn bản không thể nào tùy ý được. Lúc này hắn nên an phận, anh tốt tôi tốt, khi nào ngồi vững vàng trên vị trí chủ tịch tỉnh thì tính nợ mới thù cũng một lượt, hãnh diện một phen, như vậy mới thật sự là kế hoạch tốt nhất. Tuy tề chính hồng nghĩ như vậy nhưng thật sự không làm được, không phải hắn là loại người không nhịn được nhỏ sẽ loạn mưu lớn, thế nhưng sự việc hôm nay quá đáng giận. Hơn nữa bây giờ trong nhà vệ sinh chỉ có hai người bọn họ, Vương Tử Quân đã có định ý rõ ràng với mình, nếu nói vài câu thì có vấn đề gì chứ. Dù sao thì mâu thuẫn giữa hai người bọn họ cũng đã đến mức không thể nào điều hòa được nữa rồi. Lãnh đạo cũng là người, tuy tề chính hồng đã lên đến cấp bậc phó chủ tịch thường vụ thế nhưng hắn cũng là người ăn khói lửa nhân gian cũng bia lòng người dễ thay đổi bị lão lãnh đạo dương độ lục lạnh nhạt mà thật sự nơm nớp lo sợ khổ sở trong lòng nhưng chẳng qua hắn là người lý trí năng lực áp chế bản thân mạnh mẽ hơn so với người thường một chút vương tử quân nhìn gương mặt tươi cười của tề chính hồng thì cũng cười theo hơn nữa nụ cười càng thêm sáng lạn hắn chợt vung tay muốn bắt tay với tề chính hồng tề chính hồng nhìn bàn tay của vương tử quân vẻ mặt chợt có chút kinh ngạc, một ý nghĩ không tốt lóe lên trong đầu, sau đó tràn đầy cõi lòng tiểu tử này không phải nổi điên rồi chứ. Nếu như hắn chơi trò vò sứt lại mẻ, tạo ra tình huống bạo lực với mình trong nhà vệ sinh, mình có thắng được hắn hay không thật sự là khó nói. Nếu bây giờ hắn phát sinh sự kiện đánh nhau với vương tử quân, chỉ sợ ảnh hưởng mặt trái với mình sẽ càng thêm ác liệt. Trong đầu tề chính hồng chợt lóe lên hàng trăm ý nghĩ, khi những ý nghĩ này lóe lên thì hắn lại thầm cảm thấy hối hận thầm nghĩ mình làm sao vậy, sao lại thiếu kiên nhẫn như thế, nói vài lời sướng miệng nhưng lại ảnh hưởng đến tương lai chính trị của mình. Khi chủ tịch Tề làm xong công tác chuẩn bị chiến đấu thì Vương Tử Quân đã bắt được tay của hắn. Chủ tịch Tề, thật sự là gặp được tri âm, cho đến nay tôi đều cảm thấy mình cao siêu quá nên có ít người hiểu, khó tìm được người tri âm. Không ngờ mình lại phạm vào sai lầm giác ngộ, tri âm không phải đang ở ngay trước mắt sao? vương tử quân siết chặt tay của tề chính hồng bộ dạng giống như thật sự tìm được tri âm của đời mình cảm giác đầu tiên của tề chính hồng chính là người này điên rồi thứ hai chính là cảm giác cực kỳ khó chịu hắn vừa mới vào nhà vệ sinh chuẩn bị làm nhiệm vụ thì đã bị vương tử quân giữ chặt tay một tay còn lại phải giữ lấy dây thắt lưng thật sự chỉ muốn rút tay ra khỏi tay vương tử quân mà thôi vương tử quân lại căn bản không quá quan tâm thế nên hắn tỏ ra vui sướng nói chủ tịch tề vừa rồi là anh nói nhưng tôi cũng có lời muốn nói với anh chúng ta đến cùng nơi đi cùng chỗ cùng quan điểm ăn ý như vậy không phải tri âm thì là gì ôi thật sự là tâm hữu linh tê vương tử quân cười ha hả tề chính hồng đưa mắt nhìn gương mặt tươi cười của vương tử quân hắn có chút trần trừ sau đó cũng nở nụ cười trong lòng thầm thở dài một hơi ít nhất người này chỉ bắt tay căn bản không động tay động chân với mình sau khi thở ra một hơi thì, thì Tề Chính Hồng chợt sinh ra cảm giác quái lạ, Vương Tử Quân nói mình và hắn cùng quan điểm, chẳng lẽ mình có vấn đề gì rơi vào trong tay đối phương. "Chủ tịch Tề, chỗ này không phải nơi nói chuyện, tôi cũng không nhiều lời với ngài, tôi đi trước đây." Vương Tử Quân nói rồi đi ra ngoài cửa. Tề Chính Hồng nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại, hắn không khỏi thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ cuối cùng thì tên ôn thần kia cũng đi ra ngoài có lẽ lời nói vừa rồi của đối phương chỉ là hù dọa mình vương tử quân kia mới ở tỉnh sơn nam được vài ngày nào có thể tìm được cán dao của mình chủ tịch tề càng khẳng định phán đoán của mình thế là chậm rãi đi đến bồn vệ sinh nới lỏng dây lưng quần khi chủ tịch tề đang sảng khoái thì cửa nhà vệ sinh lại bị đẩy ra đối với tình huống này thì chủ tịch tề thật sự có chút bất đắc dĩ đây không phải là nhà vệ sinh trong nhà mình khó tránh khỏi tình huống gặp người khác lãnh đạo dù sao cũng là người cũng phải có những hoạt động như người thường. Nhưng khi hắn đang thoải mái tiếp tục hoạt động của mình, chợt cảm thấy có gì đó không đúng, vì hắn thấy người ta căn bản không có hoạt động gì cả, chỉ đứng đó nhìn mình. Ai vậy? Tuy không ngại cùng người ta dùng chung bồn cầu nhưng Tề Chính Hồng vẫn không thoải mái với hành vi nhìn chằm chằm của đối phương. Thế là hắn tức giận quay đầu, chợt thấy chủ tịch Vương đang nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn mình. Vương Tử Quân, anh làm gì vậy? Tề Chính Hồng vất vả lắm mới áp chế được cơn giận hắn nhìn qua vương tử quân rồi dùng giọng bất mãn nói. Vương tử quân dùng giọng bình tĩnh nói. Chủ tịch tề không có gì cả, đều là đàn ông cả, ngài đừng hiểu lầm, tôi không phải đồng tính luyến ái. Cậu, tề chính hồng chỉ nói được một chữ phẫn nộ, hắn cảm thấy lúc này mình thật sự khó nói nên lời. Thử nghĩ mà xem, tề chính hồng là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, lại bị thuộc hạ của mình trêu chọc bớn cợt như vậy, điều này làm hắn khó thể tiếp nhận lúc này ý nghĩ muốn đối phó với vương tử quân càng bùng lên điên cuồng trong lòng. Hắn vốn nghĩ rằng chờ khi mình ngồi lên vị trí chủ tịch tỉnh sẽ đối phó sau với tên này, bây giờ xem ra không được, mình vừa lên đài thì phải nhanh chóng cho đối phương ra rìa, phải bắt tên kia treo lên. Tôi đến tìm ngài, chủ yếu nhắc nhở ngài một câu thiện ý, đó là việc ăn xén nguyên liệu, chất lượng không ra gì, công trình bã đậu sớm muộn cũng sẽ bị lộ tẩy. Đến lúc đó sự việc phát sinh sẽ là cầu sập người chết. Tề Chính Hồng thấy trong quan trường việc có thể bỏ thì bỏ, khó nhịn có thể nhịn, khó đi có thể làm, làm được cũng tùy từng người, cũng phải xem vào bản lĩnh của mình. Dù Vương Tử Quân chọc vào chỗ đau của hắn, điều này làm hắn sinh ra cảm giác không yên và bất an, thế nhưng đầu óc tỉnh táo vẫn nhắc nhở hắn một điều, đó là lúc này dù tức giận điên cuồng cũng không thể phát tác. Tề Chính Hồng cố gắng áp chế tâm tình của mình, hắn cố gắng dùng giọng bình tĩnh nói. "Chủ tịch Tử Quân, Lời này của anh thật sự là không chịu trách nhiệm, cậu nói như vậy có khác gì một tên trộm đứng sau màn, một tiểu nhân ngầm hại người. Thấy tề chính hồng có chút hồn hển vương tử quân nở nụ cười không cho là đúng, hắn cũng khinh thường cãi cọ với đối phương, thế là xoay người bỏ đi. Tề chính hồng nhìn vương tử quân rời đi, hắn càng nghĩ càng giận. Khi hắn chuẩn bị đi về phòng họp tiếp tục đối thoại, chợt cảm thấy lúc này giống như mắc nghẹn, rất khó chịu. Con bà nó, Tề chính hồng chuẩn bị bỏ đi, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn lấy điện thoại ra xem, sau khi nhìn qua dãy số báo trên điện thoại thì hắn chợt sinh ra cảm giác xấu. Tề chính hồng nghĩ đến lời nói của vương tử quân lúc vừa rồi mà chợt dùng mình, hắn cảm thấy giống như có chuyện xấu gì đó sắp phát sinh. Hắn tưởng tượng như vậy, thế là hai tay run rẩy, dù thế nào cũng không nghe lời chính mình. Alo, tề chính hồng trầm ngâm dây lát, sau đó hắn nghe máy, Bên trong truyền đến một giọng điệu nặng nề. "Chủ tịch Tề, xảy ra chuyện lớn rồi." Tề Chính Hồng chợt cảm thấy sấm sét xuất hiện bổ xuống người mình, hắn không ngờ một lời của Vương Tử Quân trở thành sấm truyền, sự việc nhanh chóng bại lộ như vậy. Tề Chính Hồng áp chế cảm giác khủng hoảng trong lòng, hắn trầm giọng yêu cầu người đối diện cẩn thận báo cáo xem có chuyện gì xảy ra. Người ở đầu dây bên kia không ngờ Tề Chính Hồng có tố chất tâm lý tốt như vậy, thế là dùng vài câu nói rõ vấn đề năm chiếc xe tải trọng bình thường, hư rõ ràng là quá trùng hợp rồi. Tề Chính Hồng suy xét sự việc, hắn cảm thấy mình không biết nên làm sao cho tốt. Lão lãnh đạo ra mặt như Thái Sơn bắt đầu đã áp chế sự công kích của đối phương, thế nhưng một chuyện trọng đại như vậy có thể nói là giấy không gói được lừa. Tề Chính Hồng là người phụ trách công trình kia, dù hắn từ chối thế nào thì cũng khó thể tránh khỏi liên quan, sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Hơn nữa sự kiện xảy ra vào đúng thời điểm quan trọng chỉ sợ nó sẽ dẫn đến những hệ lụy khó ngờ. chương 576, một tiếng xét làm cho nhân gian tang thương. Tề chính hồng thở dài rất bi ai, thầm nghĩ mình vì tính toán quá nhiều mà để mất kinh châu, xem thường người khác. Chính mình muốn tiến lên nắm lấy giang sơn để thu thập đối phương, không ngờ đối phương lại ra tay sớm hơn. Còn có đường lui nữa sao? Tề chính hồng nghĩ đến thế cục bị động của mình vào lúc này, trong lòng chợt lạnh lẽo, đồng thời cũng ý thức được kết cục kế tiếp của mình. Nếu đã đến nước này thì đối phương sẽ tuyệt đối không nhân từ mềm lòng, sẽ không thu tay lại, điều mình cần làm bây giờ chính là gánh hết trách nhiệm lên người. Chủ tịch Tề Khi Tề Chính Hồng đi về phía trước cực kỳ cơ giới thì đảng Hằng đi đến đối diện. Đảng Hằng vừa đi lại giống như vừa tìm thứ gì đó, khi thấy Tề Chính Hồng thì nhanh chóng chạy đến đón chào. Tề Chính Hồng thấy đảng Hằng chạy đến thì thu hồi vẻ mặt lo lắng, Hắn nhìn về phía Đảng Hằng và dùng giọng thân thiết hỏi. "Tiểu Đảng, Bí thư Đồng đang sốt ruột chờ tôi sao?" "Không, Bí thư Đồng dặn dò tôi đến xem chủ tịch có gì cần phân phó hay không." Đảng Hằng có chút kinh ngạc, sau đó hắn vội vàng nói. Tề Chính Hồng khẽ gật đầu từ chối cho ý kiến, sau đó hắn bước về phía trước. Đảng Hằng nhìn chủ tịch Tề Chính Hồng đi về phía trước như sao băng, hắn chợt cảm thấy khó hiểu, chủ tịch Tề làm sao vậy? Đảng Hằng thật sự rất hoài nghi, hắn đi theo Tề Chính Hồng về phòng họp, sau đó ngồi xuống vị trí của mình. Tề Chính Hồng cũng ngồi xuống ghế, hắn đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh ung dung vốn có, trong lúc tạo đàm càng tỏ ra ôn hòa, có vẻ rất khôi hài và ẩn giấu. Bí thư đồng, thành phố đông bộ của các anh có tình thế phát triển khá tốt, bây giờ thành phố đang ở vào thời kỳ phát triển kinh tế quan trọng, tôi hy vọng các anh không nên quá dựa dẫm, cần phải không ngừng cố gắng, sáng tạo ra kỳ tích tốt nhất. Tề Chính Hồng ăn cơm chưa ở thành phố Đông Bộ, khoảng thời gian này dù hắn có nói gì thì Vương Tử Quân cũng không nói vào một lời giống như không dám chống lại lãnh đạo. Điều này không khỏi làm cho nhiều người kinh ngạc, nhưng hai người bọn họ rõ ràng là hiểu ngầm nhau, Vương Tử Quân cũng đang cố gắng nể mặt Tề Chính Hồng. Đã đến tình trạng này thì căn bản không còn tranh cái gì nữa, vì vậy dù là thế nào thì Vương Tử Quân vẫn cực kỳ lễ phép với Tề Chính Hồng, bộ dạng dù thế nào cũng sẽ phục tùng lãnh đạo. Chủ tịch Tề Chào mừng ngài đến thành phố Đông Bộ chỉ đạo công tác, điều này làm cho cán bộ thành phố chúng tôi càng thêm nhiệt tình, lại càng có thêm phương hướng chính xác. Khi Tề Chính Hồng lên xe thì Đồng Quốc Khánh theo sát bên cạnh, hắn bắt tay thật chặt với chủ tịch Tề, dùng giọng sinh động nói: Nếu như là dĩ vãng thì Tề Chính Hồng sẽ rất hưởng thụ tình hình này, nhưng bây giờ sức miễn dịch của hắn đã đạt đến đỉnh, hắn cũng không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai Đồng Quốc Khánh. Vương Tử Quân đứng sau lưng Đồng Quốc Khánh, hắn nhìn thấy hai người buông tay nhau ra, thế là cũng vươn tay nói. Chủ tịch Tề, thuận buồm xuôi gió. Tề chính hồng thấy vương tử quân duỗi tay ra, hắn trầm ngâm dây lát, sau đó khẽ bắt tay vương tử quân. Lúc này trong lòng hắn có trăm ngàn ý nghĩ, nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào. Chiếc xe chậm rãi khởi động chờ Tề chính hồng rời khỏi thành phố Đông Bộ, khi xe của chủ tịch Tề biến mất nơi cuối đường, Đồng Quốc Khánh lúc này mới hạ tay xuống hắn đưa mắt nhìn thoáng qua vương tử quân và đám thường ủy, sau đó dùng giọng thấm thiên nói. Chủ tịch vương, lần này chủ tịch tề đến đã cho ra chỉ thị với sự phát triển của thành phố đông bộ chúng ta, tôi cảm thấy nó cực kỳ có ý nghĩa. Sau này trên con đường phát triển thì chúng ta nhất định phải chứng thực chỉ thị của chủ tịch tề, cần phải làm sao cho tinh thần chỉ thị của lãnh đạo được quán triệt sâu sắc. Vương tử quân không nói gì nhưng trong mắt lại có chút kỳ dị. Đồng Quốc Khánh cũng không thấy biểu hiện trên mặt Vương Tử Quân, hắn nói tiếp. Tôi đề nghị khi quay về chúng ta tổ chức một cuộc thảo luận học tập chỉ thị của lãnh đạo, chăm chú truyền đạt tinh thần chỉ thị của lãnh đạo xuống bên dưới. Đồng thời, thư ký trưởng đảng, anh thông báo cho đài truyền hình và nhật báo thành phố, để cho bọn họ phái người đến đây đưa tin. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nghiêm trang của bí thư đồng mà có chút buồn cười, hắn nhịn không được mở lời khuyên. Bí thư đồng, Tôi thấy sự kiện này nên để nói sau vậy. Vương Tử Quân vì nhất thời mềm lòng nên mới nói ra như vậy, nhưng hôm nay Bí thư Đồng Tiếp đãi lãnh đạo xuống đồng bộ đã quá tức giận với Chủ tịch Vương, đặc biệt là lúc Vương Tử Quân tán dương hắn trong hội nghị ban ngành, càng làm hắn điên cả người. Hắn không nắm được cán dao của Vương Tử Quân, bây giờ thấy Vương Tử Quân mở miệng phản đối đợt học tập này, thế là hắn trầm mặt xuống nói. "Chủ tịch Vương, bây giờ Chủ tịch Tề vừa cho ra chỉ thị, chúng ta nên cố gắng học tập theo" cố gắng chứng thực chỉ thị của lãnh đạo. Thành phố đông bộ chúng ta không nên có nửa điểm buông lỏng, nếu chủ tịch vương có việc thì có thể không tham gia. Vương tử quân cười cười, hắn vừa định nói chuyện thì điện thoại của Đồng Quốc Khánh vang lên. Đồng Quốc Khánh mất kiên nhẫn lấy điện thoại ra xem, ngay sau đó vẻ mặt chợt trở nên ôn hòa, hắn nhìn lướt qua đám người vương tử quân, sau đó tươi cười nói với đầu dây bên kia. Alo, chào trưởng phòng hứa, tôi là Đồng Quốc Khánh. Trong tỉnh Sơn Nam, người được bí thư đồng quốc khánh cung kính gọi là trưởng phòng hứa chỉ có một đó là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy hứa tiền giang bây giờ trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy tự mình gọi điện thoại đến cho đồng quốc khánh rõ ràng là sự kiện nở mày nở mặt chủ tịch tề vừa rời đi chủ tịch tề rất thỏa mãn với công tác ở thành phố đông bộ chúng tôi đồng quốc khánh vừa trả lời câu hỏi của hứa tiền giang vừa tiếp tục báo cáo trưởng phòng hứa chúng tôi chuẩn bị tiến hành học tập chỉ thị tinh thần của chủ tịch tề chỉ khi hiểu rõ chỉ thị tinh thần của lãnh đạo như vậy mới có thể bảo chứng chúng tôi không phạm sai lầm trong quá trình phát triển sau này. Hứa tiền giang ở bên kia có chút trầm ngâm, sau đó mới nói vài lời. Vẻ mặt của Đồng Quốc Khánh cũng dần trở nên khó coi sau những lời của trưởng phòng hứa. Hai phút sau hứa tiền giang cúp điện thoại, thế nhưng Đồng Quốc Khánh vẫn giữ điện thoại bên tai, mãi nửa phút sau hắn mới thu hồi điện thoại. Chủ tịch Vương, tôi còn có chuyện, việc học tập xem như thôi đi đồng quốc khánh nhìn vương tử quân đứng bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng nói vương tử quân thật sự không muốn để cho đồng quốc khánh nói ra những lời này thế nhưng đó là đối phương tự tìm lấy không thể trách người khác được hắn quay đầu nhìn đồng quốc khánh rồi cười nói bí thư đồng anh cứ bận rộn đi tôi biết rồi đồng quốc khánh căn bản không chào hỏi những vị thường ủy khác hắn trực tiếp lên xe của mình và bỏ đi bây giờ hắn cần tìm một địa điểm để tiêu hóa những tin tức vừa rồi dù hắn không quá quan tâm đến nó, thế nhưng hắn biết rõ khi sự việc này phát sinh, thế cục ở tỉnh Sơn Nam sẽ chấn động. Trưởng phòng hứa rốt cuộc đã nói gì mà có thể làm cho bí thư Đồng Quốc Khánh đang bừng bừng khí thế tổ chức học tập chỉ thị của Chủ tịch Tề lại nói lời qua loa cho xong. Sau khi Đồng Quốc Khánh bỏ đi, không ít ánh mắt mê hoặc nhìn về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân, hắn cười ha hả nói. Hôm nay xem như mọi người khổ cực rồi, chúng ta giải tán. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị leo lên xe bỏ đi, chờ điện thoại của ai đó chợt đổ chuông. Khi tiếng chuông điện thoại vang lên thì hắn hiểu rõ một vấn đề, đó là sự việc này căn bản không thể che giấu được, đại đa số mọi người sẽ nhận được tin tức. Vương Tử Quân vung tay ra phía sau thật sự mệt mỏi, hắn dựa lưng lên ghế sa lông, trong đầu là những tin tức xoay tròn như đèn kéo quân. Sau đó tất cả biến thành hai người, một người đang chỉ trích hắn, một người đang giải thích thay cho hắn một câu cầu không đảm bảo chất lượng là cực kỳ nguy hiểm, nếu để nó sập xuống vào thời điểm mọi người không có chuẩn bị, không bằng để nó chấm dứt sứ mạng lịch sử của mình, tránh phát sinh những thương tổn nhân mạng. Thành phố nhiều chuyện phát sinh, nhưng dù thế nào thì bầu không khí cũng hòa thuận vui vẻ. Một giọng ca chậm rãi vang lên trong xe, đồng nhị dân thấy vương tử quân có chút mệt mỏi, thế nên mở nhạc cho không gian sống động một chút. Vương tử quân nghe giai điệu quen thuộc, Hắn chậm rãi bỏ đi những tranh chấp trong lòng mình, sự việc hôm nay đã đến mức độ như vậy, cũng không còn dư âm quay đầu nữa rồi. Tút tút tút. Khi Vương Tử Quân chìm đắm trong âm nhạc, đột nhiên điện thoại vang lên. Hắn lấy điện thoại ra xem, sau đó nhấn nút nghe. "Tử Quân, nghe nói tỉnh Sơn Nam phát sinh sự cố phải không?" Giọng điệu âm trầm của Thạch Kiên Quân từ bên kia truyền đến. Vương Tử Quân cười cười, hắn biết rõ sự việc này không thể gạt được Thạch Kiên Quân nhưng dù Thạch Kiên Quân có nói thế nào thì hắn cũng không bao giờ thừa nhận sự việc có liên quan đến mình. Hắn tươi cười rồi khẽ nói. Bí thư Thạch, tôi cũng có nghe nói, thật sự là gió bão khó thể ngờ. Ha ha ha, cậu nói vậy là không đúng rồi, tuy gió bão đáng sợ nhưng lại có tính tất yếu. Tâm tình của Thạch Kiên Quân thật sự không tệ, sau khi chứng thật sự việc thì cười ha hả nói lời vui đùa với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gật đầu nói vẫn là bí thư Thạch hiểu rõ vấn đề, tôi thật sự còn chưa đủ nhận thức với những chuyện thế này. Thật sự là sấm sét nổi lên không một tiếng động, Tử Quân, một lời không thể nào cảm tạ được hết, tôi khắc ghi tâm ý của cậu vào lòng. Thạch Kiên Quân chợt dùng giọng không đầu không đuôi nói. Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Thạch Kiên Quân, thế nhưng hắn sẽ không thừa nhận chuyện này. Tuy hắn đã định vị được vị trí của Thạch Kiên Quân vào thời điểm tương lai, thế nhưng hắn sẽ tuyệt đối không đem vận mệnh của mình ném cho một người chưa hoàn toàn hiểu rõ bí thư thạch không công không nhận lộc ngài cũng đừng cảm ơn tôi làm cho tôi chẳng hiểu đầu đuôi thế nào cả vương tử quân cười ha hả rồi khẽ nói với đầu dây bên kia thạch kiên quân trầm ngâm dây lát rồi cũng không tiếp tục dây dưa ở đề tài này hắn cười nói chuyện này không có nhân viên thương vong thế nhưng tuyến trên rất coi trọng dù sao thì đó cũng là một công trình lớn nghe nói ngày hôm nay tổ điều tra sẽ đến tỉnh sơn nam vương tử quân cười cười nói đến thì đến dù sao thì có vấn đề hay không cũng chẳng liên quan đến tôi tôi là chủ tịch thành phố đông bộ cũng không quản được những việc xảy ra bên ngoài thành phố đông bộ thạch kiên quân cười hì hì vài tiếng lại nói thêm vài câu ân cần giúp đỡ nhau sau đó cúp điện thoại vương tử quân có thể đoán được ý nghĩ của thạch kiên quân nhưng tất cả đối với hắn không quá quan trọng Vương tử quân ngồi thẳng người rồi nói với triệu quốc lương đang ngồi phía trước. Quốc lương, hai ngà này tôi có sắp xếp gì không? Chủ tịch vương, ngài sẽ phải tỏa đàm với nhà đầu tư đến thành phố Đông Bộ, còn phải dự tiệc rượu chiêu đãi của khu quy hoạch kỹ thuật cao. Triệu quốc lương cầm một quyển sổ ra xem, sau đó báo cáo cho vương tử quân. Vương tử quân khoát tay áo, hắn định hủy bỏ tất cả kế hoạch, thế nhưng cuối cùng lại nuốt lời vào bụng. Tuy hắn biết tất cả đã xong, thế nhưng cũng hiểu càng là lúc này mình càng phải có biểu hiện bình thường. Cứ thực hiện như vậy. Vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi khẽ phân phó triệu quốc lương. Thời gian dần tiến vào tháng 10, không những nghênh đón mùa thu, thời tiết cũng có hơi xe lạnh. Lúc này trong tỉnh Sơn Nam liên tục bùng lên sóng ngầm, khi vài cơn thủy triều liên tục bập bùng lên xuống, vương tử quân vẫn từng bước xử lý những chuyện của mình. Khi nhiều hạng mục được ký kết, hạng mục thủy tinh trong khu quy hoạch kỹ thuật cao thành phố Đông Bộ bắt đầu được khởi công, đây có thể nói là một khu quy hoạch riêng có hơn 13 nhà máy thủy tinh tham gia. Điều này làm cho Lý Đông Lực vốn cảm thấy bất an vì hạng mục đèn tiết kiệm năng lượng sẽ có thành phẩm giá cao khi đầu tư ở thành phố Đông Bộ đã cảm thấy yên tâm hơn. Hắn hạ quyết tâm xây dựng nhà xưởng ở thành phố Đông Bộ, nhưng phần lớn cổ phần của công ty này đều nằm trong tay Tân Hồng Cầm. Nếu so với một vương tử quân cực kỳ an phận thì bí thư đồng càng thêm an phận hơn, hắn ngoài việc tham gia những hội nghị cần thiết, căn bản ít tham gia những hoạt động khác, nếu không có việc gì thì chủ yếu ở lì trong phòng làm việc của mình. Biểu hiện của hai vị lãnh đạo đứng đầu thành phố Đông Bộ cũng ảnh hưởng đến tác phong của đám cán bộ bên dưới, đầu tiên là ảnh hưởng đến hai văn phòng đảng ủy chính quyền. Trước kia chỉ cần cách tan tầm nửa giờ là đã có người ra về, thế nhưng bây giờ thật sự có chuyển biến, hầu như tất cả cán bộ đều đợi đến khi đúng giờ tan tầm mới dám về. Trong quan trường thì mỗi người giống như một gốc mà có khoảng đất riêng của mình, chỉ là khoảng đất này không phải không bao giờ thay đổi. Tất cả đều có tiến hóa, nhân loại tiến hóa, thời đại tiến hóa, xã hội tiến hóa, tất nhiên quan hệ giữa lãnh đạo và hạ cấp cũng biến hóa. Những người nhìn không rõ tình thế, mỗi lần nghe tin là nhanh chóng hành động thường sẽ không có nhiều đất diễn trong quan trường. Thử nghĩ mà xem, một người căn bản không nắm rõ hướng gió và động thái, luôn là một đầu heo chẳng biết gì như vậy sao có thể phát triển tốt được. Khi vương tử quân chuẩn bị an phận vượt qua thời điểm mà thế cờ trên tỉnh liên tục biến đổi, không dám tìm việc nhưng không ngờ việc lại tìm đến tận cửa. Hôm nay hắn vừa đi làm, đột nhiên những âm thanh huyên náo chuyển đến. Vương tử quân nghe thấy những âm thanh kia thì hơi nhíu mày, hắn nhìn Thái Nguyên Thương đang báo cáo công tác với mình, thế là thư ký trưởng Thái nhanh chóng chạy ra ngoài. Vài phút sau Thái Nguyên Thương đi vào phòng, tiếng la hét bên ngoài cũng không còn, Chuyện gì vậy? Vương Tử Quân nhìn Thái Nguyên Thương rồi trầm giọng hỏi. "Không có gì lớn, chỉ là một vụ kêu oan, người ta có tâm tình khá kích động." Thái Nguyên Thương xoa xoa bàn ta nói tiếp. "Vừa rồi phòng văn thư đã cho người đưa bọn họ vào, tôi cũng nói rõ với bọn họ, nếu có kết quả thì nhanh chóng đưa đến đây một phần báo cáo." "À." Vương Tử Quân cũng đã qua nhiều chuyện thế này, thế nên chỉ gật đầu mà không hỏi gì thêm. Thái Nguyên Thương thấy Vương Tử Quân không nói gì, thế là tiếp tục báo cáo công tác. Nửa giờ sau vương tử quân ngồi xe đến tham gia một lễ khởi công, đúng lúc có một bóng người lao ra. Đồng nhị dân chợt giật mình hoảng sợ, hắn tranh thủ dẫm thắng. Một tiếng két vang lên, xe dừng lại mà không có chuyện gì xảy ra. chương 577, đập đầu vào đậu hũ. Một cú thắng gấp làm cho người ngồi trong xe thật sự không kịp chuẩn bị, vương tử quân nghiêng người về phía trước, đánh người lên chỗ ngồi của triệu quốc lương, Triệu Quốc Lương ngồi ở sát bên tài xế thì đâm đầu vào cửa kính, may mà cửa kính đủ dày, không xuất hiện tình huống đổ máu bị thương. Đồng nhị dân cực kỳ phẫn nộ, mới lái xe cho Chủ tịch Vương chưa được bao lâu thì có việc xảy ra, Chủ tịch Vương liệu có nghi vấn về trình độ lái xe của mình không? Dù là Chủ tịch Vương không nói gì thì thư ký trưởng Thái vẫn còn rất nhiều người có thể thay thế đồng nhị dân, vì vậy khi xe dừng lại thì hắn nhanh chóng bước xuống. Chủ tịch Vương, oan uổng quá, không đợi đồng nhị dân đi đến bên cạnh người kia, người chặn xe đã quỳ xuống. Đồng nhị dân nhìn người phụ nữ hơn 50 tuổi đang quỳ xuống trước mắt, hắn tuy tức giận đến mức gương mặt biến hình thế nhưng thật sự không biết phải nói làm sao cho phải. Vương tử quân cũng thấy được người phụ nữ đang quỳ trước xe, trong lòng tuy rất căm tức, thế nhưng hắn vẫn nhanh chóng đi xuống xe đến trước mặt người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ này thấy vương tử quân xuống xe thì cũng không tiếp tục dập đầu, hai tay cầm một tờ đơn tố cáo đưa về phía vương tử quân vương tử quân tiếp nhận đơn tố cáo sau đó hắn giữ lấy người phụ nữ nói chị gái chị đứng dậy trước đi chúng ta có gì cứ từ từ nói triệu quốc lương và đồng nhị dân thấy vương tử quân bắt đầu đỡ người thì nhanh chóng chạy đến hỗ trợ ba người luống cuống tay chân đỡ người phụ nữ trung niên lên sau khi người phụ nữ kia đứng vững vàng lúc này vương tử quân mới nhìn rõ ràng người phụ nữ này hơn năm mươi mặc một bộ quần áo màu xanh thường thấy ở nông thôn, nhưng lúc này bộ quần áo đầy bùn đất, nhìn qua càng thêm chán nản. Cậu à, cậu là chủ tịch thành phố sao? Sau khi dìu người phụ nữ sang ngồi ở bậc thềm bên cạnh, người phụ nữ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua đồng nhị dân rồi run giọng hỏi. Đồng nhị dân lúc này bị hỏi cảm thấy cực kỳ khó chịu, bị người ta hiểu lầm là lãnh đạo trước mặt lãnh đạo, điều này cực kỳ khó khăn. Nhớ ngày hắn vừa đến khối chính quyền công tác, có một vị tiền bối cho rằng dù là tướng mạo hay khí thế thì hắn cũng rất giống lãnh đạo, nhưng khốn nổi là hắn luôn chỉ là lái xe cho lãnh đạo mà thôi. Đồng nhị dân dù có mất hứng cũng không dám nói gì, hắn chỉ về phía vương tử quân nói. Chị gái, chủ tịch vương ở chỗ này. Người phụ nữ trung niên nhìn theo ngón tay của đồng nhị dân, sau đó thút thít khóc. Chủ tịch vương, ngài phải làm chủ cho chúng tôi. Chủ tịch vương nhìn người phụ nữ trung niên bắt đầu khóc lớn, hắn khẽ nói. Chị gái, ngài chạy từ nhà đến ủy ban thành phố, như vậy nhất định là có gì đó khó xử. Trước tiên chị đừng nên khóc, nếu có gì khó giải quyết, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Tôi còn có chuyện, thời gian cũng không nhiều, chỉ cứ khóc như vậy sẽ rất mất thời gian. Vương Tử Quân nói những lời khuyên bảo hợp lý làm cho người phụ nữ trung niên dừng khóc. Nàng ngẩng đầu nhìn Vương Tử Quân rồi mới nói: "Chủ tịch Vương, tôi là người thôn Triệu gia trang xã Lưu Phác huyện Duyệt Linh." Tôi tìm đến ngài để tố cáo bí thư chi bộ Triệu Viễn Hà. Anh ta xé hợp đồng, còn tìm lưu manh đánh gãy chân con tôi. Người phụ nữ trung niên nói đến chỗ đau thì lại lớn tiếng khóc, đúng lúc này bảo vệ khu ủy ban và nhân viên của phòng văn thư đã chạy đến. Đám người thật sự không yên, chủ tịch Vương bị chặn ngay ngoài cổng, cho dù chủ tịch Vương không truy cứu trách nhiệm thì bọn họ cũng cảm thấy không thoải mái. Thế này nói rõ điều gì? Rõ ràng là anh không làm tròn cương vị. Phòng Văn thư không làm tốt nhiệm vụ của mình. Chủ tịch Vương, một người đàn ông trung niên nhìn giống như là đầu lĩnh đang do dự tiến lên, hắn khẽ lên tiếng, sau đó đứng ra sau lưng Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên rồi nói: "Anh là Chủ tịch Vương, tôi là tạ bảo nguyên của Phòng Văn thư." Người đàn ông trung niên vốn muốn giới thiệu chức vụ trưởng khoa của mình, thế nhưng hắn nghĩ nghĩ thế nào lại nuốt lời xuống bụng. Đồng chí này có chuyện cần phản ánh, thế này đi, các anh tiếp đãi chị ấy một chút, xử lý dựa theo chính sách. Đợi đến khi nào xong việc thì báo cáo kết quả cho tôi." Vương Tử Quân phân phó một tiếng với Tạ Bảo Nguyên, sau đó hắn nói với người phụ nữ kia. "Chị gái, trước tiên chị nói rõ tình huống với phòng văn thư, có vấn đề gì bọn họ sẽ giúp chị giải quyết rõ ràng." "Chủ tịch Vương, tôi không đi, bọn họ là quan lại bao che cho nhau." chỉ có dân đen như chúng tôi là nói lý lẽ với nhau mà thôi. Nếu ngài đi, bọn họ sẽ không quan tâm đến tôi, hoặc là nghĩ biện pháp đuổi tôi đi, đứa con trai đáng thương của tôi còn đang phải nằm trong bệnh viện. Người phụ nữ giữ lấy tay của Vương Tử Quân mà không chịu buông, vừa nói vừa khóc lớn. Này đồng chí, Chủ tịch Vương còn có một hội nghị cần tham gia, chị xem thế này có được không? Trước tiên để các đồng chí phòng văn thư giải quyết cho ngài, nếu vấn đề không giải quyết được thì ngài đến phản ánh với chủ tịch vương cũng không muộn. Triệu quốc lương nhìn đồng hồ, sau đó tiến lên khuyên nhủ người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên giống như biết chuẩn về vương tử quân, thế là sống chết thế nào cũng không cho vương tử quân đi. Sau khi vương tử quân mở miệng đảm bảo sẽ đích thân hỏi đến chuyện này, cuối cùng nàng mới đi theo đám người tạ bảo nguyên. Vương tử quân leo lên xe và phát hiện phong thư vẫn ở trong tay mình, hắn thuận tiện mở ra lấy tờ đơn ra xem. Tờ đơn cũng không quá dài, nội dung chính là nhà Trần Ngãi Kiều nhận thầu một hồ cá trong thôn, ký hợp đồng 15 năm. Sau đó người nhà Trần ra yên tâm tiến hành cải tạo hồ nước, tiến hành đào sâu, đầu tư nhiều trang thiết bị. Thật sự trời không phụ lòng người, nhiều năm trả giá cuối cùng cũng nhận được thành quả, hơn nữa giá cá ngày càng tăng, thế là Trần ra kiếm được một khoản tiền. Khi mà Trần ra cho rằng cuộc sống sung túc sắp đến với mình, đúng lúc bí thư tri bộ vừa tuyển cử thành công là Triệu Viễn Hà có ý với hồ nước, không những muốn tăng tiền thuê, còn yêu cầu Trần Gia trả hồ nước lại cho thôn. Nếu trả lại cho thôn thì Trần Gia cũng không có vấn đề, nhưng khi bọn họ nghe nói hồ nước cũng không phải trả lại cho thôn, chính là để cho cậu em vợ của Triệu Viễn Hà đến nhận thầu, thế là bọn họ nổi giận, căn bản không đồng ý. Triệu Viễn Hà cũng không phải đèn cạn dầu, sau vài lần thúc giục không hiệu quả, thế là tìm vài tên lưu manh đánh con trai Triệu Tiểu Hổ của Trần Ngãi Kiều một trận, đánh gãy cả chân. Vương Tử Quân nhìn tờ đơn tố cáo mà đã có 7 phần tin vào sự việc, chuyện này hắn thấy nó quá đơn giản, vì sao lại đưa đến tận tay mình. Điều này nói rõ trong khi xử lý chuyện này có kẻ phát sinh vấn đề. Vương Tử Quân thuận tay đưa tờ đơn tố cáo cho Triệu Quốc Lương, sau đó hắn trầm giọng nói. "Quốc Lương, chuyện này cậu xem qua, có vấn đề gì cứ báo cáo với tôi." Triệu Quốc Lương làm thư ký cho Vương Tử Quân đã khá lâu, cấp bậc cũng dần tăng lên nhưng dù sao cũng sinh ra chút cảm giác vắng vẻ. Trung quanh hắn giống như có một bức tường vây quanh, thật sự không nhìn thấy được. Thư ký gần đây được xưng là cái bóng của lãnh đạo, điều này làm cho người ta cảm thấy hưng phấn, nhưng Chủ tịch Vương là người cực kỳ thông minh, thế cho nên căn bản cũng không có chỗ nào cho Triệu Quốc Lương vung tay. Vì thế hắn luôn chờ đợi, chuẩn bị và tìm kiếm cơ hội của mình. Triệu Quốc Lương tiếp nhận tờ đơn tố cáo trong tay Vương Tử Quân, trong lòng thật sự sinh ra cảm giác hưng phấn không thôi. Tuy chuyện này không lớn nhưng hắn lại vui vì hành động của Chủ tịch Vương, điều này nói rõ Chủ tịch Vương tín nhiệm mình. Hơn nữa chỉ là một việc nhỏ, thế nhưng ít nhất hắn cũng có cơ hội biểu hiện. Vâng, Chủ tịch Vương. Triệu Quốc Lương đồng ý một tiếng, sau đó tiếp nhận tờ đơn tố cáo trong tay Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu tâm tư của Triệu Quốc Lương, hắn dùng giọng ôn hòa nói. Quốc Lương, cậu cảm thấy chuyện này nên làm gì bây giờ? Triệu Quốc Lương biết rõ Vương Tử Quân đang khảo nghiệm chính mình, nhưng hắn cũng không biết rõ trong hồ lô của Chủ tịch Vương có những gì, thế cho nên cũng không dám vì tiện mở miệng. Hắn thận trọng suy nghĩ một chút, sau đó mới dùng giọng không rõ ràng đáp: Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy chuyện này nên xử lý theo đúng trình tự pháp lý. Ừ. Vương Tử Quân cười cười từ chối cho ý kiến, sau đó cũng không nói thêm lời nào, thế nhưng ánh mắt vẫn nhìn lên mặt Triệu Quốc Lương. Triệu Quốc Lương thấy Chủ tịch Vương nhìn mình như vậy thì trong lòng thật sự có chút sợ hãi, hắn đành cả gan nói. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy chuyện này chỉ sợ không đơn giản giống như những gì ghi trên đơn tố cáo, nói cách khác thì một vụ án rõ ràng thế này vì sao còn phải tiếp tục kêu oan. Vương tử quân cười ha hả hòa ái nói. Quốc Lương, lúc này khối chính quyền thành phố nhiều người, cũng không ít đám người dị đoan, nhưng trong bụng bọn họ có những thứ gì thì tôi cũng hiểu, bên cạnh tôi cần những người biết làm việc hiện thực, biết dựa vào những lời thực chất. Triệu Quốc Lương dùng giọng thật lòng nói: "Chủ tịch Vương, tôi nhìn không ra bản chất vấn đề, có phải phía sau sự việc này còn có vật gì khác không? Tôi hỏi cậu, mỗi ngày có bao nhiêu chiếc xe rời khỏi cổng ủy ban thành phố?" Vương Tử Quân trịnh trọng hỏi: "Có bao nhiêu xe đi ra?" Triệu Quốc Lương thật sự không thể nào biết được, nhưng hắn biết rõ số lượng của nó là không ít. "Cậu cảm thấy chiếc xe của tôi là thế nào trong số những chiếc xe kia?" Vương Tử Quân vỗ vỗ xuống ghế của mình rồi nói. Triệu Quốc Lương nghe Vương Tử Quân nói đến đây thì lập tức hiểu rõ, xe của Chủ tịch Vương cũng không phải tốt nhất, hơn nữa cũng đi ra ngoài cách một tiếng so với tình huống Trần Ngãi Kiều đến tố cáo lần đầu tiên. Bây giờ Trần Ngãi Kiều có thể chặn xe Vương Tử Quân đúng thời điểm như vậy, rõ ràng có thể dùng hai chữ trùng hợp để giải thích được. Nếu như không phải là trùng hợp thì chỉ có thể là cố ý. Ai vậy? Đối phương muốn dùng chuyện này để đạt đến mục đích gì? trong đầu triệu quốc lương liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ nhưng dù hắn nghĩ thế nào thì cũng cảm thấy rất khó hiểu chủ tịch vương có người cố ý tìm việc cho ngài sao vương tử quân trầm mặc một lúc lâu xua đó mới nói nếu là hồ ly xảo quyệt thì cuối cùng cũng sẽ lộ đuôi mà thôi đến khi vương tử quân tham gia hội nghị quay về phòng làm việc thái nguyên thương đưa theo một người phụ trách phòng văn thư đi đến Đầu tiên vị lãnh đạo phòng Văn thư mở miệng tự phê bình, sau đó bắt đầu báo cáo tình huống. Người đàn ông này báo cáo tình huống căn bản giống hệt như những gì có trên đơn tố cáo nhưng lại có thêm vài ý kiến xử lý vấn đề. Ý kiến xử lý lần này cũng chính là cách làm theo thói quen thường thấy của phòng Văn thư, chính là con nhà ai thì người đó ôm về, nếu liên quan đến vấn đề đánh người bị thương, như vậy để cho người của cục công an tiến hành lập án điều tra. Vương Tử Quân nghe xong ý báo cáo thì từ chối cho ý kiến. Hắn phất tay cho lãnh đạo phòng Văn thư rời đi. Khi vị lãnh đạo phòng Văn thư đi ra chưa bao lâu thì Bí thư Ủy ban Tư pháp, Chủ tịch cục công an Hạ Nam Châu đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Trước kia Hạ Nam Châu và Vương Tử Quân luôn bảo trì quan hệ như gần như xa, như vậy là rất khá rồi. Nhưng sau đó, khi mà tiếng hô để cho Tề Chính Hồng tiến lên làm chủ tịch tỉnh ngày càng mạnh mẽ, Hạ Nam Châu nhanh chóng bứt phá rời xa Vương Tử Quân, hoàn toàn tiến vào lòng đồng quốc Khánh chỉ là hạ nham châu xem như đã tính sai, trên quan trường thật sự có quá nhiều biến cố, dù hắn có nghĩ thế nào cũng không ngờ sự việc tề chính hồng tiến lên làm chủ tịch tỉnh đã như ván đóng thuyền lại bay đi như vịt trời. Hơn nữa nghe nói chủ tịch tề gần đây căn bản cũng không ở trong tỉnh. Những biến hóa đột nhiên này thật sự làm cho hạ nham châu căn bản là trở tay không kịp. Hạ Nham Châu nhớ rõ có một lần trường đảng thị ủy tổ chức khóa đào tạo cán bộ thanh niên, Vương Tử Quân đến tham gia lễ khai giảng, khi nói đến vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, đã phát biểu rằng nghi người thì không nên dùng người, đã dùng người thì không nên nghi người, người hầu là phải nghi, dù nghi cũng phải dùng, chỉ là nghi cũng phải có đạo lý của nó, dùng cũng phải dùng đúng mức của nó. Đó chỉ là những lời đường hoàng, là những lời nói khách sáo vô nghĩa. Chính trị cực kỳ chú ý đến quy củ, anh là người trong vòng quan hệ chính trị, anh thuộc vòng quan hệ nào phải đi theo quy củ nấy, nếu không có quy củ sẽ không thể nào lớn mạnh được nếu như người người không tuân theo quy củ như vậy trò chơi chính trị sẽ chơi như thế nào những người như hạ nham châu thấy gió là nghĩ mưa tư thái biến đổi chóng mặt sao có thể được lãnh đạo tín nhiệm hạ nham châu nghĩ đến đây mà thật sự rất buồn bực nhưng sự việc đã là ván đóng thuyền dù thế nào thì hối hận cũng không còn kịp nữa rồi chủ tịch vương anh có bận rộn gì không hạ nham châu gõ cửa đi vào phòng làm việc của vương tử quân hắn cũng không ngồi xuống mà đứng thẳng người cười hỏi vương tử quân Vương Tử Quân nhanh chóng đứng lên khỏi ghế nói: "Bí thư Hạ, mời anh ngồi." Hạ Nham Châu lúc này mới ngồi xuống cách đó không xa, hắn khẽ nói: "Chủ tịch Vương, vừa rồi tôi nghe thư ký nói anh bị chặn xe trước cổng ủy ban, xem ra công tác bảo vệ của chúng tôi vẫn có lỗ hổng." Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm, lúc này mới cười nói: "Cũng không phải chuyện gì lớn, có người kêu oan là khó tránh được, đồng thời ủy ban thành phố là nơi kẻ đến người đi." bảo vệ không chú ý được hết, điều này là bình thường, căn bản không nên làm to chuyện. Chủ tịch Vương, ngài hiểu cho cấp dưới như vậy, nếu đám tiểu tử bảo vệ ngoài kia mà nghe được thì có lẽ sẽ cảm động rơi nước mắt. Hạ Nham Châu cười hì hì khen ngợi Vương Tử Quân một câu. Vương Tử Quân nhìn Thái Nguyên Thương đứng bên cạnh rồi cười cười nói: "Thư ký trưởng Nguyên Thương, bản thảo bài diễn thuyết của tôi đã viết xong chưa?" Thái Nguyên Thương là người gì? hắn vừa nghe vương tử quân hỏi như vậy thì nhanh chóng hiểu ra vấn đề hắn vội vàng đáp chủ tịch vương tôi sẽ đi thúc giục tranh thủ thời gian lấy bản thảo khi thái nguyên thương rời đi thì trong phòng chỉ còn lại vương tử quân và hạ nham châu hạ nham châu nhìn gương mặt như cười như không của vương tử quân hắn cắn răng một cái rồi khẽ nói chủ tịch vương sau khi phòng văn thư truyền đạt chỉ thị của ngài cục công an chúng tôi đã không chút lười biếng nhanh chóng tổ chức binh hùng tướng mạnh lập tổ chuyên án bao gồm công an ba cấp thành phố huyện và xã để nhanh chóng giải quyết sự việc. Vương Tử Quân nhìn Hạ Nham Châu báo cáo, hắn khẽ gật đầu tỏ ý cho đối phương tiếp tục. Chủ tịch Vương Trải qua tình huống xâm nhập điều tra và chứng thật tài liệu của đồn công an xã, Trần Ngãi Kiều thật sự có nhận thầu hồ nước trong thôn để nuôi cá nhưng từ năm thứ hai bắt đầu không trả tiền thuê. Điều này làm cho ban ngành trong thôn có chút cấp bách, thế cho nên mới có chuyện xảy ra. Nhưng ý kiến của người trong thôn với sự việc này lại có chút khác biệt. Triệu Viễn Hà là bí thư tri bộ được người trong thôn bầu ra, anh ta vì muốn giải quyết mâu thuẫn nên đưa ra hai phương án giải quyết, một là Trần Ngãi Kiều trả số tiền đã nợ giống như trong hợp đồng ký kết, thứ hai là thu lại hồ nước mà Trần Ngãi Kiều nhận thuê, lại tiến hành giao khoán lần nữa. Hạ Nham Châu vừa trần thuật cho Vương Tử Quân, thì thoảng cũng không quên dùng dư quang khóe mắt lướt qua chủ tịch Vương khi thấy chủ tịch vương vẫn tỏ ra chăm chú nghe ngóng hắn sảng khoái nói chủ tịch vương nguyên nhân làm sự việc phát sinh là như vậy cũng vì con trai của trần ngãi kiều cản trở người trong thôn thi hành công vụ thế cho nên hai bên sinh ra tranh chấp người này không cẩn thận mà gãy chân nếu xuất phát từ lợi ích của số đông quần chúng trong thôn sự việc này phát sinh không có gì đáng trách hơn nữa sau khi sự việc xảy ra trong thôn cũng đã đồng ý đóng tiền thuốc men cho con trai của trần ngãi kiều Thế nhưng một nhà Trần Ngãi Kiều không chịu buông tha, không phục cách giải quyết tranh chấp như vậy, thế cho nên mới phát sinh sự kiện kêu oan như thế. Tôi cho rằng sự việc này không những không nên xử lý nuông chiều nhân nhược, còn phải tiến hành xử lý thật nghiêm kẻ cầm đầu gây hấn. Nếu không thì những chuyện nhỏ nhặt thế này cứ mãi vượt cấp chạy lên đến thành phố, chẳng phải sẽ làm cho cả thành phố dối lên sao. Đây chính là những vật cản cho tiến trình đoàn kết và ổn định cục diện của thành phố đông bộ chúng ta hạ nham châu nói những lời này đã cho người ta thấy rõ khuynh hướng của mình đó chính là đổ tội lên đầu người kêu oan vương tử quân nghe hạ nham châu nói xong thì hỏi ngược lại một câu bí thư hạ anh xác định sự việc là như vậy sao chủ tịch vương ngài cảm thấy hạ nham châu tôi là người nói bậy bạ sao những gì tôi báo cáo cho ngài đều là kết luận điều tra xem xét của cục công an thành phố khi hạ nham châu nắm cục công an đưa lên vương tử quân cảm nhận được ý nghĩ của đối phương đó chính là sự việc đã có định luật, anh tin cũng được, không tin cũng được, dù sao thì sự việc cũng đã có định tính rồi. Vương tử quân nhìn Hạ Nham Châu mà không nói lời nào, Hạ Nham Châu cũng hút thuốc trầm mặc không nói. Dù Hạ Nham Châu rất không tình nguyện chống lại vị chủ tịch trẻ tuổi này, thế nhưng lúc này hắn đã đứng sang phía Đồng Quốc Khánh, đã có dấu ấn của Đồng Quốc Khánh trên đầu, nếu bây giờ còn muốn bảo trì trạng thái trung lập thì rõ ràng là không thể nào. Nếu cứ tiếp tục uất ức đứng giữa hai bên, như vậy không bằng tiến sang một bên đánh cược một lần. Dứt khoát phải cho vị chủ tịch thành phố này biết rõ, trong thành phố đông bộ này còn chưa đến mức để cho hắn một tay che trời, ít nhất ở hệ thống công an kiểm sát tư pháp còn có hạ nham châu là bí thư ủy ban tư pháp kiêm cục trưởng cục công an. Nếu hắn không làm chủ được địa bàn của mình thì thật sự là quá mức đáng cười. Bí thư hạ, chuyện này tôi thấy nên thận trọng hơn, nên điều tra xâm nhập sâu hơn. Vương tử quân trầm ngâm dây lát, sau đó dùng giọng ôn hòa nói, tuy vậy lại tràn đầy cảm giác chân thật đáng tin. Hạ Nham Châu đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn thấy Chủ tịch Vương cố ý đẩy Thái Nguyên Thương ra ngoài, chợt cảm thấy sự việc lần này căn bản khó thể nào xử lý đẹp tốt nước chảy mây trôi. Vì vậy sau khi nghe lời đề nghị của Vương Tử Quân, hắn cũng không phản đối mà cười nói. Nếu Chủ tịch Vương đã phân phó như vậy, Cục Công an chúng tôi nào không dám tiếp. Thế này đi, hôm nay tôi sẽ tiếp tục phái người xuống dưới, cố gắng đến chiều sẽ cho ngài một câu trả lời rõ ràng. Tôi chờ tin tốt của anh. Vương tử quân khoát tay áo với Hạ Nham Châu, xem như quy định sẵn chuyện này. Hạ Nham Châu lại nói thêm vài câu, sau đó cáo tử bỏ đi. Trước khi đi hắn cười nói. Chủ tịch Vương, mong ngài kiểm nghiệm thoáng qua sức chiến đấu của Cục Công an thành phố Đông Bộ, ngày mai tôi nhất định sẽ đưa đầy đủ tài liệu đến phòng làm việc của ngài. Vương tử quân cười ha hả tiến Hạ Nham Châu ra ngoài cửa, sau đó đóng cửa, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Anh, ngài đã về rồi. Hạ Nham Châu vừa vào nhà thì một người đàn ông hơn 40 tiến lên đón chào, trên mặt đầy vẻ nhiệt tình nhưng trong mắt lại đầy sợ hãi. Hạ Nham Châu nhìn người này mà vẻ mặt chợt biến đổi, hắn hử lạnh một tiếng, cũng không đáp lời, cũng không quan tâm đến tên kia, hắn đặt mông ngồi xuống phòng khách. Anh, mẹ em nói anh thích ăn táo trong thôn, vì vậy mà cố ý để em đưa đến cho anh người đàn ông kia xấu hổ vì sự lạnh lùng của hạ nham châu hắn đứng thẳng người trong phòng khách sau đó lấy ra những thứ đã chuẩn bị sẵn hạ nham châu nghe thấy người đàn ông kia nhắc đến mẹ gương mặt lạnh lùng có chút rung động hắn nhìn chiếc túi được buộc bằng dây thừng sau đó đứng lên tiếp nhận hạ nham châu mở túi và thấy bên trong là những quả táo đỏ to tròn rõ ràng là được người ta cố ý lựa chọn hắn ngày thường rất chú ý đến việc ăn uống thế nhưng bây giờ cũng không đem táo đi rửa hắn lấy ra một quả trực tiếp bỏ vào miệng gần đây sức khỏe của dì thế nào rồi khá tốt nhưng hai tai hơi lãng mắt cũng dần mờ đi rồi tháng trước em đưa mẹ đến bệnh viện một chuyến cũng đã lấy thuốc bác sĩ nói mẹ không có vấn đề gì lớn chủ yếu là tuổi cao mà thôi hạ nham châu khẽ gật đầu hắn trầm ngâm dây lát rồi nói bệnh viện huyện thật sự chữa bệnh có hạn mà thôi hai ngày nữa tôi sẽ cho người đưa dì đi đến thành phố kiểm tra một chút Hạ Nham Châu rất có cảm tình với dì của mình, vì mẹ hắn mất sớm, anh em hắn được dì quan tâm chăm sóc. Hắn có thể học xong đại học, có tương lai như lúc này, tất cả đều nhờ vào dì của mình. Vì thế mà Hạ Nham Châu tuy không thuận mắt với cậu em họ của mình, thế nhưng vẫn rất nể mặt dì. "Anh, lại phải làm anh quan tâm rồi." Em họ của Hạ Nham Châu xoa xoa bàn tay rồi dùng giọng điệu xấu hổ nói. Hạ Nham Châu khoát tay áo không nói gì thêm chỉ nói về những chuyện liên quan đến gia đình. Nếu so với vẻ bình tĩnh của Hạ Nham Châu thì Triệu Viễn Hà thật sự có chút không yên lòng, hắn nói chuyện với Hạ Nham Châu căn bản là không quá chú tâm. Hạ Nham Châu hiểu rõ vì sao cậu em họ của mình lại có trạng thái như vậy, nhưng hắn cũng không nói rõ, chỉ nói vài câu cho qua mà thôi. Anh, em nghe nói Trần Ngãi Kiều kia đã chạy đến ủy ban thành phố kêu oan rồi phải không? Triệu Viễn Hà do dự một lát, cuối cùng cũng không nhịn được mà dùng giọng cẩn thận hỏi. Hạ Nham Châu tuy đã sớm biết rõ vấn đề, thế nhưng lúc này nghe cậu em họ hỏi như vậy, hắn vẫn sinh ra chút tức giận. Vương Tử Quân vốn không thích chính mình, bây giờ cậu em lại gây chuyện, chẳng phải ném cho Vương Tử Quân một cái cớ để di chuyển vị trí của hắn sao. Từ sau khi Tề Chính Hồng gặp chuyện không may, Hạ Nham Châu đã cảm thấy tỉnh Sơn Nam sẽ có biến đổi lớn. Hắn có thể xác định được vị trí của mình trong thay đổi này, đó chính là một quần chúng đứng bảng quan bên ngoài. Chỉ là hắn tỏ thái độ quá sớm, đã làm cho mối quan hệ vốn không tệ với vương tử quân trước đó chợt phát sinh vết sách hạ nham châu tuy hối hận nhưng không thể nào đền bù được điều này thật sự không thể trách ai khác muốn thì cung chỉ trách mình căn bản là đặt cược sai một phán cờ tề chính hồng tiến lên tiếp nhận vị trí chủ tịch tỉnh đã là trăm phần trăm không ngờ lại xuất hiện một biến đổi kinh thiên tuy hắn không biết trong tỉnh sẽ tiếp tục biến đổi theo chiều hướng gì thế nhưng vị trí của vương tử quân ở thành phố đông bộ vốn có chút lắc lư bất định Bây giờ đã nhanh chóng trở nên ổn định hơn. Khoảng thời gian này Hạ Nham Châu đã có ra một định hướng cho mình, chính là an phận làm người, chú ý làm việc, tuyệt đối không để cho người ta chụp lấy cán dao của mình. Nhưng bất đắc dĩ là người tính không bằng trời tính, đúng lúc hắn đang chuẩn bị chậm rãi chờ thời cơ thì sự kiện em họ đánh người bị thương lại đưa đến tận tay Vương Tử Quân. Hạ Nham Châu luôn do dự ở phương diện xử lý sự việc này, sau đó hắn quyết định xử lý theo hướng có lợi cho mình. Tất nhiên làm như vậy cũng không phải là vì em học của hắn, chẳng qua là vì địa vị của hắn ở trong khối tư pháp thành phố Đông Bộ. Hừ, cậu làm tốt lắm, chỉ là một cái hồ cá nhỏ, đáng giá để cậu phải như vậy sao? Hạ Nham Châu vỗ tay thật mạnh lên mặt bàn, sau đó dùng giọng lạnh lùng khiển trách. Triệu Viễn Hà thật sự tràn đầy kính sợ người anh họ quyền cao chức trọng của mình, hắn sở dĩ có thể ngồi trên vị trí bí thư chi bộ thôn cũng không phải là vì có anh họ chống sau lưng sao? đừng nói là đám cán bộ xã, dù là đám cán bộ lãnh đạo trong huyện cũng rất nể mặt một bí thư chi bộ như hắn. Anh họ, em biết rõ không nên làm quá mức, thế nhưng triệu tiểu hổ thật sự không ra gì, em làm vậy không phải là vì cá nhân mình, cũng là vì tốt cho người trong thôn. Hạ Nham Châu căn bản không có tâm tư nghe những lời ba xạo của triệu viễn hà, hắn biết em họ của mình là loại người gì, nói chuyện thật sự giống hệt như gió thổi, căn bản không có vài phần là thật. Được rồi, được rồi, Đừng đóng kịch ở đây với tôi, sau khi quay về lo mà xử lý cho tốt, nên bồi thường thì bồi thường, nên xin lỗi thì xin lỗi, nhanh chóng xử lý ổn thỏa và nhanh chóng, hiểu chưa? Hạ Nham Châu trầm mặt dùng giọng mất kiên nhẫn nói. Vâng, em biết rồi. Triệu Viễn Hà dù có chút không cam lòng, thế nhưng Hạ Nham Châu đã phân phó như vậy, hắn cũng không dám nói gì thêm. Trước kia Triệu Viễn Hà đến nhà Hạ Nham Châu đều ở lại dùng cơm, thế nhưng hôm nay tâm tình không tốt, thế nên Hạ Nham Châu cảm thấy nếu em mình không đi, mình sẽ khó thể nào nuốt trôi cơm được. Mặc dù hắn cảm thấy thực lực của mình trong hệ thống tư pháp thành phố đông bộ không phải là bình thường, người khác căn bản không dám động vào, thế nhưng bây giờ người đó là Vương Tử Quân, điều này làm hắn rất phiền lòng. Vương Tử Quân thì thế nào? Dù hắn là chủ tịch thành phố, nhưng chỉ cần mình không buông tay, đối phương cũng không làm gì được mình. Hạ Nham Châu an ủi mình một phen, sau đó đứng lên khỏi ghế salon đi về phía phòng khách. Hạ Nham Châu cũng xem như nói được làm được, ngày hôm sau hắn lấy danh nghĩa của cục công an để đưa đến cho Vương Tử Quân một bản báo cáo điều tra. Thế nhưng báo cáo này không khác gì những gì Hạ Nham Châu báo cáo hôm qua, chẳng qua biến từ lời nói miệng sang văn bản mà thôi. Vương Tử Quân nhìn bản báo cáo mà vẻ mặt liên tục biến đổi, hắn dù là chủ tịch thành phố cũng có nhiều việc cần phải làm thế nhưng trước nay luôn chú trọng đến công tác quan hệ với các đơn vị ban ngành. Lúc này Hạ Nham Châu đưa đến một báo cáo như vậy, điều này chứng tỏ ban ngành có vấn đề, có giá trị khẳng định. Dù sao thì Hạ Nham Châu cũng là thường ủy thị ủy, bí thư ủy ban tư pháp, phó bí thư thị ủy. Dù là vương tử quân hay bất kỳ người nào khác đều thấy sự việc kêu oan lần này chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Sau khi vương tử quân tiếp nhận báo cáo của Cục Công an thành phố, hắn cho phòng giám sát tham gia xem xét, sau đó đặt hết tinh lực lên vấn đề xây dựng khu công nghiệp Thủy Tinh và những biến đổi thế cục chính trị trên tỉnh. Lúc này tỉnh Sơn Nam có vẻ sóng yên biển lặng nhưng đó chỉ là biểu hiện mặt ngoài, bên trong lại bùng sóng làm cho người ta khó thể nào yên ổn được. Dù tin tức về bí thư nhiếp sắp đi đã lan truyền khắp tỉnh, nhưng lúc này bí thư nhiếp vẫn tham gia đầy đủ các cuộc họp và hội nghị, những hình ảnh bí thư tỉnh ủy và chủ tịch hào nhất phong vẫn luôn liên tục xuất hiện trên báo chí và tivi. Dưới hoàn cảnh quan hệ hài hòa giữa bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, có những người hữu tâm vẫn có thể cảm nhận được sự khác thường. Đặc biệt là sau khi phó chủ tịch thường vụ Tề Chính Hồng tham gia nghi thức ký kết hợp đồng khai thác khoáng ở thành phố Đông Bộ, người này cũng không tiếp tục xuất hiện báo đài, thế là đám cán bộ bên dưới bắt đầu nghị luận rộn rã. "Chủ tịch Vương, mời anh xem qua cái này." Triệu Quốc Lương tiến lên cầm trong tay một phần tư liệu. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua rồi thấy một hàng chữ in đậm đó là một dòng chữ, phụ nữ nông dân kêu oan bị bắt giam. Trong lòng khẽ động, vương tử quân cầm lấy xem qua. Không biết triệu quốc lương lấy được bài viết kia từ đâu, nội dung viết về chuyện của nhà Trần Ngãi Kiều, nhưng cuối bài viết lại có một câu, chủ tịch là công bộc của dân, vì sao chặn xe kêu oan lại bị tống giam. Vương tử quân nhìn câu hỏi hời hợt nhưng vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, hắn đặt văn kiện xuống bàn, sau đó trầm giọng hỏi triệu quốc lương. Quốc lương, bài viết này từ đâu ra? Bí thư vương, hôm nay tôi lên mạng xem xét, thấy bài viết này trên 100 web, cũng có không ít người vào thảo luận. Triệu quốc lương dùng ánh mắt chú ý nhìn vương tử quân rồi khẽ nói. Vương tử quân khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm dây lát rồi nói với triệu quốc lương. Quốc lương, cho mời bí thư hạ đến đây. Triệu quốc lương thật sự cũng cảm thấy sự việc có liên quan đến hạ Nham Châu, nhưng hắn thật sự không ngờ lúc này chủ tịch vương lại cho hắn đi mời hạ Nham Châu tuy hắn rất nghi hoặc nhưng lại không dám có chút trì hoãn với lời phân phó của Vương Tử Quân. 10 phút sau Hạ Nham Châu đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc bắt đầu thì hắn cực kỳ bình tĩnh, nhưng sau khi xem bài viết trong tay Vương Tử Quân, hắn thật sự không thể nào bình tĩnh được nữa. Giam giữ người đến tố cáo, sao lại là như vậy? Hạ Nham Châu nhớ rất rõ, chính mình đã phân phó cậu em họ, quay về phải xử lý sao cho tốt, ngàn vạn lần không nên để cho sự việc trở nên gay gắt, sao bây giờ lại xuất hiện tình huống như vậy hạ nham châu nhìn bài viết trong tay hắn chợt ý thức vấn đề không đơn giản như vậy cảm giác đầu tiên của hắn chính là chủ tịch vương có thể là người ra tay vì nếu không phải là chủ tịch vương có ai ra tay với mình chứ vương tử quân lẳng lặng uống trà vẻ mặt hạ nham châu chợt biến đổi tất cả đều lọt vào mắt hắn không thể nào che giấu được chủ tịch vương tôi sẽ cho người điều tra rõ ràng rốt cuộc là có vấn đề gì sai hê a à? Tôi sẽ cho ngài một câu trả lời rõ ràng." Hạ Nham Châu cắn răng rồi trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Hạ Nham Châu đã ý thức được nguy hiểm kéo đến, hắn bất chấp cậu em của mình có vấn đề gì không, nhanh chóng xử lý sự việc rồi nói sau. "Anh cũng không cần tiếp tục cho tôi câu trả lời thuyết phục, việc anh cần làm lúc này chính là cho quần chúng một câu trả lời thuyết phục. Đồng thời, bí thư Hạ phải nghiêm khắc xử lý những người có trách nhiệm trong sự việc lần này." Tôi không hy vọng những sự việc làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền giống như thế này tiếp tục phát sinh." Hạ Nham Châu nghe lời nói nghiêm khắc của Vương Tử Quân, trong lòng chợt đầy nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc có phải là do chủ tịch Vương gây ra không? Nếu như lúc đầu đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, Hạ Nham Châu còn cho rằng chủ tịch Vương đang làm khó mình, thế nhưng bây giờ hắn lại có chút nghi hoặc. Vì nếu là Vương Tử Quân cố tình ép mình, người này có thể trực tiếp phản công ở hội nghị thường ủy còn có thể mượn cơ hội lần này cho mình một bài học nhớ đời, cũng không cần phải tỏ thái độ như lúc này. Tôi biết rồi, chủ tịch Vương, tôi sẽ điều tra thật kỹ." Hạ Nham Châu chậm rãi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi Hạ Nham Châu rời đi, Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế. Tuy hắn vẫn chưa có căn cứ chính xác, thế nhưng hắn cảm thấy có người đang nắm lấy sự việc này chĩa vào mình. Vương Tử Quân nghĩ như vậy mà cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc là ai bày ra thế cục này với mình? Đối phương muốn châm ngòi quan hệ giữa mình và Hạ Nham Châu, rốt cuộc là vì cái gì? Đồng quốc khánh sao? Hình như không phải, Vương Tử Quân chợt sinh ra nhiều ý nghĩ, hắn nghĩ đến các vị thường ủy thị ủy khác, nhưng khi những hình ảnh kia lóe lên trong đầu, hắn đã nhanh chóng bác bỏ từng người. Khi Vương Tử Quân đang cảm thấy những suy nghĩ trong lòng như bão tố thì điện thoại chợt vang lên, hắn nhìn thoáng qua số điện thoại, sau đó nghe máy. Alo, chào anh, tôi là Vương Tử Quân ha ha ha, chào chủ tịch vương, tôi là Lý Trấn Hoa của Cục Công an tỉnh. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười cởi mở. Lý Trấn Hoa của Cục Công an tỉnh, vương tử quân chợt sướng sờ, sau đó hắn lập tức biết được đối phương là ai. Hắn lập tức cười nói, chào Cục trưởng Lý, không biết lãnh đạo gọi điện thoại cho tôi có dặn dò gì không? Chủ tịch vương, anh cũng đừng nói đùa như vậy, tôi nào dám ra chỉ thị cho anh anh chính là cán bộ lãnh đạo cấp giám đốc sở trẻ tuổi và nổi tiếng nhất tỉnh sơn nam sẽ có ngày là lãnh đạo của tôi thế cho nên vẫn là anh cho ra chỉ thị thì đúng hơn lý trấn hoa cực kỳ khiêm tốn trong điện thoại hai người nói với nhau thêm vài câu sau đó vương tử quân nói cục trưởng lý anh khi nào thì đến thành phố đông bộ chúng tôi kiểm tra công tác tôi thật sự rất mong đến lúc tận tình địa chủ chủ tịch phương đến địa bàn của ngài được mời dùng cơm Điều này làm cho Lý Trấn Hoa tôi cảm thấy cực kỳ vinh hạnh, còn vấn đề kiểm tra công tác thì cũng không dám. Lý Trấn Hoa lên tiếng, sau đó cười ha hả vài câu rồi thay đổi chủ đề. "Anh Vương, hôm nay tôi đến báo cáo với Bí thư Trần, Bí thư Trần đã tỏ ra rất bất mãn với công tác của cục công an thành phố Đông Bộ. Tôi đã tìm hiểu tình huống, sự việc còn liên quan đến anh." Vương Tử Quân cũng thầm hiểu có chuyện gì xảy ra, hắn lại cố ý giả vờ nói: sự việc của Cục Công an có liên quan đến tôi, có phải là Bí Thư Trần che tôi chuyển ít kinh phí cho Cục Công an thành phố? Ôi, Cục trưởng Lý, tôi vẫn luôn toàn lực giúp đỡ hệ thống công an, nhưng thật sự là nhà quá nghèo, thành phố đông bộ chúng tôi tài lực có hạn, chuyện tiền bạc thật sự là trứng trọi đá, chỉ có thể gắng ngượng qua ngày mà thôi. Chủ tịch Vương, không phải là chuyện này, bây giờ vấn đề kinh phí của Cục Công an khắp nơi là thế nào thì tôi là một Cục trưởng hiểu rất rõ ràng trong tỉnh Sơn Nam ngoài thành phố Sơn Viên và An Dịch, như vậy chỉ còn thành phố Đông Bộ là tỏ ra giúp đỡ lớn nhất với Cục Công an thành phố, đầu tư tiền bạc nhiều nhất. Nếu Bí Thư Trần còn không hài lòng vì sự giúp đỡ của anh, chỉ sợ các thành phố khác cũng chỉ có thể hỗ thẹn mà thôi. Vương Tử Quân cười cười, tất nhiên hắn biết không phải là vì vấn đề này, nhưng ngoài miệng lại dùng giọng khó hiểu hỏi. Không phải là điều này, như vậy tôi cũng không nhớ rõ mình có nhúng tay vào phương diện nào của khối tư pháp cả. Chủ tịch Vương, khi tôi đến chỗ của Bí Thư Trần thì thấy lãnh đạo đang xem tin tức trên mạng, lãnh đạo thấy một bài viết về thành phố Đông Bộ, nói về một người phụ nữ nông thôn đến thành phố Kêu An, vì cản xe của ngai mà bị bắt giam. Lý Trấn Hoa nói đến đây thì tiếp tục. Loại chuyện này tôi biết rõ không liên quan đến anh, nhất định là đám người bên dưới lén làm sau lưng anh. Tôi cũng không nói đến những vấn đề này, Chủ tịch Vương, tôi thấy hệ thống công an thành phố Đông Bộ nên thay đổi một chút. À, Cục trưởng Lý, anh nói đúng, tôi sẽ báo cáo với bí thư đồng, sẽ để anh ấy cho ra phương án chỉnh đốn, cố gắng đề cao khả năng công tác của đội ngũ công an thành phố Đông Bộ. Lý Trấn Hoa không biết Vương Tử Quân đang nghĩ gì, hắn tỏ vẻ đồng ý với Vương Tử Quân, sau đó nói tiếp. Chủ tịch Vương, tôi thật sự không muốn khoa chân múa tay với công tác kiến thiết đội ngũ cục công an ở thành phố Đông Bộ, thế nhưng có vài phương diện tôi cảm thấy mở rộng vẫn tốt hơn. Đồng chí Hạ Nham Châu có năng lực, có tính tích cực công tác, chỉ là bây giờ anh ta là bí thư ủy ban tư pháp, thế cho nên không có đủ tinh lực để quản lý hệ thống cục công an. Xã hội phát triển đến tình huống hiện tại cũng cần một đội ngũ cục công an có tố chất cao, vì thế tôi cảm thấy thành phố đông bộ nên để cho chuyên gia quản lý cục công an, phải phân chia cục công an và bí thư ủy ban tư pháp, đây là điều mà chúng tôi muốn đề xướng. Lý Trấn Hoa cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự của mình, đó chính là kéo hạ Nham Châu ra khỏi vị trí cục trưởng cục công an. Lý Trấn Hoa sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến vấn đề này, nếu như Vương Tử Quân thật sự tin tưởng đối phương nói vậy là vì muốn cục công an tiến thêm một bước trong công tác phục vụ nhân dân, không bằng đập đầu vào đậu hũ chết đi cho rồi. chương 578, áp lực biến thành động lực, nguy hiểm biến thành bình thường. Cục trưởng Lý giải thích quá sâu sắc, không hỗ danh là người đứng đầu chiến tuyến công an của tỉnh. Thế này đi, tôi sẽ thương lượng với bí thư đồng, nếu như có thể thực hiện được, chúng tôi sẽ nhanh chóng thúc đẩy. Vương tử quân lúc này chợt ý thức được rằng Đồng Quốc Khánh cũng có tác dụng, chỉ cần mình có gì không muốn làm cũng có thể đẩy lên người bí thư đồng, hơn nữa như vậy lại cực kỳ hợp tình hợp lý, căn bản không tốn chút sức. Lý Trấn Hoa đã đạt được mục đích, hắn cũng không nói gì thêm, sau khi nói vài câu chuyện phiếm thì hai người cúp điện thoại. Đồng hồ vẫn chạy tích tắc, vương tử quân suy xét lại sự việc một lượt, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, mượn đao giết người, muốn đưa vương tử quân này lên đầu súng sao gần đây tâm tình của hạ nham châu thật sự không tốt buồn bã ỉu xìu người cũng gần giặc đi tề chính hồng trước đó hoàn toàn thua trận lẽ ra phải có chút dấu hiệu hắn sao lại không phát hiện ra khi tất cả mọi người án binh bất động thì hắn lại nóng lòng tranh thủ chạy đến dán mặt nóng lên mông đồng quốc khánh kết quả là thế nào còn không phải đắc tội với vương tử quân sao trong quan trường cực kỳ chú ý đến vòng quan hệ của mình từng người giống như tiến vào một vòng xoáy lớn, muôn người với muôn hình muôn vẻ quay cuồng bên trong, mình có thể vào một vòng xoáy tốt, cũng có thể vào một hố đen. Chuyện đến bây giờ thì Hạ Nham Châu đã sinh ra một ý nghĩ, đó là trên trán của mình đã khắc ghi rõ ràng, mình là người Đồng Quốc Khánh, mà bí thư Đồng Quốc Khánh là người chủ trương theo chỉ thị của Chủ tịch Tề Chính Hồng. Nhưng bây giờ Tề Chính Hồng rõ ràng đã rơi xuống vực sâu, dù là kẻ nào đến tìm cũng sẽ bị nuốt trôi, mình cần gì phải nhảy vào nhưng đó cũng là vực sâu không đáy, nếu tề chính hồng đã rơi xuống, như vậy tất cả những người trong vòng quan hệ của chủ tịch tề cũng sẽ rơi dụng theo, hạ nham châu hắn cũng khó tránh thoát được. Hạ nham châu nghĩ như vậy, trong đầu xuất hiện một tảng đá, nó đứng bên bờ vực, bên trên ghi rõ đó là một phần của tề chính hồng. Không, vì sao anh đã xuống địa ngục rồi mà vẫn kéo cả tôi xuống theo chứ? Hạ nham châu nghĩ đi nghĩ lại, hắn uống một ngụm trà rồi đi tới đi lui trong văn phòng, cực kỳ mất tập trung. Hạ Nham Châu xem như thất bại trong lúc đứng thành hàng, những năm nay bản tính của con người cũng biểu hiện động thái, anh thành công thì biến thành thiện, anh thất bại sẽ là ác, thế cho nên mới nói thắng làm vua thua làm giặc. Giặc là gì, không phải là thế lực gian ác sao? Hạ Nham Châu nghĩ như vậy mà trong lòng càng thêm hối hận. Sự việc bên này còn chưa có manh mối thì cậu em bên kia lại sinh chuyện, sau đó Hạ Nham Châu lại nhận được tin Trần Ngãi Kiều bị Cục Công an huyện giam giữ, hắn thật sự cảm thấy bực bội và đầu phình lớn lên một loạt sự việc không may xuất hiện, không bao lâu nữa thì thanh danh của hắn sẽ bùng nổ khắp tình. Con người là như vậy, đừng để sự việc không may xảy ra, nếu không một khi đã xui xẻo thì uống nước cũng mắc nghẹn. Hạ Nham Châu tức giận điên cuồng, hắn nhấc điện thoại gọi cho Cục trưởng Lý Hồ Châu Cục Công an huyện Duyệt Linh mắng cho một trận, để cho đối phương căn bản không dám thở mạnh. Nhưng cuối cùng Lý Hồ Châu vẫn dùng giọng cẩn thận nói. Bí thư hạ, chúng tôi có căn cứ pháp luật để giam giữ Trần Ngãi Kiều anh đừng ăn nói bậy bạ, tranh thủ thời gian thả người. Hạ Nham Châu chửi ầm lên, sau đó hung hăng cúp điện thoại. Hạ Nham Châu thở phì phò mà hận không thể cách chức cục trưởng cục công an của Lý Hồ Châu, nhưng bây giờ là thời điểm mấu chốt, mình không thể hành động theo cảm tính được. Nhưng thật sự có thể ổn định được sao? Nếu như Vương Tử Quân thừa cơ hội này để gây khó cho mình ở hội nghị thường ủy, chính mình nên làm gì bây giờ? Hạ Nham Châu nghĩ đến tình huống sau khi Vương Tử Quân đến thành phố Đông Bộ, Mỗi câu mỗi lời của người này đều có khí thế như bão táp, thế là trong lòng cực kỳ kiêng kỵ. Bình tĩnh xem xét thì thấy người này căn bản mạnh mẽ hơn Đồng Quốc Khánh rất nhiều, cực kỳ giỏi trên phương diện nắm kinh tế, nhưng lại quá trẻ tuổi và mạnh mẽ, một khi đã ra tay thì dù là ai cũng phải xuống đài. Hơn nữa người này căn bản không dễ phát tác, thế nhưng mỗi lần ra tay phải động vào vị trí yếu hại, tùy thời mà động, một khi thời cơ chín muồi sẽ đâm một nhát tiến anh xuống địa ngục. Nhâm Sương Bình ngã xuống lý khang lộ ngã xuống ngay cả bí thư tiết diệu tiến cũng phải rời khỏi cương vị công tác hạ nham châu hoài nghi tất cả có liên quan đến vương tử quân nếu như không có những chuyện này phát sinh thì hạ nham châu còn có ý nghĩ sẽ đối kháng được với vương tử quân thế nhưng hắn đã nhanh chóng cảm thấy mình và vương tử quân chỉ là châu chấu đá xe thật sự không làm gì được bí thư đồng có thể giúp mình hạ nham châu cảm thấy cực kỳ bất an cuối cùng hắn cũng nghĩ đến lãnh đạo của mình Hạ Nham Châu trầm ngâm dây lát và cầm điện thoại gọi đi, sau nửa phút thì điện thoại được nối thông. Sau khi nghe được âm thanh quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, Hạ Nham Châu dùng giọng vội vàng nói. Bí thư đồng, bây giờ anh có rảnh không? Tôi có chút công tác muốn báo cáo với anh. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục thì Hạ Nham Châu thở dài một hơi, đối với hắn thì câu trả lời của bí thư đồng thật sự không tệ, dù sao thì bí thư đồng cũng không phải khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ không quan tâm. Hạ Nham Châu chỉnh lý lại trang phục, sau đó hắn mới đi ra ngoài cửa. Nhưng hắn chợt khựng lại, sau đó quay về xem xét đống tài liệu trên bàn, chợt thấy một bản tài liệu chính giữa có ký tên Lý Hồ Châu. Hắn xem xong và nghiến răng nghiến lợi mắng: "Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, xem tôi thu thập tên khốn ngươi như thế nào." Hạ Nham Châu thấy mình muốn thu thập một vị cục trưởng cục công an huyện thì dễ dàng như trở bàn tay, chỉ là hắn không biết, khi hắn đang báo cáo công tác cho Đồng Quốc Khánh, Vị cục trưởng cục công an huyện kia cũng đang gọi điện thoại cho một người khác. Lý Hồ Châu lúc này đứng bên cạnh bàn làm việc, hắn dùng giọng cung kính nói. "Chính ủy, tôi là Hồ Châu." "Chào cục trưởng Hồ Châu, gần đây cậu công tác thế nào?" Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh ôn hòa. "Cảm ơn chính ủy đã quan tâm, tôi rất tốt, chỉ là chính ủy, Hạ Nam Châu giống như đã biết chuyện, vừa rồi gọi điện thoại cho tôi, yêu cầu tôi thả người." lý hồ châu nói đến hạ nham châu thì cũng căn bản không có chút tôn trọng ha ha hồ châu bí thư hạ đã lên tiếng vậy thì cứ làm theo yêu cầu dù sao thì cấp dưới vẫn phải phục tùng thượng cấp người ở đầu dây bên kia vẫn dùng giọng nhỏ nhẹ hòa ái nói lý hồ châu vốn có chút không yên bây giờ nghe được lời của đối phương thì thả lỏng hơn một chút hắn trầm ngâm dây lát rồi nói tiếp chính ủy bây giờ chúng ta có nên thực hiện bước tiếp theo không Vị chính ủy ở đầu dây bên kia giống như hiểu rõ lo lắng của Lý Hồ Châu, chợt nghe hắn dùng giọng ung dung nói. Có thể bắt đầu được rồi, Hồ Châu, vừa rồi Cục trưởng Lý có gọi điện thoại cho tôi, nói là Chủ tịch Vương đã lên tiếng, cũng tin chắc Chủ tịch Vương sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, dù sao thì Hạ Nham Châu cũng là người của Đồng Quốc Khánh. Chủ tịch Vương sẽ động vào Hạ Nham Châu sao? Lý Hồ Châu cảm thấy Cục trưởng Lý ở tận thành phố Sơn Viên căn bản là xa không thể chạm vào, bây giờ hắn chú ý nhất chính là người cực kỳ cường thế ở thành phố đông bộ chính là chủ tịch vương tử quân tất nhiên rồi hồ châu cậu nghĩ lại mà xem trước đó vài ngày hạ nam châu đã công khai đứng thành hàng đây rõ ràng là phản bội công khai chủ tịch vương sẽ tỏ ra không thấy sao hơn nữa bây giờ chúng ta đã đưa đao sắc vào trong tay anh ấy tuy anh ta sẽ không nhất định cách chức bí thư ủy ban tư pháp của hạ nam châu thế nhưng lấy đi chức vụ cục trưởng cục công an cũng không phải là vấn đề Người ở đầu dây bên kia dùng giọng cực kỳ tự tin nói, điều này làm cho Lý Hồ Châu thả lỏng hơn. Lý Hồ Châu cũng hiểu rõ đạo lý này, đao đã đưa đến tận tay Vương Tử Quân, sao còn không chịu ra tay cho được. "Hồ Châu, cậu công tác ở huyện Duyệt Linh đã khá lâu rồi phải không?" Đầu dây bên kia lại truyền đến giọng điệu cực kỳ ôn hòa. "Chính ủy, trí chí nhớ của ngài rất tốt, năm xưa tôi được ngài phái xuống, bây giờ đã là 5 năm rưỡi rồi." lý hồ châu càng tỏ ra tôn kính vị lãnh đạo của mình cũng không phải là thời gian ngắn coi như vất vả cho cậu tất nhiên càng vất vả cho em gái phải ở thành phố đông bộ trăm con cái cậu đấy nếu rảnh thì nên về thăm nhà một chút chính ủy cứ yên tâm tôi sẽ tận lực không phải tôi không muốn về nhà mà thật sự là thoát thân không được nếu như có chút vấn đề gì xảy ra chỉ sợ sẽ phải xin lỗi sự tài bồi của ngài lý hồ châu bây giờ không quan tâm đến vấn đề này chủ yếu là sau khi sự việc phát sinh thì mình sẽ được sắp xếp ra sao người đối điện cũng không làm cho lý hồ châu thất vọng hắn dùng giọng thấm thiên nói hồ châu tổ chức biết cậu là cán bộ chuyên nghiệp hôm nay xem như tôi vi phạm nguyên tắc tiết lộ cho cậu một thông tin đó là anh ngô ở đội cảnh sát hình sự sắp về hưu ý của tôi là trong khoảng thời gian này đổi công tác cho cậu như vậy cũng tiện cho cậu chăm sóc gia đình cũng không thể ra ngoài công tác anh dũng nhiên lại để cho nhà mình bốc cháy được Lý Hồ Châu nghe thấy như vậy thì trợn mắt há mồm, thầm nghĩ, bổ nhiệm nhân sự thường là như vậy, vào thời điểm quan trọng nếu có người nói bóng nói gió thì sẽ đưa đến những hiệu quả lý tưởng. Nếu như vị trí này vận tác thành công, không phải sẽ cực kỳ thuận buồm xuôi gió sao? Đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố có cấp phó cục, làm cục trưởng cục công an huyện xem ra thì uy phong hơn so với đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố, thế nhưng cấp bậc hành chính chỉ là trưởng phòng. Hơn nữa Lý Hồ Châu là người từ Cục Công an thành phố Đông Bộ đi ra, hắn biết rõ đội cảnh sát hình sự thành phố là một đơn vị cực kỳ quan trọng. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự khóa trước chính là Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố, còn có vài vị làm Cục trưởng Cục Công an thành phố. Mình bây giờ có thể tiến lên làm đội trưởng cảnh sát hình sự, điều này nói rõ điều gì? Nói rõ chính ủy đang cất nhắc mình, xem trọng mình, cho mình một con đường phát triển thanh thang. Cảm ơn chính ủy, mong chính ủy yên tâm, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ lý hồ châu lúc này đã căn bản buông bỏ áp chế hắn lớn tiếng đảm bảo tốt khi nào cậu về thành phố thì tôi sẽ tổ chức tiệc đón gió tẩy trần người đàn ông ở đầu dây bên kia mở miệng dặn dò một phen sau đó cúp điện thoại lý hồ châu cúp điện thoại và nhìn ra ngoài hắn thấy trời đã tối hắn đi ra khỏi phòng làm việc nhìn lên trời phát hiện một ngôi sao băng rạch trời rơi xuống hắn chợt sinh ra một ý nghĩ nếu như ngôi sao băng kia không rạch phá không gian, có ai sẽ chú ý đến sự hiện hữu của nó? Xem ra nó dùng sự không tồn tại để đổi lấy sự tồn tại, mình phải học tập theo nó, nếu một khi đã xuất phát thì căn bản không có đường về, thật ra thì nhân sinh vốn cũng không có đường lui. Hắn nghĩ như vậy và cảm thấy yên tâm hơn, chỉ cần vận tác thỏa đáng, tất cả nguy hiểm sẽ qua, mọi thứ sẽ biến thành vui vẻ. Tuy cục trưởng cục công an cũng là một nhân vật trong huyện thành thế nhưng lực ảnh hưởng đôi khi thật sự kém xa một vị phó chủ tịch huyện. Nhưng là người thì ai cũng có dã tâm, đàn ông tham chính lại càng là động vật có dã tâm. Một khi người ta leo lên núi sẽ nhìn thấy một ngọn núi khác cao hơn, Lý Hồ Châu ở vào vị trí hiện tại cảm thấy rất bức bối, vì một vị trí cục trưởng cục công an huyện không phải là mục tiêu của hắn. Hắn muốn tiến lên, hắn muốn thừa dịp mình còn trẻ còn cơ hội để tiếp tục tiến lên bây giờ thật sự có cơ hội như vậy trên cục công an thành phố đang có một lỗ hổng cần hắn đến lấp đầy tuy lý hồ châu có quan hệ không tồi với hạ nam châu thế nhưng hắn dù sao cũng không phải cán bộ dòng chính của bí thư hạ tuy hắn làm cục trưởng cục công an huyện là không có vấn đề thế nhưng muốn tiến thêm một bước thì cực kỳ khó khăn nếu cây củ cải chiếm một vị trí như vậy phải nhổ nó lên để lấp đầy lỗ hổng đó lý hồ châu biết rõ ý nghĩ của chính ủy thì cũng từng sinh ra ý nghĩ do dự thế nhưng cuối cùng hắn vẫn tham gia không chùn bước, vẫn phải nhào đầu vào. Vào thời vua chúa thì quan viên cũng phải chen chúc tranh giành địa vị, quan trường bây giờ cũng là như vậy, chỉ có chen chúc lẫn nhau mới có thể tìm được vị trí tốt và tìm được sự ủng hộ của lãnh đạo. Làm lãnh đạo sẽ không bao giờ quên đám anh em một lòng vì mình. Quan trường luôn là như vậy, ai cũng muốn bỏ lên vị trí cao hơn, ai cũng phải nhìn bốn phía, nghe tám hướng. Chỉ cần đối phương có tác dụng quyết định để anh tiến lên, như vậy anh phải coi người ta như đấng cứu thế, phải toàn lực làm việc cho người ta. Trong sự kiện này có một nguyên nhân làm cho Lý Hồ Châu ra tay không chút do so dự, chính là chính ủy muốn nhờ tay Chủ tịch Vương để nắm bắt vị trí Cục trưởng Cục Công an của Hạ Nham Châu. Hắn biết rõ Hạ Nham Châu đắc tội với Vương Tử Quân, bây giờ lại dựa lưng vào Đồng Quốc Khánh, và hắn tin chỉ cần Vương Tử Quân ra tay thì tất cả sẽ xong. Vương Tử Quân cũng không biết người ta có lòng tin với mình như vậy, Hắn lúc này đang ở trong phòng làm việc nghe trương đảo long báo cáo về công tác của khu quy hoạch kỹ thuật cao. Hắn đặc biệt chú ý đến phương diện xây dựng khu công nghiệp thủy tinh. Đảo long có vài thủ tục bắt buộc phải làm, nhưng cũng có một vài thủ tục cần phải linh hoạt nắm giữ, bảo đảm tiến độ của khu quy hoạch kỹ thuật cao. Phương tử quân nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: Khu quy hoạch kỹ thuật cao năm nay có thành tích rất tốt, tôi hy vọng anh có thể không ngừng cố gắng, sẽ cho tôi một niềm vui mới trương đảo long đã hoàn toàn đứng vào trong hàng ngũ của vương tử quân tuy hắn vẫn ngồi nghiêm chỉnh nhưng cách nói chuyện cũng đã tùy ý hơn hắn cười cười nói với vương tử quân chủ tịch vương xem anh nói kìa như vậy là cho tôi áp lực lớn cán bộ thành phố đông bộ này có ai không biết chủ tịch vương có ánh mắt cao vời yêu cầu nghiêm khắc hạng mục bình thường căn bản là không thể lọt vào mắt xanh của ngài vậy anh hãy làm ra một chiến tích không tầm thường như vậy cũng làm tôi có thể nở mày nở mặt với lãnh đạo tỉnh Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Trương Đảo Long, hắn căn bản không cho ra dư âm quay về. Trương Đảo Long biết rõ bây giờ mình căn bản không nhận không được, thế cho nên chỉ có thể kiên trì nói. Chủ tịch Vương, tôi nhất định sẽ chấp hành chỉ thị của ngài, nhưng ngài phải đồng ý với tôi một chuyện mới được. Vương Tử Quân nhìn gương mặt với ánh mắt lấp lánh của Trương Đảo Long, hắn cười ha hả nói. Đừng nói là một chuyện, nếu không thì thế này, Đảo Long Anh chỉ cần đẩy khu quy hoạch kỹ thuật cao trở thành khu công nghiệp mạnh của tỉnh, tôi sẽ xóa đi hai chữ trợ lý trong chức vụ của anh. Trương Đảo Long chợt sững sờ, hắn vốn nhờ Chủ tịch Vương giúp mình kêu gọi đầu tư, không ngờ lại có được một đáp án như vậy. Xóa đi hai chữ trợ lý, hắn biết rõ như vậy sẽ là gì. Tuy hắn biết xóa hai chữ trợ lý đi còn phải thêm vào đó chữ phó, thế nhưng đây cũng là một niềm vui rất lớn cho há. Trương Đảo Long ngẩng đầu dùng ánh mắt căng thẳng nhìn Vương Tử Quân, hắn lập tức dùng ngôn từ chính xác để chứng thật. Chủ tịch Vương, ngài cứ xem vào biểu hiện của tôi. Vương tử quân cười cười, đang định nói vài lời vui đùa với Trương Đảo Long, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào. Hắn cũng không chờ Triệu Quốc Lương đến báo cáo mà nhanh chóng đi ra cửa sổ nhìn xuống. Cửa sổ phòng làm việc của Vương Tử Quân có tính bao quát khắp ủy ban, thế cho nên Vương Tử Quân nhanh chóng thấy rõ tình huống có chục người đang vây quanh ủy ban thành phố, vì cách hơi xa nên vương tử quân không rõ những biểu ngữ mà đám người kia mang theo là gì, nhưng một hình bóng người phụ nữ quỳ gối xuống trước cổng lại không xa lạ gì với vương tử quân. Tại sao lại là chị ta? Vương tử quân nhìn người phụ nữ kia mà vẻ mặt chợt biến đổi, đúng lúc này triệu quốc lương gõ cửa đi vào. Chủ tịch vương, là người huyện Duyệt Linh đến kêu oan, vẫn là vì chuyện kia. Trần Ngãi Kiều đến huyện kêu oan bị giam giữ, con trai Trần Ngãi Kiều lại bị người ta đánh. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Triệu Quốc Lương rồi nói. Cậu đi thông báo cho người của phòng văn thư, đưa người kêu oan đến phòng khách. Vâng, Triệu Quốc Lương chỉ đến báo cáo tình huống, cũng không ngờ Chủ tịch Vương lại để mình tiếp kiến người kêu oan. Bây giờ người kêu oan khá nhiều, nếu Chủ tịch tiếp đãi từng người từng việc thì sao làm công tác khác. Nhưng dù sao thì Chủ tịch cũng sai mình đi xử lý, mình nên toàn lực ứng phó. Chủ tịch Vương, lần này Bí Thư Hạ làm việc không tốt, tôi nghe nói còn có phóng viên trong tỉnh theo sát vụ này. Trương Đảo Long chờ Triệu Quốc Lương rời khỏi phòng rồi khẽ nói. Vương Tử Quân đặt bút trong tay xuống bàn, hắn cũng không nói gì, trầm ngâm dây lát rồi mới mở miệng. Anh cảm thấy nếu như Hạ Nham Châu ném ra vị trí cục trưởng cục công an, ai là người có khả năng tiếp nhận nhất? Trương Đảo Long chợt sướng sờ, nhưng hắn là người trí tuệ chính trị cao vời, chỉ sau nháy mắt đã hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân hắn do dự một lát rồi trầm giọng nói. Là chính ủy Trần Cương truyền cục công an thành phố Đông Bộ, người này là cảnh sát nhiều năm, hơn nữa danh tiếng là không tệ, khi còn trẻ từng cùng với bí thư hạ được xưng là thành đồng vách sắt của cục công an thành phố Đông Bộ. Trương Đảo Long nói ra một câu ẩn giấu khá nhiều tin tức, Vương Tử Quân khẽ cười với Trương Đảo Long, cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Vài phút sau Triệu Quốc Lương đi đến báo cáo, nói rằng đã đưa Trần Ngãi Kiều đến phòng họp, nhưng không phải chỉ là một mình Trần Ngãi Kiều, còn có vài thân thích đi theo. Đào Long, trước tiên tôi phải xử lý chuyện này, anh quay về xem xét lại quy hoạch và phương hướng phát triển của khu quy hoạch kỹ thuật cao, để xem nên đi theo hướng nào mới có thể làm cho khu quy hoạch kỹ thuật cao tiến thêm một bước mạnh mẽ. Vương Tử Quân nói rồi đi ra ngoài cửa. Trương Đảo Long biết chuyện này không phải là nhỏ, hắn gật đầu xưng vâng, sau đó nhanh chóng cáo từ Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân tiếp kiến Trần Ngãi Kiều, có rất nhiều người chú ý đến sự kiện này đã nhận được tin tức. Phản ứng của những người này lại rất khác biệt, có kẻ vui sướng và có kẻ sợ hãi. Lúc này Hạ Nham Châu cảm thấy trái tim của mình như nhảy ra ngoài, dù sao thì chuyện này cũng không có gì tốt đẹp với hắn, chỉ là lúc này không còn đường lui, hắn chỉ có thể cố gắng chống đỡ mà thôi. Thư ký trưởng, lát nữa anh nhất định phải nói cho tôi đôi lời trước mặt bí thư đồng, bây giờ tên họ Vương kia rõ ràng muốn chọc sự việc lớn ra nếu như để hắn ta tùy ý làm sằng bậy như vậy sau này các vị thường ủy thị ủy đều phải run sợ đều lo lắng bất an sao khi đi đến khỏi phòng làm việc của đồng quốc khánh thì hạ nham châu gặp mặt đảng hằng tuy trước kia hai bên có quan hệ không gần gũi thế nhưng lúc này hắn cũng bất chấp nhiều thứ như vậy đảng hằng khẽ gật đầu hắn cũng cảm thấy ở sợ việc này hạ nham châu thật sự có chút quá mức nhưng bây giờ hạ nham châu dù sao cũng là bí thư ủy ban tư pháp kiêm cục trưởng cục công an Vị trí này cực kỳ quan trọng với Bí thư Đồng. Bí thư Hạ, anh cứ yên tâm, chỉ cần có thể nói, tôi sẽ tuyệt đối không để cho Bí thư Hạ thất vọng. Vậy thì làm phiền cậu, sau khi trải qua chuyện lần này, tôi nhất định sẽ mời khách. Hạ Nham Châu bắt chặt tay Đảng Hằng, dùng giọng thành thật nói. Khi hai người nói chuyện thì phó chủ nhiệm văn phòng thị ủy Lữ Bân Tương đi đến, khi thấy Đảng Hằng thì nhanh chóng báo cáo. Thư ký trưởng Đảng, có vài nhà truyền thông đến bọn họ nói muốn đến phỏng vấn. Tuy Lữ Bân Tương không nói rõ phỏng vấn cái gì, thế nhưng Đảng Hằng và Hạ Nham Châu lại không khó đoán được mục đích của đám người kia. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, Đảng Hằng khẽ nói với Lữ Bân Tương. Chuyện liên quan đến phòng tuyên truyền thì đến tìm phòng tuyên truyền, bọn họ sẽ xử lý chuyện này đúng mực hơn. Hạ Nham Châu cũng hiểu sự việc này nên giao cho phòng tuyên truyền thì ổn hơn, dù sao thì phối hợp với truyền thông cũng là lĩnh vực chuyên nghiệp của phòng tuyên truyền tôi đi ngay đây. Lữ Bân Tương là người biết chuyện, hắn biết rõ lúc này phải cố gắng bận rộn, dù cho thế nào cũng không nên cho lãnh đạo thấy mình đang thanh nhàn. Bí thư đồng đang ở trong phòng, bí thư hạ cứ đi trước, tôi xử lý chút chuyện rồi sẽ theo sau. Đảng Hằng chuẩn bị cùng theo hạ Nham Châu đến phòng làm việc của Đồng Quốc Khánh, bây giờ hắn giống như chợt nhớ ra vấn đề gì đó, thế là nói với hạ Nham Châu. Hạ Nham Châu lúc này rất muốn gặp Đồng Quốc Khánh, có thể nói lúc này Đồng Quốc Khánh là cỏ cây cứu mạng của hắn, hắn tin tưởng Bí Thư Đồng là người lão luyện sẽ cho ra kế hoạch tốt. Nếu như Bí Thư Đồng không rũi bàn tay về phía hắn, hắn bây giờ bị vương tử quân giữ lấy cán dao, chắc chắn sẽ rơi vào tử địa. Vì thế lúc này dù hắn bất mãn với mánh lưới của đảng Hằng, thế nhưng cũng không dám sinh ra nhiều tâm tư so đo. Thư ký trưởng anh chờ một lát nữa rồi hãy đến. Hạ Nham Châu dặn dò một câu với đảng Hằng, sau đó nhanh chóng tiến về phía phòng làm việc của Đồng Quốc Khánh. Khi hình bóng của Hạ Nham Châu biến mất nơi hành lang, đảng hằng đi đến bên cạnh cửa sổ, hai con người bao quát về phía trước. Ánh mắt hắn không nhìn về phía đám người chưa chịu tản đi ở cổng khu văn phòng khối chính quyền thành phố, hắn nhìn về phía cổng văn phòng thị ủy. Sau vài chục giây tìm kiếm, đảng hằng cuối cùng cũng tìm được mục tiêu của mình. Lúc này dưới hành lang khu văn phòng thị ủy có một người với chiếc váy vàng nhạt, Người này giống như một đóa hoa xinh đẹp duyên dáng đứng lẫn trong đám người. Gần đây Đảng Hằng thường nằm mơ, trong mơ luôn thấy vợ mình biến thành người phụ nữ kia. Có một ngày hắn vô tình đọc một quyển tạp chí, bên trong có một bài viết nói rằng đàn ông không có hứng thú với cuộc sống gia đình thường là do thói có mới nới cũ, nhưng khi tưởng tượng vợ mình biến thành người kia, thế là căn bệnh sẽ biến mất. Hắn sau khi đọc xong thì chợt bừng tỉnh, hèn gì gần đây mình không có hứng thú với vợ, thì ra nguyên nhân là như vậy thư ký trưởng đang nhìn người phụ nữ ở dưới lầu, căn bản không chú ý lúc này trong đám cảnh sát nhân dân đang duy trì trật tự trước cổng khu văn phòng khối chính quyền thành phố có một người đang gọi điện thoại. Người cảnh sát này hơn 40 tuổi, đang nói chuyện với nụ cười chiến thắng. Cục trưởng Lý, bây giờ Chủ tịch Vương đang nói chuyện với người kêu oan, tôi tin tưởng không bao lâu nữa thì vấn đề sẽ được giải quyết. Đồng Quốc Khánh vốn cảm thấy sự kiện này căn bản không cần mở hội nghị thường ủy, cũng không cần thương lượng giải quyết nhưng một cú điện thoại của bí thư Trần thuộc Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy lại làm cho hắn thay đổi ý nghĩ. Cũng vì thay đổi này của Đồng Quốc Khánh làm cho Hạ Nham Châu giống như chim sợ ná, càng ngày càng không yên ổn, bất an lo lắng. Thật ra bí thư Trần cũng không nói gì thêm, chỉ muốn giữ vững hình tượng của chính quyền và khối tư pháp. Khốn nổi lãnh đạo nói ít thì ý nghĩa bên trong càng nhiều, Đồng Quốc Khánh cũng không muốn gánh trách nhiệm, vì vậy đơn giản mở một hội nghị thường ủy để tập thể gánh chịu vấn đề. Trong hội nghị thường ủy, bầu không khí hội nghị rất u ám, rất nặng nề. Sự việc này rất cân não, tâm tình mọi người bị đè nén, rất cần được thả lòng. Vì vậy hội nghị bắt đầu chưa được bao lâu thì đã có người đi ra đi vào, bọn họ bớt chút thời gian chạy ra ngoài hút thuốc, hít thở không khí, thả lòng một chút, điều này làm cho Đồng Quốc Khánh nhìn vào mắt cảm thấy mất hứng. Hạ Nham Châu rất an phận, hắn ngồi trong hội trường không nhúc nhích. Hắn là bí thư ủy ban tư pháp, là cục trưởng cục công an, Chuyện này liên quan đến người thân của hắn, hắn thậm chí đã thấy có người nhìn mình giống như nhìn một đối tượng sắp gánh chịu phê phán. Đồng Quốc Khánh gõ gõ xuống bàn nói: "Được rồi, bây giờ tiếp tục họp." Mọi người lại trở nên nghiêm túc, lại rơi vào bầu không khí trầm trọng. "Thưa các đồng chí, thành phố Đông Bộ chúng ta phát sinh sự việc này, tôi cảm thấy rất đau lòng. Tuy đây không phải là vụ án gì đặc biệt, thế nhưng nó lại làm cho hình tượng của chính quyền chúng ta rơi vào tình thế xấu hổ." Tôi cảm thấy nên điều tra đến cùng với những người có trách nhiệm, tuyệt đối không nuông chiều. Đồng Quốc Khánh là bí thư thị ủy, hắn mở miệng xem như quyết định vấn đề. Hắn làm vậy cũng không phải muốn đánh hạ Nham Nam Châu, chính là muốn chủ động bịt miệng Vương Tử Quân. Đồng Quốc Khánh đã đề nghị xử lý nghiêm túc, Vương Tử Quân còn nói thế nào được nữa. Còn có thể nắm chặt không tha sao? Hơn nữa nghiêm túc xử lý thế nào cũng không liên quan đến Hạ Nam Châu, chỉ cần Hạ Nam Châu có phương án tránh né hiệu quả. Như vậy sẽ hoàn toàn giữ được địa vị của mình. Bí thư Hạ, bài học lần này đã quá rõ ràng, vì vậy tôi thấy anh nên nắm chặt công tác trật tự trị an, hệ thống tư pháp chúng ta cần tăng cường học tập, kiên quyết tránh hiện tượng thế này phát sinh. Bí thư Đồng, tôi sẽ nhất định thực hiện chỉ thị của ngài, sau này công tác sẽ nắm chặt công tác kỷ luật mà không buông lỏng, kiên quyết ngăn chặn những sự kiện như thế này phát sinh. Hạ Nham Châu dùng ánh mắt cảm kích nhìn Đồng Quốc Khánh, lại dùng giọng động tình nói: hai người đồng quốc khánh và hạ nham châu kẻ sướng người hòa coi như đã quyết định sự việc nhưng vẻ mặt đám thường ủy trong phòng họp lại không thoải mái hơn chút nào ánh mắt của bọn họ nhìn về phía vương tử quân đang ngồi bên cạnh đồng quốc khánh chủ tịch vương còn chưa mở miệng sự việc còn chưa đến giai đoạn được quyết định đồng quốc khánh tất nhiên càng chú ý đến ánh mắt mọi người trong lòng có chút không thoải mái trực giác cảm thấy quyền uy lãnh đạo của mình bị khiêu khích con bà nó còn muốn thực hiện theo quy củ tập trung dân chủ sao Đúng là một đám lãnh đạo chính trị chưa trưởng thành. Đồng Quốc Khánh thầm oán trong lòng, hắn nghĩ rằng chế độ tập trung dân chủ trong chính trị không phải là giả, thế nhưng nó lại có đặc sắc của Trung Quốc. Nếu muốn làm dân chủ thì phải hiểu cái gì là dân chủ, dân chủ chính là chủ dân, anh là dân tôi là chủ, dù là chủ nào cũng không thích dân bạo. Nếu anh thuận theo, luôn luôn nghe lời, như vậy anh sẽ được bám vào thuyền, nếu anh nghịch lại, như vậy đừng hòng thăng quan, chỉ vĩnh viễn là một con kiến mà thôi. Dù cho anh có quyền đề nghị cũng không tạo ra tác dụng gì cả. Đồng Quốc Khánh vừa căm tức suy nghĩ vừa đưa mắt nhìn quanh phòng họp, hắn dùng giọng chân thành nói: "Lần này họp chủ yếu là cho ra phương án xử lý vụ việc này như thế nào. Sự việc đã xảy ra, như vậy chúng ta sẽ không tránh né, không trốn tránh, cùng nhau hợp mưu hợp sức xử lý tốt, mọi người có ý kiến gì cứ đề nghị, sẽ tiếp thu ý kiến quần chúng, mọi người có thể nói thoải mái." ngồi đối diện với vương tử quân chính là phó chủ tịch thường vụ tôn quốc lĩnh, sau khi đồng quốc khánh mở miệng thì chuẩn bị lên tiếng. Nhưng hắn vô thức đưa mắt nhìn vương tử quân rồi ngậm miệng lại. Chủ tịch vương tử quân còn chưa hạ lệnh tiến công, nếu như mình tùy tiện nổ súng làm rối loạn kế hoạch của chủ tịch vương, như vậy được không bù mất. Vương tử quân vung vẫy câu bút trong tay, hắn tỏ ra cực kỳ thản nhiên, giống như căn bản không có ý mở miệng. Người căng thẳng nhất lúc này chính là Hạ Nham Châu, khi thấy động tác của Vương Tử Quân, lại thấy Vương Tử Quân không mở miệng, thế là chợt thở dài một hơi. "Bí thư Đồng, tôi muốn nói hai câu." Khi mọi người cho rằng sự việc không giải quyết được gì thì trưởng phòng Tổ chức Tưởng Tuệ Minh trầm giọng nói. "Trưởng phòng Tưởng cứ nói." Đồng Quốc khánh khoát tay áo với Tưởng Tuệ Minh, tỏ ý cho đối phương tùy tiện lên tiếng. Tưởng Tuệ Minh cười cười, hắn đưa mắt nhìn đám người chung quanh, thế là mới nói. "Bí thư Đồng, chủ tịch Vương chuyện này dù là sự kiện ngẫu nhiên, thế nhưng nó coi như cũng cho chúng ta một đòn cảnh cáo. Tôi cảm thấy ý kiến sắp xếp chỉnh đốn kỷ luật là rất cần thiết, thế nhưng trước khi chỉnh đốn, tôi cảm thấy cũng nên có vấn đề cần giải quyết. Bí thư hạ là bí thư ủy ban tư pháp, mỗi ngày khối tư pháp có rất nhiều chuyện, tinh lực một người là có hạn, vì vậy tôi cảm thấy cần phải nắm chặt công tác của Cục Công an, như vậy cần có một chuyên gia đứng ra nắm công tác. Muốn để hạ Nham Châu phải nhả vị trí Cục trưởng Cục Công an ra đây chính là ý nghĩ của không ít người nhưng người nói ra lúc này lại là tưởng tuệ minh lúc này đám người trong hội trường đưa mắt nhìn nhau như sắp thấy kịch hay không biết trong hồ lô của tưởng tuệ minh là thứ nước gì tưởng tuệ minh nói xong thì tỏ ra buồn bực vốn hắn cũng không muốn mở miệng nói ra lựa chọn tốt nhất chính là để vương tử quân lên tiếng hắn cũng rất tán thành như vậy nhưng hắn không ngờ sau khi đồng quốc khánh mở miệng xem như quyết định thì vương tử quân vốn phải hùng hồn lên tiếng chợt không nói gì không há miệng nói một lời vương tử quân không nói người đi theo vương tử quân cũng không nói như vậy hội nghị thường ủy chỉ mở vài phút nữa sẽ tàn sẽ nhanh chóng tan họp tưởng tuệ minh không muốn lúc này sự việc rút đi theo kiểu như vậy hắn vì hứa hẹn với người ta mà bất đắc dĩ mới phải xem xét và mở miệng tưởng tuệ minh mở miệng làm cho đồng quốc khánh chợt sững sờ nhưng hai hàng chân mày nhíu lại rồi hạ xuống tôi đồng ý với ý kiến của trưởng phòng tưởng cục công an chính là một trong những đơn vị quan trọng của thành phố chúng ta bản thân có quá nhiều việc bề bộn bí thư hạ là người có năng lực công tác mạnh mẽ nhưng chúng ta cũng không nên giữ chặt một đồng chí phải ôm đồm nhiều công tác chúng ta cần phải kết hợp làm việc với nghỉ ngơi như vậy mới có đủ tinh lực để xử lý sự việc ngài nói xem có đúng không bí thư đồng phó bí thư thị ủy la kiến cường đứng lên nói hai người tưởng tuệ minh và la kiến cường tỏ thái độ điều này làm cho thế giới nội tâm của hạ nham châu xuất hiện bão tố hắn thật sự rất muốn đứng lên dùng vài lời giác mộ tuyên truyền để phản kích thế nhưng hai người kia một là minh hữu của hắn một là yêu thích trạng thái trung lập hai người bọn họ đều đã lên tiếng xem như vị trí cục trưởng cục công an của mình rất nguy hiểm lãnh đạo thành phố đông bộ không thể nào cách chức vị trí bí thư ủy ban tư pháp của mình nhưng cục trưởng cục công an chính là một lãnh đạo đơn vị ban ngành thuộc khối chính quyền thành phố chỉ cần hội nghị thường ủy cho ra quyết định như vậy hạ nham châu nhả ra vị trí này cũng không phải là vấn đề trong khối công an kiểm sát tư pháp quan trọng nhất chính là công an hạ nham châu có thể kiêm nhiệm vị trí cục trưởng cục công an nó là một con thuyền chèo chống công tác tư pháp nếu hắn nhả ra vị trí này chưa nói đến chuyện có thể chỉ huy phối hợp được ban ngành hay không chỉ sợ điều phối khối tư pháp trong tay cũng không còn thuận lợi được nữa Hạ Nham Châu cực kỳ không tình nguyện nhưng bây giờ rất bất đắc dĩ, đối phương là giao thất mình là thịt cá, dưới tình huống này chính mình không ói ra là không thể. Hắn dùng ánh mắt đau lòng nhìn Đồng Quốc Khánh, tuy hắn cảm thấy hy vọng là rất nhỏ, thế nhưng vẫn hy vọng Đồng Quốc Khánh có thể đứng ra ngăn cản. Đồng Quốc Khánh thấy ánh mắt của Hạ Nham Châu nhưng lại không mở miệng, hắn ngược lại cảm thấy nếu như Hạ Nham Châu ói ra vị trí Cục trưởng Cục Công an, ngược lại cũng là một sự kiện rất tốt. Hơn nữa chuyện này do tưởng Tuệ Minh nói ra, bây giờ đồng quốc khánh và tưởng tuệ minh có quan hệ thân thiết hơn với hạ nham châu hắn tuy không hiểu tính toán của hạ nham châu nhưng lại biết vị trưởng phòng tổ chức thị ủy này là kẻ lão luyện trong chính trị nếu đối phương đã nói như vậy nhất định sẽ không cho mình thất vọng hạ nham châu nhìn ánh mắt dao động bất định của đồng quốc khánh trong lòng càng thêm thất lạc đối với hắn thì mất đi vị trí cục trưởng cục công an sẽ em như địa vị ở thành phố đông bộ sẽ giảm xuống nhưng bây giờ kẻ địch của mình còn chưa ra tay thì người bên mình đã nã pháo, dù mình có phản đối thế nào cũng xem như không được gì. Các vị cảm thấy ý kiến của trưởng phòng tưởng như thế nào? Đồng Quốc Khánh lúc này đã có quyết định, tuy hắn trưng cầu ý kiến thế nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt lên người Vương Tử Quân. Vương Tử Quân biết rõ lúc này không chỉ là Đồng Quốc Khánh nhìn mình, bốn phía cũng có không ít ánh mắt nhìn mình. Hắn ngẩng đầu nhìn Đồng Quốc Khánh rồi cười nói, đối với lời đề nghị của trưởng phòng tưởng tôi đồng ý theo nguyên tắc vương tử quân nói ra khỏi miệng làm cho tưởng tuệ minh thở dài một hơi dù sao thì trong đám người ngồi đây hắn chỉ sợ chủ tịch vương là người đức cao vọng trọng cho ra thiêu thân bây giờ chủ tịch vương nói đồng ý với mình theo nguyên tắc vậy thì vị trí cục trưởng cục công an sẽ rời khỏi mông hạ nam châu nhưng tưởng tuệ minh còn chưa kịp đặt trái tim vào lồng ngực thì vương tử quân đã nói tiếp nhưng tôi cảm thấy bí thư hạ vẫn phải tiếp tục kiêm nhiệm vị trí cục trưởng cục công an Bây giờ hệ thống công an xảy ra chuyện, có thể nói đây là một khiêu chiến lớn về hình tượng của cục công an thành phố chúng ta. Càng lúc này càng phải có người gánh vác trọng trách của đội ngũ, người gánh vác nhiệm vụ nhất định phải có tác phong vững chắc, nghiệp vụ tinh thông. Phòng họp yên ắng như tờ, dù là Hạ Nham Châu là người trong cuộc hay người chủ trì hội nghị là Đồng Quốc Khánh cũng thật sự mơ hồ, vị chủ tịch Vương không ra bài theo lẽ thường, như vậy là có ý gì? Chủ tịch Vương ý của ngài là tiếp tục để cho bí thư hạ chủ trì công tác của cục công an. Bí thư hạ, tưởng tuệ minh nâng ly lên uống một ngụm rồi trầm giọng nói với vương tử quân. Trường phong tưởng, những lời anh nói vừa rồi không phải không đúng, tôi cũng tán thành ý kiến của anh. Sở dĩ xuất hiện sự việc hôm nay cũng là vì bí thư hạ không quá chú tâm, không bỏ nhiều tinh lực trên phương diện xây dựng đội ngũ cục công an. Nhưng tôi cảm thấy sự việc này muốn giải quyết tốt cũng không cần phải thay đổi vị trí cục trưởng cục công an, dù sao thì công tác ổn định mới là quan trọng nhất, nếu không giữ vững cơ sở thì đất sung núi sập. Vương tử quân chậm rãi uống một ngụm nước, khi thấy tưởng tuệ minh còn lên tiếng thì hắn khoát tay chặn lại nói. Bí thư đồng, bí thư hạ, tôi cảm thấy chúng ta có thể làm thế này. Dưới tình huống muốn ổn định đại cục của Cục Công an, chúng ta có thể chọn trong Cục Công an ra một vị phó cục trưởng thường vụ có năng lực xuất chúng và tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ để phụ trách công tác hàng ngày và xây dựng đội ngũ Cục Công an, Phó cục trưởng thường vụ sẽ là người phụ trách công tác lặt vặt cho bí thư hạ, còn bí thư hạ là cục trưởng chẳng những có thể thoát khỏi trói buộc, còn có thể toàn tâm toàn ý vì phát triển công tác tư pháp của thành phố Đông Bộ. Chọn một vị phó cục trưởng thường vụ từ cục công an, vị trí cục trưởng của mình được bảo vệ, như vậy quyền lợi của mình tuy rút nhỏ lại nhưng vẫn tốt hơn so với tình huống bị mất chức cục trưởng cục công an, ít nhất cũng không quá mất mặt. Hạ Nham Châu căn bản đồng ý với lời đề nghị của Vương Tử Quân, trong đầu hắn chợt sinh ra xúc động, muốn vỗ tay vì quan điểm của Vương Tử Quân. Những lời này của Vương Tử Quân thật sự hợp tình hợp lý, thật sự là khá chính xác. Nhưng lúc này hắn không phù hợp tỏ thái độ, thế là Vương Tử Quân nói xong thì hắn nhanh chóng ném ánh mắt về phía Đồng Quốc Khánh. Chương 579, mắt càng mạnh, tâm càng kém. Những ngày gần đây Đồng Quốc Khánh rất ít khi tổ chức hội nghị thường ủy, chủ yếu là vì chính mình không có lòng tin với hướng đi của hội nghị thường ủy. Vương Tử Quân là người quá khó đối phó, Đồng Quốc Khánh cảm thấy mình không thích hợp đối phó chính diện với người này, thế cho nên chỉ có thể tránh sau màn, vì đứng sau màn mới thấy rõ đám tôm tép nhãi nhép biểu diễn trên đài. Vương Tử Quân anh biểu diễn rất hay, như vậy thành phố Đông Bộ sẽ là của anh. Thật sự đáng chê cười, thật ra thì trong quan trường, người có tác dụng quyết định chính là những kẻ luôn đứng sau màn, có thể được người xưng là độc thủ sau màn, cũng có người xưng là anh hùng sau màn. Đồng Quốc Khánh tự nghĩ chính mình không phải là độc thủ, cũng không thể là anh hùng, hắn chỉ biết một đạo lý, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở sau lưng. Như vậy phải làm sao mới có thể là chim sẻ? Đó chính là núp trong bóng tối, luôn khép cửa lại nhìn đối phương qua khe hở, tìm nhược điểm của đối thủ, đến lúc ra tay thì ra tay. Đồng Quốc Khánh nghĩ đến đây mà không khỏi đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, người này thật sự là kẻ trời sinh đào kép, chỉ là một con hát bình thường nhưng cơ bản là diễn cực kỳ linh hoạt chỉ cần có tư tưởng là sẽ làm cho người ta phải nhảy dựng người. Hắn có cặp mắt ẩn giấu cái nhìn như cười như không, hai con người đen sẫm giống như hai quả cầu thủy tinh, cặp mắt này giống như núi liền với trái tim theo một sợi động mạch, khi nghiêm nghị thì làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Đồng Quốc Khánh cảm thấy nụ cười của Vương Tử Quân giống như bóng tối trong lòng người khác, mỗi khi đối phương giả vờ ra dáng công bộc của dân làm cho người ta cực kỳ buồn nôn. Nhưng tên khốn Vương Tử Quân kia lại là kẻ có tinh lực dư thừa, lại là kẻ kiên cường, năng lực phi phàm. Tên này am hiểu nhất chính là cả ngày làm công tác dân sinh, rất nhiều trường hợp công khai mở miệng tuyên bố, cái gì mà chính mình muốn làm một người kéo thuyền hợp cách, cùng cán bộ và nhân dân thành phố đông bộ kéo con thuyền kinh tế vượt sóng, vững vàng đi về phía trước. Anh nói xem, rõ ràng là một vị chủ tịch thành phố nhưng lại so sánh mình là người kéo xe kéo thuyền, như vậy nói rõ điều gì? Đây rõ ràng là dối trá, Vương Tử Quân là một tên khốn dối trá nhưng Đồng Quốc Khánh cảm thấy nhức đầu nhất chính là tên kia nói thế nào làm như vậy, hơn nữa nói là phải làm, đi là phải đến đích, xử sự, quyết đoạn, cực kỳ nhanh nhạy, hầu như không có chút sơ hở nào, điều này làm cho người ta cực kỳ buồn bực. Đừng nghĩ Vương Tử Quân là người có tâm huyết sôi trào khi thấy dân chúng và đồng sự, thật ra thì dưới mí mắt là hai con mắt cực kỳ sâu sắc, vĩnh viễn không bao giờ để lộ ra ý đồ, đây mới là chỗ âm hiểm nhất. Bí thư đồng, Tôi cảm thấy ý kiến của Bí thư Vương và Trưởng phòng Tưởng đều rất tốt. Tổng hợp hai ý kiến của hai vị lãnh đạo, tôi cảm thấy lúc này chúng ta phải lấy điều kiện tiên quyết là bảo đảm tâm tình ổn định của cục công an, phương án chọn một vị phó cục trưởng thường vụ là hoàn toàn có thể tiến hành. Sau khi Vương Tử Quân nói xong thì Phó Chủ tịch thường vụ Tôn Quốc Lĩnh mở miệng, trực tiếp tỏ vẻ ủng hộ ý kiến của Chủ tịch Vương. Khi Tôn Quốc Lĩnh mở miệng thì giống như một con sóng đánh vỡ đê, đám người chúc phu bình, Bành Quang minh Lữ Hạ Cường đều mở miệng nói ra ý kiến của mình. Tuy cách nói của bọn họ có chút khác biệt, thế nhưng ý nghĩa lại xem như trăm sông đổ về một biển, đó chính là giúp đỡ lời đề nghị của Vương Tử Quân. Đồng Quốc Khánh nhìn đám thường ủy thị ủy đứng lên phụ họa ý kiến của Vương Tử Quân mà trong lòng giống như mọc cỏ dại, thật sự xúc động nóng này. Một vị trí cục trưởng cục công an không tính là gì, điều làm hắn cảm thấy khó chịu nổi, chính là mình đường đường là bí thư thị ủy, thế nhưng lại không thể khống chế được hướng đi của hội nghị thường ủy. Ví dụ như hôm nay, con bà nó Vương Tử Quân mới mở miệng thì thế cục của hội nghị thường ủy giống như đã bị nắm mũi dẫn đi. Vương Tử Quân có thể đánh lừa dư luận như vậy, cớ sao người khác không nghe và hiểu được. Đồng quốc khánh oán hận không thôi, anh nói xem, đám thường ủy lên đến vị trí hôm nay, có ai không phải kẻ thông minh xảo quyệt. Vì sao lại nói sao làm vậy? Đúng là một đám ngu ngốc. Bọn họ tự cho rằng nhìn xa sẽ thấy sự thật, bọn họ chỉ biết dùng mắt để nhìn, còn chưa biết dùng tâm phán đoán. Người mù vì sao vẫn có thể đi lại được, vì người mù chỉ có thể dùng tâm để nhìn đường mà không phải dùng mắt. Kẻ có thể dùng mắt căn bản không biết dùng tâm, mắt càng tốt thì tâm càng kém. Nói cái gì là mắt quần chúng sáng như tuyết nhưng rõ ràng là lòng của bọn họ lại mù, tất cả đều đang mò mẫm, cũng đều vì tên khốn vương tử quân. Nhưng không tiếp nhận thì sao bây giờ? đứng ra phủ quyết sao? Nếu quả thật đến mức độ như thế, đối với một lãnh đạo đứng đầu như Đồng Quốc Khánh sẽ là mất mát nhiều hơn. Khi Đồng Quốc Khánh đang cực kỳ do dự thì vẻ mặt tưởng Tuệ Minh đã nhanh chóng biến đổi, hắn đã chuẩn bị đề cử nhân tuyển tiếp nhận vị trí của Hạ Nham Châu. Người kia có thực lực rất mạnh, chỉ cần Hạ Nham Châu phải nhổ ra vị trí Cục trưởng Cục Công an, như vậy hầu như không ai có thể tranh chấp được với người kia, dù sao thì đề bạt cán bộ cũng phải nhìn vào thành tích thực chất nhưng bây giờ tưởng tuệ minh lại đau khổ phát hiện ra rằng sức cạnh tranh hùng mạnh đôi khi cũng là một cái hoàn cảnh xấu. Mượn lời kẻ ủy thác hắn đã nói, đó vốn là một vị lãnh đạo thực chất, sao có thể cạnh tranh vị trí phó cục trưởng thường vụ. Tưởng tuệ minh nghĩ đến đây thì cảm thấy khó chịu, thật ra hắn thấy hội nghị thường ủy lần này được không bù mất, chẳng những không tìm được lợi ích như kỳ vọng, ngược lại còn đắc tội hạ nham châu, rõ ràng là nhà rột gặp đêm mưa. Bí thư đồng, tôi đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Vương, không phải tôi muốn tiếp tục ngồi trên vị trí hiện tại, tôi cảm thấy đây chính là thời điểm đặt vấn đề ổn định hàng ngũ của cục công an lên hàng đầu. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, khi cục công an chúng ta vượt qua nguy cơ, tôi có thể nhường chức vụ cục trưởng cục công an bất cứ khi nào. Hạ Nham Châu chợt đứng lên khỏi ghế, hắn trầm giọng tỏ thái độ với Đồng Quốc Khánh. Đồng Quốc Khánh tuy thầm oán với tình huống Hạ Nham Châu lên tiếng, thế nhưng lúc này điều hắn có thể làm chỉ là tiếp nhận mà thôi nhưng trong lòng lại thầm mắng công phu mồm mép của hạ nham châu càng ngày càng trơn trượt cái gì mà là để sau sự kiện này bất cứ lúc nào cũng có thể nhường lại vị trí cục trưởng cục công an lúc này dư luận đang ở trên đầu sóng ngọn gió anh có thể không coi ai ra gì vẫn ngồi bất động không chút xấu hổ đợi đến khi sóng gió êm lặng anh còn để yên cho người ta vung dao cắt cổ mình sao chỉ có quỷ mới tin lời của anh nếu mọi người đã không có ý kiến gì khác như vậy cứ chấp hành theo ý kiến của Chủ tịch Vương và trưởng phòng tường. Đồng Quốc Khánh suy nghĩ rất nhanh, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến phương án xử lý của hắn. Hắn cân nhắc một chút, trận phong ba lần này xem như giải quyết bằng một cách thức không một tiếng động cho rồi. Nếu không còn những đề tài thảo luận nào khác, các vị thường ủy nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Đảng Hằng là thư ký trưởng văn phòng thị ủy, vì là người phải quan tâm đến biên bản hội nghị nên phải đi ra sau cùng. Hắn nhìn bóng lưng đám người, trong lòng chợt bùng lên cảm khái. Lần này bí thư đồng lại thua, không phải thua trên một hội nghị bình thường, thua ở phương diện khống chế hội nghị thường ủy. Dù trong mắt đảng hằng thì đồng quốc khánh đi ra vẫn hiên ngang ngẩng đầu, vẫn đi xuống lầu cực kỳ có khí thế, nhưng hắn lại cảm thấy lãnh đạo uy phong lẫm liệt mà có ẩn giấu vài phần hưu quạnh. Đảng hằng lướt mắt qua người đồng quốc khánh, ánh mắt lại rơi lên người vương tử quân. Nếu so với Đồng Quốc Khánh đi ngẩng đầu ưỡn ngực cực kỳ hiên ngang thì Vương Tử Quân vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với vài vị thường ủy, gương mặt với nụ cười như mùa xuân đến, thật sự làm cho người ta dễ dàng tiếp nhận. Vương Tử Quân thật sự là người chiến thắng sao? Trước khi đi vào thành phố Đông Bộ thì đảng hằng có 10 phần tin tưởng vào mình, nhưng khi thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng hiểu rõ tình huống ở thành phố Đông Bộ đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác rung động mạnh mẽ khi lần đầu tiên thấy bí thư đồng không hoàn toàn khống chế được thành phố đông bộ. Có người vui có người sầu, hội nghị thường ủy họp trong phòng kín nhưng thật chất gió lùa bốn phía bức tường. Vì vậy khi tất cả các vị thường ủy còn chưa kịp đi hết ra khỏi phòng họp thì tin tức hội nghị lần này đã truyền vào trong tai không ít người. Trước cổng khu văn phòng khối chính quyền thành phố là một chiếc xe trực ban, chính ủy của Cục Công an thành phố Đông Bộ là Trần Cương Truyền đang trò chuyện cùng vài vị cảnh sát bên trong xe. Chính ủy Trần là người nhiệt tình ôn hòa, nhanh chóng chiếm được hảo cảm của các vị cảnh sát. Tút tút tút. Khi Trần Cương Truyền đang nói về những chuyện đáng xấu hổ của mình khi lần đầu tiên tham gia công tác vào thời điểm năm xưa, đúng lúc điện thoại đổ chuông. Trần Cương Truyền cầm điện thoại lên xem, hắn thấy dãy số quen thuộc, thế là nhanh chóng khựng lại. Tuy tố chất của hắn phải nói là rất tốt, thế nhưng có một số chuyện mà hắn cũng khó thể nào hoàn toàn áp chế được mình. Tôi đi nghe điện thoại một chút. Trần Cương truyền ổn định tâm thần, hắn khẽ cười với đám cảnh sát chung quanh, sau đó đẩy cửa xuống xe. Tuy hắn cực kỳ nắm chắc sự việc lần này, thế nhưng khi chưa có tin tức xác thực, hắn vẫn cực kỳ lo lắng được mất. Trần Cương truyền đi vài chục bước ra xa xe cảnh sát, hắn đi đến một gốc cây, đưa mắt nhìn khắp bốn phía, cuối cùng mới mở tin nhắn ra xem. An tâm công tác, trên điện thoại chỉ có bốn chữ nhưng dòng chữ này rơi vào trong mắt Trần Cương Truyền lại làm cho tâm tình của hắn rơi xuống đáy vực cái gì là an tâm công tác thì hắn biết rõ ràng an tâm công tác chính là không nên suy nghĩ bậy bạ thành thật ngồi trên vị trí hiện tại của mình tại sao lại là như vậy Trần Cương Truyền thật sự không tin đây là sự thật hắn càng tin đối phương đã nhắn một tin nhắn đùa dẫn mình Trường Phong tưởng vì sao lại như vậy Trần Cương Truyền cũng không cần che giấu hắn trực tiếp bấm số điện thoại của tường Tuệ Minh. Lúc này trưởng phòng tưởng có vẻ rất lạnh lùng, hắn trầm ngâm dây lát rồi thản nhiên nói. Anh tuy chọn đúng đối thủ, thế nhưng lại chọn lầm dao. Thời tiết cuối thu đã có không ít hơi lạnh, gió lạnh từ phương Bắc càng làm cho mặt đất trở nên hưu quạnh. Nhưng trong cảnh hưu quạnh này, có vài công trình lớn đang được đẩy mạnh xây dựng trong nội thành của thành phố Đông Bộ. Nhị Hoa Tử, tiểu tử ngươi làm gì vậy? Còn không mau đội nón bảo hộ vào tôi nói cho cậu biết, coi như cậu bị cắt tiền thưởng tháng này, nếu như tiếp tục tái phạm, cậu từ đâu đến thì cút về chỗ đó đi. Một giọng nói thô kệch phát ra từ trong miệng một người đàn ông hơn 40 tuổi. Tuy đã vào mùa đông thế nhưng người đàn ông này vẫn mặc áo đơn, lại không có chút cảm giác lạnh lẽo. Bị người đàn ông gọi là nhị hoa tử chính là một tên thanh niên hơn 20 tuổi, là một cậu thanh niên cao to vạm vỡ, đứng dựa lưng nơi đó làm cho người ta sinh ra cảm giác giống như tường đồng vách sắt. Tên thanh niên bị đốc công gian dậy như vậy thì có chút mất hứng. Nếu như chỉ là lời gian dạy bình thường thì hắn sẽ không quan tâm. Thế nhưng khi thấy đốc công nói mình bị cắt tiền thưởng, thế là hắn nhanh chóng chạy xuống. Anh tần, anh mắng tôi hai câu là được. Tôi không so đo với anh, nhưng cũng đừng cài tiền của tôi. Tiểu tử thanh niên ném cho tên đàn ông một điếu thuốc rồi lớn tiếng nói. Anh tần vừa châm thuốc vừa lớn tiếng nói, cậu là người không chịu đội mũ bảo hộ tôi đã nói rồi, lần này sẽ cải tiền của cậu. Tôi đã nhắc nhở cậu nhiều lần, sao cậu cứ coi như chẳng có gì như vậy. Anh Tân, tôi sửa, tôi sửa không được sao. Từ hôm nay trở đi, nếu anh không thấy tôi đội mũ bảo hộ, tôi tình nguyện để anh cài lại tiền lương. Tên tiểu tử thanh niên chợt nổi giận, thế nhưng hắn cố gắng áp chế, sau đó dùng giọng cầu khẩn nói. Được rồi, chiêu thức này của cậu đối phó với người khác thì có thể được, nhưng đừng dùng với tôi, tôi nói cho cậu biết, lần này tuyệt đối không được. Anh Tần vung tay lên nói tiếp. Nhị hoa tử, đây cũng không phải là tôi cố ý nhằm vào cậu, nếu như tôi nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua cho cậu, sau này có việc gì xảy ra, người ta có thể buông tha cho tôi sao? Cậu có biết không, đã có quy định rõ ràng, nếu có công nhân không đội mũ bảo hộ lao động khi công tác trong công trường nhà máy thủy tinh sẽ bị phạt hai chục ngàn. Hai chục ngàn so với 200 đồng tiền thưởng, rõ ràng hai chục ngàn có lực hấp dẫn hơn rất nhiều. Nhị hoa tử chợt hiếu kỳ, hắn châm cho mình một điếu thuốc rồi khẽ nói. Anh Tần, thật hay giả vậy, không đội mũ bảo hộ mà phạt hai chục ngàn, bây giờ có phải nhà nước ra tay quá hung ác rồi không? Thì, ai nói vậy, nhị hoa tử cậu cũng đừng nên nói bậy bạ, nhà nước sao lại ra tay quá hung ác? Tôi nói cho cậu biết, hai chục ngàn tiền phạt là rất đáng. Tiểu tử cậu có biết không, từ khi có hình phạt nặng nề như vậy thì đám công nhân trên công trường đã thành thật hơn, các sự cố đã ít xảy ra hơn nhiều. Hôm nước trên công trường công ty gia công dược phẩm có một công nhân rơi từ trên giàn giáo xuống, may mà bọn họ chứng thực tốt công tác thắt dây an toàn, thế là viên công nhân kia căn bản không bị tàn tật. Anh Tần vung tay lên dùng giọng cực kỳ có khí độ nói. Cậu nói xem, sinh mạng và vài đồng tiền, thứ nào là quan trọng hơn? Hi hi, người bị phạt là ông chủ, mạng là của mình, tất nhiên mạng quan trọng hơn. Nhị hoa tử cười ha hả rồi dùng giọng đùa giỡn nói. Nhưng hắn lại nhanh chóng lên tiếng. Tôi nghe nói hậu trường của ông chủ công trường nhà máy gia công dược phẩm rất mạch, hình như trong nhà có ai làm cục trưởng, có người dám phạt bọn họ sao? Làm cục trưởng, hi hi, dù bây giờ làm chủ tịch hay bí thư huyện cũng là vô dụng. Tôi nói cho cậu biết, người ra nghiêm lệnh về vấn đề an toàn trên công trường là chủ tịch Vương Tử Quân, trong thành phố đông bộ này có ai không dám nghe lời chủ tịch vương. Tôi nghe nói khi cho ra quyết định xử phạt thì ông chủ kia còn nói hai câu cái gì mà không nộp phạt, nhưng cuối cùng cũng phải bỏ tiền nộp phạt mà thôi. Nhị Hoa Tử nghe nói đó là chủ tịch vương thì vẻ mặt có chút kích động, hắn nói. Ông chủ Tần, anh nói đến chủ tịch vương, có phải là vị chủ tịch vương giúp chúng ta lấy được tiền lương không? Ngoài lão nhân ra đó ra thì còn ai ở thành phố đông bộ này là chủ tịch vương sao? anh Tần gõ đầu nhị hoa tử một cái không chút khách khí rồi lớn tiếng nói. Anh Tần, cũng đừng gọi anh ấy là lão nhân gia, người ta mới 30 tuổi mà thôi, anh gọi như vậy thật sự làm cho anh ấy già đi cả hai ba chục tuổi rồi. Nhị hoa tử nói đến đây thì dùng ánh mắt có chút ghen ghét nhìn anh Tần. Thật sự là hâm mộ chết người, anh không những gà tê pê mặt, còn được bắt tay với chủ tịch vương. Nếu sớm biết làm đại biểu tốt như vậy, tôi cũng muốn được làm đại biểu một lần. Đi chết đi, với bộ dạng của cậu mà cũng muốn làm đại biểu sao? Cậu ném tôi đi đâu mất rồi? Anh Tần hít vào một hơi thuốc, sau đó không khách khí mở miệng vui đùa. Mọi người đã sớm quen cách nói chuyện như vậy trên công trường, thế cho nên bọn họ vui đùa với nhau cũng không có vấn đề, ngược lại nhị hoa tử cười hì hì nói. Với bộ dạng này của tôi, biết đâu sẽ được chủ tịch vương mời dùng cơm. Tiểu tử cậu đừng làm loạn, hút xong thì lo làm việc đi, nhớ đội mũ bảo hộ vào anh Tần cười mắng một câu, sau đó chuẩn bị tiếp tục công tác của mình. Nhưng hắn còn chưa đi được hai bước đã bị nhị hoa tử kéo lại. Ông chủ Tần, anh cũng lớn tuổi rồi, sao cứ điên cuồng bán mạng thế này? Không bán mạng không được, trong nhà còn có nhiều miệng ăn. Hơn nữa cậu cũng không phải không biết, bây giờ bọn trẻ nhà tôi còn đang đi học, mỗi ngày đều cần tiền. Anh Tần nói đến con cái thì gương mặt có vài phần đắc ý. Tôi biết rõ, nhưng này anh Tần, vợ anh công tác ở nhà máy, nghe nói cuộc sống khá tốt, một tháng còn kiếm được nhiều tiền hơn chúng tôi. Nhị Hoa Tử rất quen thuộc với tình huống gia đình của anh Tần, khi nói chuyện cũng không có nhiều cố kỵ. Đúng vậy, cậu cũng không nhìn xem người ta đang làm gì, cái đó là kỹ thuật, bọn họ lắp ráp linh kiện điện tử, cậu có thể làm được không? Nhị Hoa Tử nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh Tần, hắn vội vàng nói. Tôi không làm được, tất nhiên là không được rồi đừng nói là những thứ lằng nhằng kia dù là một cái radio thì tôi cũng không sửa gì được đúng rồi anh tần hai ngày nữa anh về đưa luôn cái radio của tôi về để cho vợ anh xem rồi sửa lại dùm với được đến khi tôi về sẽ đem nó theo hi hi anh tần nếu vợ anh đã kiếm được nhiều tiền như vậy chuyện học phí của con cái không là vấn đề anh căn bản không cần quan tâm anh còn cố gắng công tác ở đây cũng không phải vì không có tiền Nhị Hoa Tử nhìn đám nhân viên khắp bốn phía, sau đó khẽ nói. Có phải anh và người phụ nữ quả phụ trong công trường có quan hệ gì đó, cho nên mới? Tiểu tử cậu cút đi cho tôi, nói gì vậy? Anh Tần đấm một cái lên vai Nhị Hoa Tử, sau đó mới bực bội nói. Tôi đây chỉ là vì muốn chuẩn bị mua nhà cho con ở trong thành phố, tôi nói cho cậu biết, với tình huống hiện tại, con tôi tốt nghiệp đại học và có thể vào công tác ở khu quy hoạch kỹ thuật cao, nhưng tôi cũng không muốn con cái không có chỗ ở giống như mình. Nhị oa Tử nghe nói anh Tần sắp mua nhà ở thành phố, hắn dùng ánh mắt cực kỳ kính nể nhìn vị đốc công của mình, sau đó hắn xoa xoa tay nói. Ôi, anh Tần, thật sự không ngờ anh lại có tính toán như vậy, thật sự bội phục anh. Hi hi, nhờ hai năm qua chính sách tốt, thế cho nên tôi cũng kiếm được chút tiền. Cậu biết những ngày qua tôi hy vọng cái gì không? Anh Tần được người ta khơi đúng trọng điểm, thế là mở miệng nói nhiều hơn thường ngày. Điều này thật sự không biết. Nhị hoa tử dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn anh Tần, lại cười nói. Anh nói đi. Được, tôi nói cho cậu biết, tôi hy vọng Chủ tịch Vương có thể tiếp tục công tác ở thành phố Đông Bộ thêm 2 năm. Dựa theo cách giải quyết của Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy chúng ta chẳng những sống tốt hơn, đường ra cũng thanh thang hơn nhiều. Anh Tần nhìn những ngôi nhà đang mọc lên trong công trường, hắn trầm giọng nói. Nhị hoa tử chợt nhớ đến điều gì, hắn kéo tay anh Tần nói. Anh không phải nghe nói được gì rồi chứ, chẳng lẽ chủ tịch vương sắp phải đi sao? Cậu đi chết đi, nói xui xẻo, chủ tịch vương đến thành phố đông bộ chúng ta còn chưa được 2 năm, sao có thể đi được? Tôi không phải đã nói hy vọng anh ấy ở lại thêm vài năm sao? Anh Tần vừa nói vừa chuẩn bị vung tay giống như muốn đánh. Anh Tần, đây là do anh không nói rõ ràng tôi thấy chủ tịch vương căn bản sẽ không đi, anh ấy sẽ còn là bí thư thành phố đông bộ. Nhị hoa tử khoát tay áo với anh Tần rồi dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Nếu lời cậu nói là thật, nếu chủ tịch vương có thể làm bí thư thì quá tốt, chưa nói đến những thứ khác, ít ra anh ấy cũng có thể ở lại thành phố đông bộ thêm nhiều năm. Anh Tần dùng ánh mắt kích động nhìn nhị hoa tử rồi lớn tiếng nói. Hi hi, tôi cũng chỉ nghe nói như vậy thôi, nhưng anh cũng không phải không biết tình huống ở thành phố Đông Bộ, Chủ tịch Vương là người mạnh mẽ như vậy, không làm bí thư thì ai làm. Nhưng Đồng Quốc Khánh này mới đến, nếu đến sớm hơn một chút, như vậy cũng sẽ đi nhanh hơn. Nhị Hoa Tử vỗ vỗ miệng nói, nhưng hắn không đi cũng không có vấn đề, tất cả sự việc ở thành phố đều nằm trong tay Chủ tịch Vương. Anh Tần rất đồng ý với lời nói này của Nhị Hoa Tử. Đúng vậy, nghe theo Chủ tịch Vương, đi theo cách giải quyết của Chủ tịch Vương, như vậy chúng ta mới có tương lai. Được rồi, cũng đừng nói chuyện không đâu nữa, mau đội nói bảo hộ rồi làm việc đi. Anh Tần đặt mông ngồi xuống đất rồi lớn tiếng nói với nhị hoa tử. Nhị hoa tử đã hút xong thuốc, hắn thấy anh Tần lại đứng lên đi về phía công trường thì vội vàng cản lại. Anh Tần, xem như lần này tôi sai, anh xem có thể không phạt tiền tôi không? Không phạt tiền. Anh Tần cười cười với nhị hoa tử, sau đó hắn phất phất tay nói giữa trưa câu phải mời cơm, nhưng không phạt tiền không được. Anh Tần, xem như anh hung ác. Khi thấy anh Tần đi về phía công trường thì nhị hoa tử đội mũ bảo hộ lên, nhanh chóng bắt tay làm việc. Khi hai người này đang bàn luận thì Vương Tử Quân thật ra cũng không ở trong thành phố Đông Bộ, hắn đang ngồi uống trà trong một khách sạn ở thành phố Sơn Viên. Âm nhạc du dương chậm rãi vang lên, nhưng tâm tình của Vương Tử Quân vẫn không được bình tĩnh. Tuy hắn đã chuẩn bị nhiều cho ngày hôm nay, thế nhưng khi tất cả kéo đến, hắn vẫn cảm thấy mình trở tay không kịp. Nhiếp Hà Quân đi, dựa theo lời của Bí thư Nhiếp Hà Quân thì điều lệnh đã xuống, vì sắp xếp công tác rất tốt nên Bí thư Nhiếp cũng mãn nguyện. Chỉ là vị trí của Bí thư Nhiếp thay đổi, lúc này tình thế ở tỉnh Sơn Nam bắt đầu chuyển biến. Cuối cùng vẫn giống như tin đồn, Hào Nhất Phong tiếp nhận vị trí của Nhiếp Hà Quân, trở thành Bí thư tỉnh ủy Sơn Nam. Vị trí Chủ tịch tỉnh để chống của Hào Nhất Phong do Thạch Kiên Quân đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch thường vụ tỉnh của Tề Chính Hồng lại rơi vào trong tay của Trương Đông Viễn. Dù Vương Tử Quân căn bản không bao giờ thừa nhận, thế nhưng thực tế hắn lại là người ra tay rất mạnh trong sự kiện Trương Đông Viễn tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ tỉnh Sơn Nam. Nếu như không phải hắn và người nào đó đạt thành ăn ý, chỉ sợ vị trí phó chủ tịch thường vụ này sẽ không biết rơi vào tay ai. Tuy bây giờ Nhiếp Hạ Quân còn chưa rời khỏi tỉnh Sơn Nam, thế nhưng thực tế lão không còn là bí thư tỉnh ủy Lúc này Vương Tử Quân đến thành phố Sơn Viên, thứ nhất là tiến chân nhiếp hạ quân, thứ hai muốn cùng gặp mặt Thạch Kiên quân. Dù Vương Tử Quân là người vung tay thúc đẩy cho Thạch Kiên quân tiến lên làm chủ tịch tỉnh, thế nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy mình nên cực kỳ an phận. Dù sao vị trí của mình cũng quyết định sau này phải nhờ vào Thạch Kiên quân, chỉ có Thạch Kiên quân mới có thể che nắng che mưa cho hắn. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân cầm điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó cười nói: bí thư nhiếp ngài nói xem tôi nên gọi ngài là bí thư nhiếp thì tốt hay là bộ trưởng nhiếp thì hay hơn cứ gọi là bí thư nhiếp thì dễ nghe hơn nhiếp hạ quân cũng không có thời gian nói đùa với vương tử quân lão dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói chuyện điện thoại với vương tử quân vương tử quân cười cười nói bí thư nhiếp tự mình gọi điện thoại cho tôi có phải đã xác định thời gian triệu kiến thuộc hạ rồi không tử quân cậu đến đi bây giờ tôi vừa vặn có thời gian Tối hôm nay bí thư hào nhất phong sẽ mở tiệc tiễn chân tôi. Nhiếp Hạ Quân nói vô cùng thoải mái tự nhiên, thế nhưng khi Vương Tử Quân nghe bí thư Nhiếp nói năm chữ bí thư hào nhất phong, hắn cảm thấy có gì đó không được tự nhiên. Dù có được tự nhiên hay không, Vương Tử Quân vẫn cười cười nói: "Bí thư, tôi sẽ sang ngay." 10 phút sau Vương Tử Quân đến một quán trà gặp mặt Nhiếp Hạ Quân. Lúc này Nhiếp Hạ Quân căn bản không có gì khác trước, sau khi Vương Tử Quân đẩy cửa đi vào, Vị bí thư tiền nhiệm của tỉnh Sơn Nam đã pha xong bình trà. Vương Tử Quân tự nhiên hào phóng ngồi xuống trước mặt bí thư Nhiếp, hắn nhìn vào hai mắt lãnh đạo rồi cười nói: "Bí thư Nhiếp, ngài thật sự có tinh thần hơn trước kia, xem ra lần này về thủ đô càng dễ chịu hơn so với trước đó." Nhiếp Hà Quân cười cười nói: "Tử Quân, vốn mời cậu vào nhà, nhưng lúc này gì của cậu đang dọn nhà, có thể nói là rất rối loạn, không bằng chúng ta ngồi đây nói vài câu thì hay hơn." nhiếp hạ quân vừa nói vừa nâng ly trà lên nói với vương tử quân dùng trà thay rượu tôi mời cậu một ly nhiếp hạ quân có hành động đột nhiên như vậy cũng làm cho vương tử quân có chút ngạc nhiên hắn hiểu nguyên nhân bí thư nhiếp mời rượu mình nhưng có vài lời khó thể nói ra vì vậy hắn nâng ly trà lên sau đó cụm ly với nhiếp hạ quân hai người uống cạn ly trà nhiếp hạ quân khẽ đặt ly xuống tất nhiên lúc này vương tử quân căn bản không chờ nhiếp hạ quân ra tay hắn tự mình cầm bình trà rót cho lãnh đạo và mình tử quân đi đến tỉnh sơn nam có thể quen biết được cậu cũng xem như thu hoạch lớn của tôi nhiếp hạ quân cười ha hả sau đó lớn tiếng nói bí thư nhiếp tôi thật sự học được nhiều thứ từ ngài nếu như không có ngài dạy bảo thì tôi cũng không có thành tựu như hôm nay vương tử quân trầm giọng đáp lời nhiếp hạ quân những lời này của hắn căn bản cũng không phải có ý đối phó là những lời thật lòng dù tất cả sự việc xảy ra ở tỉnh Sơn Nam nhìn qua giống như tự tay hắn giải quyết, thế nhưng công lao của Nhiếp Hạ Quân không dễ dàng xóa đi được. Nhiếp Hạ Quân cũng cười cười, lão cũng không khiêm tốn mà nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó dùng giọng đáng tiếc nói: "Tử Quân, tôi cảm thấy mình đi có hơi sớm, nếu muộn vài năm, chưa nói làm được gì khác, ít nhất cũng có thể cho cậu nắm quyền một phương." Không ngờ bây giờ lại rơi vào tình cảnh này, lên không được, xuống không xong vương tử quân biết rõ nhiếp hạ quân nói những lời thật lòng nếu như nhiếp hạ quân ở tỉnh sơn nam mình sẽ tiến lên làm người đứng đầu một phương sẽ là một vị bí thư thị ủy điều này căn bản dễ dàng như trở bàn tay bây giờ bí thư tỉnh ủy là hào nhất phong điều này đã chính thức quyết định con đường phía trước của vương tử quân rất gian nan bí thư nhiếp ngài cứ yên tâm tôi sẽ không làm ngài thất vọng vương tử quân chậm rãi ngẩng đầu trong mắt đầy tự tin nhiếp hà quân hiểu rõ ánh mắt tự tin của vương tử quân lão cũng tin vương tử quân có thực lực như vậy nhưng lão là người có kinh nghiệm giao chiến với hào nhất phong lão biết rõ hào nhất phong là hạng người thế nào lúc này vương tử quân muốn tiến lên phải giao chiến với đại nhân vật như hào nhất phong đây tuyệt đối không phải chuyện gì dễ dàng hơn nữa mâu thuẫn giữa hai người vương tử quân và hào nhất phong là khó thể hóa giải nhiếp hà quân nghĩ như vậy mà chợt cảm khái tử quân con đường tương lai có chút gian nan có đôi khi an phận thì cũng nên an phận. Anh Hào cũng không trẻ hơn tôi quá nhiều, hi hi. Với độ tuổi của cậu, chỉ cần mất vài năm nữa sẽ phóng lên tầng trời mà thôi. Vương Tử Quân hiểu rõ lời nói của Nhiếp Hà Quân, hắn cũng biết độ tuổi của Hào Nhất Phong. Dù là mình không thể thăng chức vào thời đại của Hào Nhất Phong, nhưng chờ đến khi Hào Nhất Phong rời khỏi tỉnh Sơn Nam cũng không là vấn đề. Nhưng Vương Tử Quân cũng không muốn chỉ có mỗi Lý Lịch là chủ tịch thành phố. Dù là thế nào thì hắn cũng phải là bí thư thị ủy cho được. Tuy bí thư và chủ tịch thành phố là hai vị trí cùng cấp, thế nhưng ý nghĩa của nó lại là khác biệt lớn. Bí thư Nhiếp cứ yên tâm, chuyện này tôi rất nắm chắc tâm lý. Vương Tử Quân nâng ly lên khẽ cụng với Nhiếp Hạ Quân rồi khẽ nói. Nhiếp Hạ Quân nhìn gương mặt trẻ tuổi tự tin của Vương Tử Quân, lão thầm thở dài một hơi. Chỉ có người từng là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam như lão mới biết được rốt cuộc hào nhất phong là đáng sợ như thế nào. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói ra những lời này. Nhiếp Hà Quân sắp phải rời khỏi tỉnh Sơn Nam, thời gian đối với lão thật sự rất đắt giá, vì lúc này có không ít cán bộ cấp tỉnh đang chờ được nói vài lời với bí thư Nhiếp. Tuy cấp bậc của Nhiếp Hà Quân không phải cao vời, thế nhưng vị trí Bộ trưởng Bộ xây dựng cũng là một vị trí nóng hôi hổi. Sau đó Nhiếp Hà Quân và Vương Tử Quân trò chuyện với nhau một giờ liền, nếu sự việc này truyền ra ngoài thì thật sự không biết sẽ có bao nhiêu người phải giật mình sau khi đổi hai lượt trà nhiếp hạ quân đứng lên khỏi ghế hai người vừa rồi trò chuyện vui vẻ nhưng sau khi đứng lên lại sinh ra cảm giác nói không nên lời tử quân có gì cứ đến thủ đô tìm tôi trước khi đi thì nhiếp hạ quân vỗ vỗ vai vương tử quân rồi trầm giọng nói vương tử quân nhìn nhiếp hạ quân cất bước bỏ đi mà trong lòng chợt cảm động tuy hắn cảm thấy với mình căn bản không nhất thiết bí thư nhiếp phải nói ra những lời như vậy thế nhưng câu nói cuối cùng của lãnh đạo lại thể hiện tình cảm chân thành giữa hai bên. Sự việc vẫn tiếp diễn, thời gian của hai người ở tỉnh Sơn Nam cũng không còn nhiều, tuy vương tử quân muốn đi tiến chân nhiếp hạ quân, thế nhưng nhiếp hạ quân đã ngăn lại. Một cảm giác phiền muộn xuất hiện trong lòng vương tử quân, nhiếp hạ quân có thể nói là cây đại thụ che cho gốc dạ là hắn bên dưới, là một người bạn hiền, một người thầy trên con đường phát triển trông gai. Tuy sau này hai bên còn gặp lại nhau, thế nhưng một người bạn hiền thầy tốt phải ra đi, hắn thật sự sinh ra xúc động không thôi. Thật sự là quá mức cảm khái. Vương tử quân không khỏi lắc đầu, sau đó từ từ đi ra khỏi phòng. Chủ tịch, chúng ta đi đâu đây? Đồng nhị dân nhìn bộ dạng phiền muộn của vương tử quân rồi khẽ hỏi. Tuy hắn không biết chủ tịch vương đến gặp người nào, thế nhưng nhìn biểu hiện của chủ tịch, hắn biết rõ tâm tình của lãnh đạo không tốt. Hắn biết càng vào thời điểm này thì mình càng thêm chú ý hơn vương tử quân cười cười với đồng nhị dân hắn hiểu cảm giác của anh đồng thế là tùy ý phất tay nói tùy tiện đi dạo một vòng đồng nhị dân chợt sững sờ nhưng hắn vẫn khởi động xe rồi chạy về phía trước hắn cũng xem như quen thuộc thành phố sơn viên hắn biết rõ tâm tình của vương tử quân không tốt thế cho nên chỉ chạy về những nơi yên tĩnh chỉ sau chốc lát đã đi đến một công viên vùng ngoại ô thành phố sơn viên lúc này đang vào cuối thu vạn vật tỏa ra chút sức sống cuối cùng Vương Tử Quân nhìn những chiếc lá vàng sắp rời khỏi cành, thế là trong lòng thầm trở nên tĩnh lặng. Lúc này Vương Tử Quân cảm thấy mình có chút đần đột, thế nhưng càng là như vậy hắn càng cảm thấy bên trong tươi sáng hơn một chút. Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn thoáng qua dãy số, hắn phát hiện đó là một số lạ, hơn nữa cũng không phải là số máy trong tỉnh Sơn Nam. Alo, chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không biết đối phương là ai, thế là hắn nhanh chóng khai báo rõ ràng đáp lời vương tử quân là một tiếng cười cởi mở khi tiếng cười vang lên thì một giọng nói cũng vang lên ngay sau đó chủ tịch vương cậu đang bận rộn gì vậy vương tử quân nghe được âm thanh này thì nhanh chóng khựng lại hắn cười nói chào chủ tịch thạch tôi đang suy nghĩ phải làm sao để cung nghinh đại giá của ngài ha ha tử quân cậu xem lại mình đi có vẻ không thành thật rồi hai người chúng ta có quan hệ gì cậu còn chưa hiểu rõ nữa sao? Còn khách sáo như vậy à? Thạch Kiên Quân lớn tiếng cười mắng, bộ dạng rất quen thuộc với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng chỉ có một lần hợp tác với Thạch Kiên Quân, quan hệ giữa hai người bọn họ còn xa mới đến mức cái gì cũng thành thật với nhau. Nhưng bây giờ Thạch Kiên Quân chủ động đưa ra cảnh ô lưu, Vương Tử Quân sẽ không từ chối. Chủ tịch Thạch, tôi không phải đang hậm hực vì chuyện này sao? Con người là như vậy, có đôi khi làm gì cũng khó khăn, Ví dụ như tôi phải nghênh đón ngài như thế nào cho tốt? Nếu ngài không hài lòng, ngài sẽ nói tôi cố gắng tỏ ra xa lạ, nhưng tôi quá tùy ý, người ta lại nói tôi không xứng chức, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa." Vương tử quân nói rồi nhanh chóng nở nụ cười. Thạch Kiên quân cũng cười theo, sau khi cười vài tiếng thì nói: "Tiểu tử cậu cũng đừng ngang ngạnh như vậy, nghênh đón tôi thế nào thì cậu rõ ràng rồi. Tôi nói cho cậu biết, chờ khi tôi đến thị sát thành phố Đông Bộ, nếu tiểu tử cậu tiếp đãi không chu đáo, tôi sẽ không khách khí. Tôi nhất định sẽ vứt hết tế bào não ra để chuẩn bị phương án tiếp đón lãnh đạo, sẽ phải làm cho lãnh đạo cực kỳ thỏa mãn. Vương Tử Quân tuy biểu hiện cực kỳ hào phóng sảng khoái nhưng thực tế từng câu từng chữ đều chừa đường sống cho mình. Thạch Kiên Quân không phải là nhiếp hạ quân, mà hắn và Thạch Kiên Quân căn bản chỉ có quan hệ hợp tác mà thôi. Sau khi nói chuyện vài câu thì Thạch Kiên Quân cười nói: "Tử Quân, sự việc tôi đến tỉnh sơn nam đã có quyết định ba ngày sau tin chắc rằng chúng ta sẽ gặp mặt chủ tịch tỉnh chỉ sợ ba ngày sau tôi sẽ không có cơ hội tham gia tiệc đón gió tẩy trần với ngài anh xem nếu không thì ngài đến trước một chút hay là tôi về thủ đô tỏ vẻ trước lời nói của vương tử quân lọt vào tai làm cho thạch kiên quân cảm thấy vui vẻ nhưng hắn vẫn từ chối lời đề nghị của vương tử quân được rồi những nghi thức xã giao như vậy có thể cho qua chờ tôi đến tỉnh sơn nam chúng ta sẽ có nhiều cơ hội uống vài ly. Sau khi nói thêm vài câu thì hai người cúp điện thoại, nói tóm lại thì hai người đều đạt được mục đích riêng của mình trong cuộc nói chuyện lần này. Khi vương tử quân đang trầm ngâm thì lúc này ở thủ đô Thạch Kiên quân đang buông điện thoại xuống, hắn nằm xuống ghế sa lông không chút phong độ, bộ dạng như kiệt sức. Anh, anh gọi điện thoại cho ai vậy? Anh cười sáng lặn như vậy, em tưởng mặt anh biến thành đóa hoa rồi chứ? một người phụ nữ ngồi cách Thạch Kiên Quân không xa đang đọc tạp chí, nàng ném quyển tạp chí lên mặt bàn, sau đó dùng giọng có chút châm chọc nói với Thạch Kiên Quân. Những ngày qua có thể nói là Thạch Kiên Quân cực kỳ xuân phong đắc ý, tiến lên chiếc ghế chủ tịch tỉnh không những làm cho con đường làm quan của hắn lật sang trang mới, hơn nữa địa vị trong nhà cũng tăng tiến như diều gặp gió. Dù là những người lớn tuổi hơn trong Thạch gia cũng phải gọi hắn là chủ tịch Thạch, cũng không có nhiều người căn bản không chảy theo dòng như vậy. Nhưng người phụ nữ ngồi bên cạnh Thạch Kiên Quân có thể xưng tụng là vư vật, cô gái này hơn 20, nàng ngồi trên ghế salon như một con mèo nhỏ, ăn mặc tùy ý nhưng lại đẹp đến mức làm cho người đối diện phải chấn động tâm thần. Tuy cô nàng gọi Thạch Kiên Quân là anh, nhưng nàng không phải là em của Thạch Kiên Quân, là con gái của một người em của Trương lão, vì bố mẹ chết sớm nên căn bản được Trương lão đưa về nuôi dưỡng. Vì thương xót cho thân thế của nàng, thế cho nên nàng cực kỳ được sủng ái. Bây giờ hầu như là trái tim của Trương lão. Thạch Kiên Quân không muốn đắc tội với cô em họ, hơn nữa hắn là người nhìn cô gái này lớn lên từ nhỏ, hắn cũng cực kỳ sủng ái nàng, vì vậy cười ha hả nói. Anh gọi điện thoại cho chủ tịch thành phố Đông Bộ. Chương 580, lãnh đạo dự tiệc là dân chúng vui mừng. Thành phố Đông Bộ. Cô gái kỳ quái nói, sau đó nàng vung tay lên. Này anh, em còn tưởng anh gọi điện thoại cho vị chủ tịch nào chứ? Đúng rồi, thành phố Đông Bộ ở nơi nào? Thành phố Đông Bộ thuộc tỉnh Sơn Nam. Thạch Kiên Quân nâng ly uống một ngụm rồi nói sang chuyện khác. "Mính Mính, chị dâu của em thật sự nấu nướng rất tốt, hôm nay đang chuẩn bị tự mình xuống bếp." "Thế nào, em để chị dâu bộc lộ tài năng một mình sao?" Nhưng Thạch Kiên Quân muốn nói sang chủ đề khác mà căn bản chẳng thành công, chỉ thấy Mính Mính khoát tay áo rùng giọng không chút khách khí nói. "Anh à, sao càng ngày anh càng kém đi vậy?" Em nghe nói năm xưa khi anh làm bí thư thị ủy thì chủ tịch tỉnh nói thích nghe thì nghe, không thích thì thôi. Bây giờ anh làm sao vậy? Trở thành một chủ tịch tỉnh sao lại chủ động gọi điện thoại cho một vị chủ tịch thành phố? Vị chủ tịch thành phố này có sự khác biệt. Thạch Kiên Quân vốn đang cười nhưng nhanh chóng trở nên ngưng trọng, hắn trầm ngâm dây lát rồi nói tiếp. Anh cũng không xem hắn ta như những người khác. Không như những người khác. Này, anh với tên kia có quan hệ gì? Cô gái tên riêng là Mính Mính cũng không chịu bỏ qua, nàng hiểu rõ người anh của mình, nhìn qua thì có vẻ rất ôn hòa khiêm nhường, thực tế sâu trong lòng có phân ba bảy đường. Đây là một người rất kiêu ngạo, lại nói người ta không như những kẻ khác, điều này khá kỳ quái. Là bạn bè, cũng là Minh Hiếu. Mính Mính, anh có thể đứng vững ở tỉnh Sơn Nam hay không, có một nửa nằm trên người cậu ta đấy. Thạch Kiên Quân khẽ gạt tàn thuốc, sau đó dùng giọng có chút cảm khái nói. Lại nói tiếp, anh có thể tiến lên làm chủ tịch tỉnh cũng là nhờ phúc của hắn. Khi Thạch Kiên Quân cảm thán thì cô gái tên là Mính Mính tiện tay cầm quyển tạp chí lên đọc, Thạch Kiên Quân cũng không tiếp tục quan tâm đến cô em, hắn căn bản không biết cô em mình viết lên quyển tạp chí một dòng chữ rất lớn, thành phố Đông Bộ. Mưa thu thật sự có hương vị đau thương ly biệt, chẳng biết có phải ông trời có ý kiến với tình huống Nhiếp Hạ Quân rời khỏi tỉnh Sơn Nam hay không, khi Nhiếp Hạ Quân rời khỏi tỉnh Sơn Nam thì mưa thu không dứt. Vương tử quân cầm một chiếc ô đứng ở sân bay, ánh mắt nhìn lên bầu trời đang đổ mưa. Khi một chiếc máy bay cất cánh và biến mất trong không trung, hắn mới xoay người đi về phía bãi đậu xe. Tuy nhiếp hạ quân nói không cần vương tử quân đến tiễn, thế nhưng vương tử quân vẫn đến, tự mình tiễn bí thư nhiếp lên máy bay. Đồng nhị dân đã chờ khá lâu, khi thấy vương tử quân lên xe thì khởi động rồi chạy như bay về thành phố Sơn Viên. Thành phố Sơn Viên dưới những cơn mưa thu giả dích càng ít người đi đường hơn ngày thường anh đồng lái xe không chậm nhưng phải mất nửa giờ thì xe mới đến con đường phồn hoa nhất thành phố sơn viên vương tử quân không nói lời nào anh đồng cũng không dám mở miệng hắn biết rõ hai ngày này tâm tình của chủ tịch vương là không tốt vì thế chỉ cố gắng chuyên tâm lái xe mà thôi dừng xe khi xe chạy qua một trạm chờ xe buýt vương tử quân ngồi trên xe chợt hô lên với đồng nhị dân đồng nhị dân dù không có chuẩn bị nhưng khi nghe chủ tịch vương lên tiếng thì cũng nhanh chóng dẫm thắng một tiếng két vang lên xe chạy thêm 5-6 mét thì dừng lại. Lùi xe về phía nhà chờ xe buýt. Vương Tử Quân nói với Đồng Nhị Dân. Đồng Nhị Dân quay đầu nhìn thoáng qua nhà chờ xe buýt, hắn cũng không lên tiếng, nhanh chóng lùi xe lại. Nhà chờ xe buýt có lẽ đã được xây dựng quá lâu, lúc này đã có dấu hiệu rách nát, có vài chỗ thậm chí còn dò dỉ nước mưa. Có một cô gái trẻ tuổi sách hành lý đứng trong nhà chờ, mưa thu tuy đã làm ướt mái tóc của nàng nhưng cơ thể vẫn làm cho người ta phải chấn động khi thấy hình bóng kia thì vương tử quân căn bản là có chút kháng cự, thế nhưng cuối cùng vẫn hạ cửa kính xuống, sau đó hô lên. Lên xe đi, nhìn em kìa, ướt xuống đến nơi rồi. Lâm Dĩnh Nhi đang lo lắng chờ xe buýt, nàng đã chờ được nửa giờ rồi, trời mưa là dịp làm ăn phát đạt của cánh taxi, thế nên nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng chờ chỗ này mà thôi. Khi Lâm Dĩnh Nhi đang mỏi mắt chờ xe buýt, đúng lúc vương tử quân xuất hiện. Nàng nhìn chiếc cửa xe hạ xuống và một người thò đầu ra cười với mình, thế là nàng chợt vui vẻ, mũi hơi cay, thật sự sinh ra cảm giác muốn khóc đi được. Vì sao lại có chút chua xót, Lâm Dĩnh Nhi thật sự không nói nên lời, vì căn bản là tình cảm khó thể nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Có một lần nàng đùa giỡn với một cô bạn thân, cô nàng kia đã từng khẽ hỏi, Dĩnh Nhi cậu ngày thường cao ngạo như một Nico, dù là bất kỳ người đàn ông nào chú ý đến cậu thì cũng có biểu hiện như Diệt Tuyệt sư thái rốt của cậu vì người đàn ông nào. Vương tử quân chính là một bí mật chất giấu trong lòng của Lâm Dĩnh Nhi, khi bị bản thân đặt câu hỏi như vậy thì nàng chợt sinh ra cảm giác sự thật bị vạch trần. Nàng giật mình líu lưỡi, thế là liên tục nói mình không có người đàn ông nào cả, nhưng chẳng qua trong lòng lại cực kỳ uất ức. Thật ra Lâm Dĩnh Nhi cũng không phải là không có tình yêu, chẳng qua phần tình yêu này được chôn vùi dưới tận đáy lòng. Hắn là người của công chúng, thế cho nên nàng căn bản không thể đến gần, chỉ có thể đứng nhìn hắn từ xa, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn. Nàng chỉ sợ mình sẽ là nước nóng làm hắn bị phỏng, chỉ sợ mình là nước lạnh làm hắn đóng băng, nhưng dù nàng có biểu hiện như thế nào, hắn căn bản cũng không dám đáp lại tình cảm của nàng. Những người theo chủ nghĩa duy tâm không phải đã nói rồi sao, những gì tồn tại đều là hợp lý. Chủ tịch thành phố không những cần được nhân dân yêu mến, hơn nữa càng phải là một người yêu dân mới được, mà Lâm Dĩnh Nhi không phải là một người dân sao? mình vì sao không nhận được tình cảm của anh ta. Lâm Dĩnh Nhi càng nghĩ càng ê ẩm, mưa thu rơi lên mặt, rơi vào lòng, nàng chẳng thèm lau đi, điều làm nàng cảm thấy lạnh băng không phải là mưa, chính là nước mắt. Ngày thường tuy Lâm Dĩnh Nhi có biểu hiện tùy tiện nhưng tâm tư cực kỳ sâu sắc, nàng có thể cảm nhận được khoảng cách giữa Vương Tử Quân và mình, đặc biệt là những ngày gần đây, nàng càng cảm thấy hắn đi xa mình. Lâm Dĩnh Nhi chạy từ xa ngàn dặm đến đây chỉ có thể nhận lấy kết quả như vậy mỗi lần nàng đến phòng làm việc của hắn nàng cảm thấy người đàn ông này ổn định như một ngọn núi mình chỉ là một dòng suối nhỏ dưới chân núi hai người xem như là quần anh tụ hội nhưng nàng căn bản không dám gọi hắn là tử quân chỉ có thể xưng hô là chủ tịch vương lâm dĩnh nhi thật sự cảm thấy rất cay đắng nàng cũng muốn nhận thua cũng muốn rời xa người này đi thật xa chẳng qua khi con người có suy nghĩ lý trí thì cũng có ngay những ý nghĩ không lý trí có đôi khi chủ yếu là những thứ không lý trí chi phối hành động của mình. Lâm Dĩnh Nhi nhìn người đàn ông trẻ tuổi với nụ cười tươi đẹp đang ngồi trong xe vẫy tay với mình, ý nghĩa tốt đẹp lại nảy mầm trong lòng Lâm Dĩnh Nhi. Lúc này tất cả uất ức của nàng chợt tan thành mây khói, nàng nhấc vali của mình, đi vài bước đến bên cạnh xe, sau đó mở cửa đi vào. Sao em lại đến thành phố Sơn Viên? Có việc gì cứ nói với anh một tiếng, cũng tốt cho anh chuẩn bị xe đưa Lâm đại tiểu thư đi một vòng em nhìn lại mình đi đã bị ướt đến bộ dạng nào rồi thật sự giống như một con mèo bị rơi xuống nước vậy vương tử quân rút khăn trên xe đưa cho lâm dĩnh nhi sau đó dùng giọng thương tiếc oán trách nói anh mới là mèo rơi xuống nước lại nói em như vậy sao thế mà là chủ tịch thành phố thật đáng ghét hành vi vô thức đầy tình cảm của vương tử quân chợt làm cho lâm dĩnh nhi cảm động nàng nhận lấy khăn tay của vương tử quân sau đó dùng giọng giống như làm nũng vào oán trách nói vương tử quân lại đưa cho lâm dĩnh nhi thêm vài chiếc khăn giấy hắn cười nói ai nói làm chủ tịch sẽ rảnh rỗi chứ mỗi lần học hay hội nghị cũng phải mở miệng đọc bản thảo cả giờ đồng hồ lâm dĩnh nhi bị những lời trêu chọc của vương tử quân làm cho nở nụ cười thế là nàng cũng nói vài câu vui đùa cảm giác lạnh nhạt cũng dần tan biến vương tử quân chờ lâm dĩnh nhi lau hết nước trên người hắn mới khẽ hỏi sao em đến thành phố sơn viên hôm nay cũng không phải là chủ nhật em đến thành phố Sơn Viên thì làm sao? Thành phố Sơn Viên này cũng không phải là nhà anh. Lâm Dĩnh Nhi lấy từ trong túi sách ra một chiếc gương nhỏ, nàng trải lại tóc và dùng giọng không khách khí nói. Xem ra thật sự chỉ cho quan phóng hỏa mà không cho phép dân chúng đốt đèn, anh xem lại mình đi, không phải cũng đến Sơn Viên trong giờ làm việc sao? Tâm tư của Vương Tử Quân vốn có chút ứ động vì nhiếp hạ quân rời khỏi tỉnh Sơn Nam, thế nhưng lúc này hắn hoàn toàn thả lỏng Hắn dùng giọng giống như chiêu chọc một đứa bé để nói với Lâm Dĩnh Nhi. Anh đến thành phố Sơn Viên đúng vào giờ làm việc, chỉ là anh đến tỉnh chạy hạng mục, như vậy cũng là công tác. Nhưng này, cô giáo Lâm, cô đến đây không phải chuẩn bị đổi địa điểm giảng dạy đấy chứ? Anh đúng là thật đáng ghét. Được, xem như anh nói đúng, em cầu xin tha thứ được chưa? Lâm Dĩnh Nhi đang định đấu võ mồm với Vương Tử Quân, nàng chợt nhìn xe chạy như bay, sau đó lên tiếng Bác Tài, mau quẹo trái, cháu có chuyện gấp. Đồng nhị dân đã từng gặp Lâm Dĩnh Nhi, vì vậy căn bản chú ý chấp hành mệnh lệnh của nàng, sau khi nhìn quanh thì nhanh chóng bẻ tay lái chạy về phía con đường bên tay trái. Vương Tử Quân cũng không tiếp tục truy vấn Lâm Dĩnh Nhi đến thành phố Sơn Viên làm gì, nhưng nàng lại thành thật khai báo mục đích. Sau khi nói ra tên khách sạn Kim Lân, Lâm Dĩnh Nhi lúc này mới hít vào một hơi thật sâu nói. Anh Tử Quân, anh còn nhớ Giang Gia Kỳ chứ? Giang Gia Kỳ, Vương tử quân chợt sướng sờ, hắn thật sự có chút không nhớ rõ, nhưng nhìn gương mặt với ánh mắt lấp lóe của Lâm Dĩnh Nhi, hắn chợt nghĩ ra vài thông tin, thế là dùng giọng thăm dò nói. Có phải là cô gái bạn đại học của em không? Đúng rồi, anh nhớ hai mắt cô ấy rất lớn, giống như một con cá vàng. Cái gì vậy, mắt lớn là em? Lâm Dĩnh Nhi trừng mắt như bóc trần lời nói dối của Vương Tử Quân, nàng dùng giọng hưng phấn nói. Hôm nay dài kỳ kết hôn, Cô ấy đã sớm nói cho em biết, vì hôm qua không đi được thế nên sáng nay em mới bắt xe đến Sơn Viên. Mong trời phù hộ, đừng để em đến muộn, nếu không cô ấy sẽ oán trách chết mất. Lâm Dĩnh Nhi chắp tay trước ngực, lúc này nàng có vẻ cực kỳ thành kính. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng buồn cười của nàng, trong lòng chợt có chút xúc động. Tiểu nha đầu này rất dễ trêu chọc, bình thường không nóng không lạnh, bây giờ nước đến chân mới nhảy thì được gì? Vương tử quân tuy nghĩ như vậy nhưng vẫn áp chế xúc động của mình, hắn dùng giọng ấm áp an ủi. Không có gì, bình thường hôn lễ phải bắt đầu sau 12 giờ, bây giờ mới hơn 11 giờ, em đến vẫn còn kịp. Khách sạn Kim Lân ở vào vị trí trung tâm thành phố Sơn Viên, thiết bị lắp đặt rất tráng lệ, cực kỳ khí phái. Lúc này trong sân rộng của khách sạn có treo một biểu ngữ khá lớn, chúc mừng hôn lễ của Trần Độ Hà Tiên Sinh và Giang Gia Kỳ Tiểu Thư, bong bóng đủ mọi màu sắc đang lơ lửng dưới bầu trời mưa thu không khí khá vui vẻ bây giờ vương tử quân đã liên hệ giang gia kỳ với ấn tượng trong đầu mình hắn chờ đồng nhị dân dừng xe thì cười nói với lâm dĩnh nhi đối tượng của giang gia kỳ là người ở đâu nghe nói là người ta giới thiệu cho bây giờ là phó khoa ở ủy ban cải cách tỉnh ủy lâm dĩnh nhi cũng không phải quá quen thuộc với đối tượng của giang gia kỳ dù sao hai năm qua nàng cũng chỉ chú tâm vào làm một cô giáo ở thành phố đông bộ còn trẻ mà đã là phó khoa của ủy ban cải cách tỉnh ủy, như vậy cũng xem như là tuổi trẻ tài cao." Vương Tử Quân cười cười nói với Lâm Dĩnh Nhi. "Đúng là thời gian qua mau, mới đó mà Giang Gia Kỳ đã kết hôn rồi. Dĩnh Nhi, khi nào thì đến lượt em đây?" Vương Tử Quân vốn định thuận miệng nói tiếp, thế nhưng hắn nhanh chóng phát hiện mình đang chọc vào nỗi đau của Lâm Dĩnh Nhi. Hắn vô thức dừng lời, đưa mắt nhìn Lâm Dĩnh Nhi theo bản năng, vừa đúng lúc thấy được ánh mắt u oán của nàng vương tử quân nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người của lâm dĩnh nhi trong lòng càng thêm cảm khái đàn ông rõ ràng là loại ăn trong chén ngồi trong nồi chính mình tuy đã hạ quyết tâm không động đến nhà đầu này thế nhưng nếu muốn giả vờ thờ ơ trước biểu hiện đầy thâm tình của lâm dĩnh nhi thật sự là một khảo nghiệm rất lớn vương tử quân sững sờ một lát sau đó hắn nhanh chóng tỉnh táo hắn cười nói với lâm dĩnh nhi dĩnh nhi đi thôi nếu em không qua thì sẽ muộn mất anh đi cùng em được không anh cũng không phải không biết Giang Gia Kỳ. Lâm Dĩnh Nhi chậm rãi ngẩng đầu dùng giọng cầu khẩn nói: Anh đang rất bận, thật sự không thể đi cùng được. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt nóng bỏng chờ mong của Lâm Dĩnh Nhi, hắn mềm lòng thiếu chút nữa đã đồng ý, thế nhưng cuối cùng cũng quyết tâm từ chối. Lâm Dĩnh Nhi chợt im lặng, gió thu vẫn liên tục gõ lên cửa sổ xe. Dù nàng không khóc nhưng ánh mắt vẫn làm cho người ta sinh ra cảm giác khó chịu hơn cả khóc. Khi bàn tay trắng nõn của nàng đẩy cửa xe bước ra, nàng nhanh chóng chạy về phía khách sạn. Vương tử quân nhìn hình bóng gầy nhỏ của Lâm Dĩnh Nhi trong mưa, hắn cảm thấy ngực mình như bị ai đó đánh vào thật mạnh, nhưng hắn đã hứa với mạc lão gia tử, lại sắp là một người cha, hắn không thể nào động đến Lâm Dĩnh Nhi. Chưa nói đến phương diện có lỗi với mạc tiểu bắc, hắn nếu còn nhắm mắt đưa chân sẽ là một thái độ cực đoan không chịu trách nhiệm với chính Lâm Dĩnh Nhi. Chủ tịch Vương, túi sách của cô giáo Lâm vẫn còn ở trên xe. Đồng nhị dân cũng cảm thấy bầu không khí khác thường trên xe, nhưng hắn là một lái xe cực kỳ xứng đáng với chức vụ, căn bản không nói một câu nào. Cái gì? Vương tử quân nhìn túi sách dưới chân, hắn chợt ngây người, thế là cầm túi sách lên theo bản năng, lại nói với anh Đồng. Anh Đồng, tôi đi đưa túi sách cho cô ấy, anh chờ chút. Thật ra vương tử quân cũng hoàn toàn có thể phân phó anh Đồng đi làm công việc này, thế nhưng hắn do dự một chút cuối cùng cũng tự mình chạy vào khách sạn vương tử quân vừa chạy vừa nhìn xem rốt cuộc lâm dĩnh nhi đang ở đâu đồng thời hắn cũng tự mình giải thích cho hành động của mình hoan nghênh quý khách đại giá quang lâm hai nhân viên tiếp tân nữ mặc đồng phục đứng bên cửa khom lưng chào hỏi khi vương tử quân đi đến trước mặt vương tử quân gật đầu hỏi tiếp chào cô cho hỏi có một cô gái vừa đi vào cô ấy đến phòng nào vì cô ấy để quên túi sách Mời tiên sinh đi theo tôi." Một nữ nhân viên phục vụ có tướng mạo cao gầy thướt tha mỉm cười với Vương Tử Quân, sau đó vung tay mời. Vương Tử Quân khẽ cười với nữ nhân viên phục vụ, hắn cùng nàng đi về phía trước. Lúc này trong khách sạn thật sự người đến người đi, những vị khách đến dự tiệc cũng chen lẫn trong số đó. Sau khi xuyên qua vài nhóm người, Vương Tử Quân cuối cùng cũng thấy được Lâm Dĩnh Nhi, nhưng lúc này nàng đang đứng nói chuyện với một cô gái mặc áo cưới có nên đi qua hay không? Vương tử quân có chút do dự, cuối cùng nói với nữ nhân viên phục vụ. "Đồng chí, làm phiền cô một chút, nhờ cô đưa chiếc túi này cho vị khách bên kia cái nhé." Vương tử quân chỉ về phía Lâm Dĩnh Nhi, sau đó đưa túi sách cho nữ nhân viên phục vụ. Cách xưng hô của Vương tử quân không giống như người thường làm cho nữ nhân viên phục vụ chợt ngây người, cách xưng hô quá thú vị, nàng thật sự chưa từng thấy ai nói như vậy. Nhưng khi nhìn nụ cười trên mặt Vương tử quân, nàng vẫn nhận lấy túi sách. Tiên sinh, đã đến gần như vậy, ngài tự mình đến đưa không phải sẽ tốt hơn sao? Vương tử quân cười cười lắc đầu, hắn cũng không nói gì mà xoay người đi về phía cửa khách sạn. Đối với hắn thì lú này thấy Lâm Dĩnh Nhi đã khôi phục lại như thường thì rất vui rồi, hắn cũng không muốn chọc vào nàng. Chủ tịch Vương, thật sự là anh sao? Khi Vương tử quân đang đi qua vài nhóm người đứng nói chuyện với nhau, một người đàn ông đang nở nụ cười vui vẻ chợt thấy hắn. Người này thật sự sinh ra cảm giác khó thể tin được, nhưng ngay sau đó đã vui vẻ chạy đến. Người đàn ông này hơn 50 tuổi, mặc một bộ tây trang và nụ cười vui vẻ trên mặt, thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác vui mừng. Nhưng khốn nổi vương tử quân lại không biết gương mặt kia là ai. Hắn có chút xấu hổ, thế là cái khó ló cái khôn, hắn nở nụ cười ung dung rồi khẽ vươn tay với đối phương. À, thật sự là tôi, đúng là trùng hợp, có thể gặp nhau ở chỗ này người đàn ông thấy vương tử quân chủ động vươn tay ra thì vội vàng nhiệt tình duỗi hai tay ra nói chủ tịch huyện cảm ơn anh đã đến tham gia hôn lễ của con gái tôi ngài đến mà không gọi điện thoại tôi cũng không thể nào tiếp đón ngài cho đúng lễ được vương tử quân nghe nói như vậy thì hiểu ngay vấn đề người này là bố của giang gia kỳ năm xưa khi mình còn ở huyện lô bắc thì đã từng cùng ăn cơm với người này một lần trong ấn tượng của hắn thì đối phương là một cán bộ của phòng điện lực ôi anh giang anh nói như vậy là quá khách khí rồi, hôm nay là ngày vui của Gia Kỳ, cũng là ngày bận rộn nhất, tôi đến chỉ là một người chúc phúc, cũng không thể làm phiền lúc mọi người đang bận rộn được. Nếu chỉ là người quen thì Vương Tử Quân sẽ nói hai câu rồi bỏ đi, thế nhưng lại gặp ngay chủ nhà, cũng không khỏi nói vài ba câu. Lúc này đang là thời điểm người ta vui vẻ nhất, thế cho nên cũng không thể nói bừa được, cũng không thể nói thật. À, anh hiểu lầm rồi, tôi không phải đến tham gia hôn lễ chỉ là đi ngang qua mà thôi, thế cho nên mọi người làm gì cứ làm. Đối với bố của Giang Gia Kỳ, Vương Tử Quân là một khách quý khó thể mời được, trước kia cũng vì hai bên dùng cơm với nhau một lần mà địa vị của hắn ở phòng điện lực biến đổi lớn. Đến tận bây giờ hắn vẫn công tác rất sống động trong cơ quan, dù không trở thành trưởng phòng điện lực, thế nhưng bây giờ nếu về hưu cũng nhận được đãi ngộ cấp phó phòng. Đãi ngộ như vậy căn bản không phải dễ có được ở phòng điện lực, nhưng bố của Giang Gia Kỳ lại được như vậy. Tuy hắn cũng phải chạy đôn đáo khắp nơi, thế nhưng quan trọng là hắn nắm chắc quan hệ của mình để tìm đến phó chủ tịch Trương Tân Dương, đây là người từng có quan hệ với Vương Tử Quân, thế cho nên mọi sự thành công. Chủ tịch Vương, ngài quá khách khí rồi, có gì phiền phức đâu chứ. Nói thật nhé, anh có thể đến đây, tôi thật sự cảm thấy rất vui. Anh Giang kéo tay Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng cực kỳ vui vẻ nói. Lúc này Lâm Dĩnh Nhi có chút vội vàng, nàng chạy đến thấy bố của Giang Gia Kỳ đang kéo tay Vương Tử Quân, tâm tình thất lạc chợt tan biến. Còn nói là đến một mình, đây không phải là đi với người ta sao? Còn trốn ở chỗ này. Giang Gia Kỳ mặc áo cưới có thêm vài phần quyến rũ, khi Lâm Dĩnh Nhi chạy đến thì nàng cũng theo sát phía sau. Hai bên là bạn bè nhiều năm, Giang Gia Kỳ cũng hiểu rõ chút tâm tư của Lâm Dĩnh Nhi. Lúc này Giang Gia Kỳ nhìn thấy bố nịnh hót chủ tịch vương, nàng cũng thật sự cảm thấy hâm mộ Lâm Dĩnh Nhi. Dù người kia đã có vợ, thế nhưng dù nhìn vào từ phương diện nào thì đó cũng là một người đàn ông làm cho người ta mê say. Nếu như mình là người ở vào hoàn cảnh của Lâm Dĩnh Nhi, không biết nàng có thể giữ được bình tĩnh như Lâm Dĩnh Nhi hay không. Giang Gia Kỳ thầm nghĩ về những phương diện này, thế là không khỏi mắng mình một tiếng vì suy nghĩ miên man, chính mình sắp kết hôn lại có những ý nghĩ rối loạn như vậy, đúng là không ra gì. Đi thôi, chúng ta mặc kệ anh ấy. Lâm Dĩnh Nhi nhìn chằm chằm vào vương tử quân vài lượt, sau đó kéo cánh tay Giang Gia Kỳ rồi khẽ nói. Giang Gia Kỳ cười hì hì nói. Cơ hội khó có được, lãnh đạo vương không phải tự mình đến tham gia hôn lễ của tôi à? Tôi còn phải gặp mặt anh ấy, nếu không sẽ có chút thất lễ. Nếu so với bố mình thì Giang Gia Kỳ biết nhiều hơn về vương tử quân, nàng biết rõ vị chủ tịch huyện Lô Bắc năm xưa bây giờ đã là chủ tịch thành phố trẻ tuổi nhất tỉnh Sơn Nam tuy nàng không công tác ở đơn vị hành chính nhưng cũng biết rõ thực lực của vị chủ tịch vương này. Giang Gia Kỳ, cậu có đi không? Nếu không đi thì mình đi trước đây. Lâm Dĩnh Nhi dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn thoáng qua Giang Gia Kỳ, sau đó quay đầu bước đi. Giang Gia Kỳ cười cười, nàng vội vàng chạy theo, sau đó mở miệng an ủi Lâm Dĩnh Nhi. Khi hai người Giang Gia Kỳ xuất hiện, Vương Tử Quân cũng phát hiện ra, chỉ là hắn có chút trột dạ, trong lòng sinh ra ý nghĩ do dự chẳng biết có nên tiến lên chào hỏi không. Khi hắn chưa kịp quyết định thì người ở bên kia đã rời đi. Phụ nữ quá rắc rối. Vương tử quân thầm cảm khái một câu, đồng thời chỉ có thể nói vài câu để cho qua với anh Giang. Lúc này anh Giang đã biểu đạt hết lòng cảm kích của mình, hắn đưa mắt nhìn qua bốn phía rồi nói. Chủ tịch Vương, đây không phải chỗ nói chuyện, mời ngài qua bên kia. Vương tử quân đã không thể cáo từ, cũng chỉ có thể bấp đắc dĩ đi theo anh Giang về phía đài chủ tịch. Dù sao thì hôn lễ là chuyện cả đời người, lú này cũng đã đến giờ cơm, nếu hắn từ chối cũng sẽ coi như làm người ta mất mặt. Chủ tịch Vương, mời ngài ngồi bên này. Anh Giang đưa Vương Tử Quân đến một vị trí còn trống rồi cười ha hả nói. Lúc này bàn bàn chủ tịch có vài người đang ngồi nói chuyện, khi bọn họ thấy anh Giang đưa đến một người đàn ông trẻ tuổi, thế là vẻ mặt năm người đang ngồi trên bàn chợt biến đổi. Nhưng dù có như thế nào thì bọn họ vẫn cố gắng khống chế tâm tình của mình, nụ cười vẫn xuất hiện trên mặt, nhưng dù là ai cũng có chút hèn mọn. Ôi, đúng là người cấp bậc thấp thì sắp xếp không ra gì, không biết quy củ, không hiểu lễ tiết, thôi thì bỏ qua cho bọn họ. Sau khi Anh Giang nói vài lời cáo tội với những người trên bàn, một người đàn ông trung niên chợt nói với Anh Giang. Anh Thông gia, vị này chính là. Anh Giang thật sự cũng không quá hợp với anh thông gia của mình. Nhưng lúc này hắn cũng biết giới thiệu Vương Tử Quân là mình rất có mặt mũi, thế là vội vàng cười nói. "Anh Xui, giới thiệu cho anh một chút, vị này chính là chủ tịch huyện, chủ tịch Vương." Người đàn ông trung niên nghe thấy anh Giang giới thiệu như vậy thì cười vươn tay với Vương Tử Quân. "Chủ tịch Vương, chào anh, chào anh, chào mừng anh đến tham gia hôn lễ của khuyển tử." Vương Tử Quân là người trong quan trường nhiều năm, hắn biết rõ là người ta khách khí thật hay là giả vờ lúc này tuy nghe thông gia của anh giang lên tiếng rất khách khí nhưng trong khách khí có mang vài phần ngạo nghễ một cảm giác bao quát tất cả trần độ hà tiên sinh vương tử quân nghĩ đến cái tên trên biểu ngữ trước khách sạn hắn đã hiểu một chút về thân phận thông gia của anh giang nhưng hắn đến đây không phải để gây sự người ta cao ngạo cũng không liên quan gì đến mình vì vậy vương tử quân cười tủm tỉm bắt tay với anh trần sau đó lại cười nói chúc mừng chúc mừng Chủ tịch Vương, đây là xui gia của tôi, là anh Trần Đại Giang, bây giờ là trưởng ban nhân sự phòng lao động thương binh xã hội tỉnh. Anh Giang nói đến thông gia với mình thì gương mặt cực kỳ vui vẻ. Phòng lao động thương binh xã hội chính là đơn vị tốt, ban nhân sự càng có nhiều chất béo, hèn gì anh Trần này mắt cao hơn đầu, thì ra cũng có tư bản của mình. Chút tư bản này của anh Trần căn bản không tính là gì với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn vẫn cười nói. Trưởng ban Trần, con trai của ngài cưới con gái của anh Giang, chúng ta sau này sẽ là người một nhà, sau này sẽ có nhiều việc làm phiền đến anh rồi. Làm phiền Trần Đại Giang. Đây chẳng qua là những lời nói bịa đặt của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn đã quyết định dùng cơm ở đây, hắn bắt buộc phải nói theo đúng lễ tiết, dù thế nào cũng phải để cho người ta vui vẻ. Người không phạm ta thì ta không phạm người, chủ tịch Vương Trọng Sinh cũng không có quá nhiều góc cạnh, cũng không muốn tìm phiền toái. Hơn nữa với vị trí hiện tại của hắn, cũng không cần chấp nhất với một tiểu nhân vật như vậy. Khốn nổi Trần Đại Giang không biết điều này, hắn thấy anh thông ra nhà mình chỉ là một vị cán bộ phó phòng trong đơn vị ở tỉnh Thành, không, còn chưa có được đãi ngộ phó phòng nữa. Bây giờ vị chủ tịch kia được anh Giang mời đến, có lẽ chỉ là một vị phó chủ tịch không có thực quyền trong huyện. hơn nữa nhìn tư thái đối phương hướng về phía mình như vậy, có thể thấy điều đó còn chưa nhất định. Vì thế Trần Đại Giang tuy vẫn cười ha hả nhưng trong lòng không thèm quan tâm hắn cười với anh Giang, sau đó lớn tiếng nói. Chủ tịch Vương còn trẻ như vậy đã là chủ tịch huyện, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Lại nói tiếp bây giờ tuyến dưới thật sự quá tốt, đề bạt nhanh, không gian phát triển rộng lớn, nhớ năm xưa khi tôi là cán bộ phó cục thì đã hơn 4 người mất rồi. Vương tử quân cười cười không nói, dù sao thì người ta khoe khoang như vậy vẫn chưa đủ, vì dù sao hôm nay cũng là hôn lễ của con họ. Chủ tịch Vương, sau này nếu trong huyện có chuyện gì đó khó giải quyết có thể đến tìm tôi, dù tôi không có bản lĩnh gì lớn, thế nhưng lại có nhiều bạn bè, kéo một hai hạng mục cũng không là vấn đề." Trần Đại Giang nói xong làm cho anh Giang ở bên cạnh cũng cười ha hả, nhưng Giang Gia Kỳ ngồi trên bàn cách đó không xa lại cảm thấy giống như phát sốt. Người khác không biết Phương Tử Quân đang làm gì, thế nhưng nàng thì biết rất rõ. Cũng may lúc này nhân viên trang điểm đi đến, Giang Gia Kỳ phải trang điểm lại một lần nữa thế là nàng kéo Lâm Dĩnh Nhi đi chỗ khác. Vậy thì đa tạ trưởng ban Trần. Vương Tử Quân cười cười, cũng không nói gì khác. Trần Đại Giang nhìn gương mặt ôn hòa nhã nhận của Vương Tử Quân thì càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Sau đó hắn tiếp tục cười nói. Chủ tịch Vương, lần này con trai tôi kết hôn, vốn là cũng không muốn mời nhiều khách, nhưng lãnh đạo trong đơn vị của tôi rất nóng lòng, không đợi tôi mở miệng thì đã nói phải tham gia cho được. Trưởng phòng Hà của chúng tôi còn bỏ một buổi liên hoan của khối chính quyền thành phố để đến đây tham gia tiệc mừng, tôi đây đâm lao cũng phải theo lao mà thôi. Ngoài đơn vị của tôi thì còn có lãnh đạo đơn vị của Tiểu Hà. Đứa bé Tiểu Hà này công tác không tệ, rất được lãnh đạo yêu mến, bây giờ trong ủy ban cải cách tỉnh ủy có 11 thành viên ban ngành, đã có 6 người đến đây dự tiệc. Anh Giang nghe những lời tràn đầy khoe khoang của Trần Đại Giang, lúc đầu hắn cảm thấy rất có thể diện dù sao biểu hiện chút thực lực của thông gia trước mặt vương tử quân cũng coi như là rất tốt. Nhưng lúc này Trần Đại Giang nói như vậy làm hắn nghe ra được chút mùi vị khác thường, đây không phải quá mức sao. Anh Giang thấy rõ an dịch thì vương tử quân cũng xem như quá rõ ràng, cũng thấy tâm tư của Trần Đại Giang. Hắn chợt sinh ra cảm giác buồn cười, nhưng không quá quan tâm. Anh xui, điều này. Anh Giang thấy vẻ mặt vương tử quân căn bản không biến đổi thì lên tiếng. Dù sao hắn cũng là người mời Vương Tử Quân ngồi vào bàn, bây giờ cũng đã ngồi xuống ghế, nếu như bắt buộc thay đổi vị trí thì hắn căn bản khá mất mặt. Nhưng anh Giang đã đánh giá thể diện của mình quá cao, hắn căn bản không biết mình chẳng là gì trong mắt Trần Đại Giang. Khi anh Giang chuẩn bị mở miệng thì Trần Đại Giang đã khoát tay nói: "Chủ tịch Vương, trong quan trường vấn đề quan trọng nhất chính là sắp xếp ghế, vì chỗ ngồi của cậu mà tôi đã mất rất nhiều tâm tư sắp xếp." vì không muốn các vị lãnh đạo gặp chút khó khăn về cái ghế ngồi, thế là tôi còn liên hệ với người ở trong phòng tổ chức tỉnh ủy, để nhìn rõ sơ yếu lý lịch của các vị lãnh đạo. Nếu như vừa rồi Vương Tử Quân có thể giả vờ ngây ngốc, nhưng bây giờ hắn căn bản không thể tiếp tục hồ đồ được nữa. Trần Đại Giang đã nói quá rõ, đó là Chủ tịch Vương Tử mình hiểu lấy, ngài nên biết vị trí của mình, anh không thể cạnh tranh với các vị lãnh đạo khác, nếu thông minh thì nên tranh thủ đi tìm vị trí khác thì hơn. Anh xui, chủ tịch vương là người hướng về phía tôi mà anh giang cũng không thể nghe lọt tai hắn tiến lên định nói anh thông ra tôi cũng đang rất khó xử chủ tịch vương tất cả mọi người đều ở trong quan trường tôi cảm thấy cậu cũng không nên làm khó trần đại giang không chờ anh giang nói hết lời hắn trực tiếp lên tiếng chặn lời sau đó quay sang cười cười với vương tử quân vương tử quân cũng không còn xúc động như năm xưa hắn sảng khoái nói anh giang Chúng ta đều là người một nhà, cũng không nên làm thông gia khó xử, cũng không phải chỉ là một chỗ ngồi sao? Chủ tịch Vương, mời ngài sang bên này." Trần Đại Giang khẽ đưa tay mời, hắn cười ha hả chỉ sang một chiếc ghế trống trên bàn tiệc. Vương Tử Quân khẽ kéo tay áo của anh Giang đang nổi giận rồi ngồi xuống chiếc ghế ở phía bên kia. Tâm tư của hắn căn bản không đặt trên hôn lễ này, nếu như không phải là có Lâm Dĩnh Nhi, sợ rằng hắn đã tùy tiện lấy cớ bỏ đi rồi. Chủ tịch Vương anh xem, chuyện này thật sự không hay. Anh Giang đi đến dùng giọng xấu hổ giải thích, tuy hắn không biết bây giờ chủ tịch Vương đang làm gì, thế nhưng vẫn hiểu rõ những gì Vương Tử Quân làm ở huyện Lô Bắc. Chủ tịch Vương là ai? Trước kia đều ngồi ghế chủ vị trong huyện Lô Bắc, bây giờ đến cổ động cho mình nhưng căn bản không thể ngồi ghế chủ tịch, điều này làm cho hắn cảm thấy rất mất mặt. Anh Giang, con cái kết hôn thì chúng ta nên vui vẻ một chút, nếu làm tiệc vui của con gái không được toàn vẹn thì cũng không hay, dù thế nào cũng đừng làm cho gia kỳ mất hứng anh giang nghe những lời khéo léo hiểu lòng người của vương tử quân mà chợt sinh ra cảm khái hắn khẽ kéo tay vương tử quân rồi nói chủ tịch vương trưa nay uống ít một chút tối nay ngài có rảnh không chúng ta tâm sự một chút vương tử quân hiểu ý của anh giang tuy hắn chuẩn bị dùng cơm tối xong thì quay về đông bộ thế nhưng hắn cũng không nói ra nếu so với anh giang thì trần đại giang cũng nói một câu khách khí sau đó chạy đến bàn tiệc dành cho khách quý. Đối với hắn thì một vị phó chủ tịch huyện ở nông thôn căn bản không nên đặt trong lòng. Trưởng phòng Ngô, mời ngài sang bên này. Chủ nhiệm Hà, ngồi bên này, mau ngồi bên này. Khi bữa tiệc đến gần thì Trần Đại Giang bận rộn như một con quay, gương mặt hắn cực kỳ tươi cười, cố gắng kéo từng vị lãnh đạo đến vị trí định sẵn khi một người đàn ông trung niên được ba bốn người đàn ông khác vây quanh đi vào trong cực kỳ tiền hô hậu ủng thì trần đại giang không những tiến lên một mình còn kéo cả vợ mình lên nghinh đón chủ nhiệm triệu mời ngài ngồi bên này ha ha hôm nay ngài có thể tự mình đến tham gia hôn lễ thật sự làm vinh hạnh cho kẻ hèn như tôi trần đại giang giữ chặt lấy tay của chủ nhiệm triệu hai tay liên tục đung đưa bộ dạng thật sự giống như cảm động rơi nước mắt chủ nhiệm triệu cũng rất có phong thái lãnh đạo hắn gật đầu nói. Tiểu Trần rất tốt, chăm chú công tác, là mầm mống tốt, tôi tin sau khi kết hôn sẽ càng thêm trưởng thành hơn. Chú rể mặt một bộ tây phục nhanh chóng tiến ra chào hỏi dưới lời yêu cầu của Trần Đại Giang, sau đó mọi người tiền hô hậu ủng đưa chủ nhiệm triệu đến chiếc ghế chủ vị. Lúc này đám khách quý ngồi trên bàn tiệc thấy chủ nhiệm triệu đến thì đứng lên chào hỏi. Các vị ngồi xuống đi, hôm nay là ngày vui của con trai anh Trần, nhưng mọi người đều cùng một nhà, thế cho nên tôi cũng xem như là chủ nhân nửa mùa, vì vậy hôm nay mọi người uống nhiều một chút. Anh Trần, rượu của anh có đủ không vậy? Chủ nhiệm triệu biểu hiện gần gũi thân dân làm cho Trần Đại Giang cực kỳ kích động, hắn vừa gật dầu như gà mổ thóc vừa mời chủ nhiệm triệu lên ghế chủ vị. Anh Trần, tôi còn phải tố cáo anh một tội, đó là hôm nay trưởng phòng lý của phòng tổ chức đến phòng lao động thương binh xã hội chúng ta kiểm tra công tác. Nghe nói hôm nay là hôn lễ của Tiểu Trần nên cũng muốn đến tham gia náo nhiệt. Tôi chưa kịp nói với anh, thế là đưa cả trưởng phòng Lý theo. Chủ nhiệm Triệu vừa khoát tay từ chối chiếc ghế chủ vị vừa cười nói với Trần Đại Giang. Lãnh đạo phòng tổ chức chính là những vị thần mang đến niềm vui cho mọi người trong trốn quan trường, lần này đến đây là trưởng phòng Lý, là một vị phó phòng tổ chức có vị trí cao vời trong phòng tổ chức tỉnh ủy. Trần Đại Giang dù cũng là một nhân vật trong đơn vị của mình, thế nhưng nếu so với trưởng phòng Lý thì kém quá xa. Trần Đại Giang vốn cực kỳ vui vẻ vì sự xuất hiện của chủ nhiệm Triệu, bây giờ nghe nói trưởng phòng Lý cũng đến thì cười đến mức không ngậm miệng lại được. Hắn vui vẻ nói lời cảm ơn chân thành với chủ nhiệm Triệu, lại để con mình tự mình ra cửa chào đón trưởng phòng Lý. "Anh Trần, cũng không phiền toái như vậy, tôi đã cho tiểu Hà ra cửa chờ sẵn rồi." Chủ nhiệm Triệu lên tiếng với Trần Đại Giang, sau đó đưa mắt nhìn Trần Độ Hà đứng sau lưng Trần Đại Giang nói. "Tiểu Trần làm chú rể rất tốt." Bộ dạng này cực kỳ tinh thần. Tuy chủ nhiệm Triệu khen ngợi Trần Độ Hà, nhưng chỗ này nào có dư âm cho Trần Độ Hà lên tiếng. Thế cho nên hắn chỉ có thể đứng cười ngây ngô mà thôi. Vương Tử Quân đã rất quen với những trò náo nhiệt thế này trong quan trường, hắn căn bản không phải chưa từng gặp qua chủ nhiệm Triệu của ủy ban cải cách, nhưng hai bên không có giao tình, thế cho nên hắn chỉ bình tĩnh ngồi trên ghế, tự tìm nguồn vui cho mình. Vương Tử Quân vừa uống trà vừa lẳng lặng suy nghĩ tâm sự của mình người ngồi trên chiếc bàn này phần lớn là người thân và bạn bè của chú rể, cũng là người có chút địa vị ở thành phố Sơn Viên, thế cho nên cũng không quan tâm đến một vị khách không mời như Vương Tử Quân. "Trưởng phòng Lý, mời anh sang bên này." Khi Vương Tử Quân đang trầm tư về quan hệ giữa mình và Lâm Dĩnh Nhi, chợt nghe thấy có người trầm giọng nói. Khi âm thanh này vang lên, bốn phía chợt yên tĩnh. Anh Giang bây giờ mới thấy thông gia nhà mình có năng lượng mạnh mẽ hắn vừa cảm thấy kiêu ngạo vì con gái nhà mình tìm được một nhà chồng tốt, đồng thời trong lòng cũng không thiếu lo lắng, dù sao thì có một thông gia như vậy cũng không khác gì chịu tội. Anh Giang chỉ có thể đứng ở một bên nhìn người đàn ông bên kia đi trên con đường được người ta giặt sang hai bên tránh né, trong lòng hắn không khỏi run lên. Vì hắn nhận ra người kia chính là lãnh đạo tỉnh trước đó có về kiểm tra thị sát công tác ở huyện Lô Bắc, khi đó hắn có tham gia hội nghị mở rộng nên vẫn còn nhớ rõ ràng khi đó bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện đứng trước mặt người kia mà căn bản không dám thở mạnh. Dù là chủ tịch tiếu còn bị người này phê bình. Trưởng phòng lý, mời anh sang bên này. Chủ nhiệm triệu cười tùm tỉm chỉ vào vị trí chủ vị rồi nói. Trưởng phòng lý nhìn qua giống như một người đàn ông hơn 40 tuổi, thực tế đã hơn 50 rồi. Hắn là cán bộ cấp phó giám đốc sở, là một trong những phó phòng tổ chức có thâm niên, là một trong những cán bộ cấp sở rất có thể diện. Lúc này hắn thấy chủ nhiệm triệu đứng giữa một đám người, trên mặt hắn chợt lộ ra nụ cười quỷ dị. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 67